Bí thư trùng sinh, Vương Tử Quân. Chương 1551. Một tư tưởng bỏ trong ao, tình hữu nghị đặt trong đất. Vì Yến Quy thở hổn hển nhìn không được phải chửi ầm lên, lão gọi điện thoại cho Hà Lăng Nhiên, vừa nối thông điện thoại thì đã trầm giọng nói, có phải là anh làm ra chuyện kia không? Hà Lăng Nhiên căn bản cảm thấy cực kỳ khó hiểu với lời chất vấn đầy tức giận của bố vợ, hắn cảm thấy rất hoang mang rối loạn. Khoảng thời gian gần đây hắn giống như một đóa hoa trong rừng rậm, căn bản không bị kiềm chế, thế nhưng hắn vẫn luôn nắm giữ một nguyên tắc, đó chính là tất cả vấn đề đều được giải quyết bằng tiền đều không phải là vấn đề, nếu có vấn đề gì thì hắn là người đầu tiên phải giải quyết cho xong. Bây giờ bố vợ nổi nóng hừng hực, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ một số việc làm không hay của mình bị bố vợ phát hiện ra? Hắn có chút run rẩy, thế nhưng vẫn cả gan hỏi, bố, có chuyện gì vậy? Anh còn giả vờ nữa sao? Tôi không phải đã nói với anh rồi à? Không có năng lực thì đừng cố gắng làm việc, sự việc ngày hôm nay cũng không có gì hay, sao anh lại chọc nó ra? Anh có biết làm như vậy sẽ cho ra hậu quả nghiêm trọng thế nào không? Vì Yến Quy cảm thấy mình sắp tan vỡ, thế là giọng điệu giống như sắp gào lên. Hà Lăng Nhiên cảm thấy rất sợ hãi, từ khi lấy vợ thì hắn cảm thấy sợ hãi theo bản năng đối với ông bố vợ cực kỳ thận trọng kia. Nếu như không phải nể mặt đó là bố vợ mình, hắn đã không thèm quan tâm. Với điều kiện gia đình nhà vợ của Hà Lăng Nhiên, tất nhiên đây là nhà đại phú đại quý ở tỉnh Mật Đông. Nhưng hắn lại cảm thấy đây là gia đình điển hình chỉ vì tư lợi mà thôi, chỉ quan tâm đến tuyết đọng trên cửa nhà mình mà không chú ý đến xương phủ trên mái nhà kẻ khác. Người ta cho rằng hắn là kẻ có nhiều tiền, có nhiều chỗ tốt, phát triển mạnh mẽ, thế nhưng hắn mặc kệ những thứ đó. Hắn cần phải đứng lên rêu rao khắp nơi, như vậy thân phận của hắn mới bày biện rõ ràng. Trong ký ức của Hà Lăng Nhiên thì mỗi lần gặp mặt bố vợ làm cho người ta sợ hãi kia, hắn căn bản đều ủ rũ khổ sở, giống như anh đến nhà người ta làm giặc, bị người ta coi thường. Dù là người nhà dùng cơm với nhau thì bố vợ vẫn luôn mở miệng nói ra những lời thấm thía, ân cần dạy bảo, giống như nói chuyện với cấp dưới đến báo cáo. Thế nên Hà Lăng Nhiên chỉ có thể vùi đầu vào bát cơm. Dù ăn thức ăn ngon cũng cảm thấy như cát đá. Vì Yến Quy trước nay chưa từng chủ động bắt chuyện, đừng nói là chủ động gọi điện thoại cho Hà Lăng Nhiên. Hôm nay bố vợ làm sao vậy? Khoảnh khắc này Hà Lăng Nhiên chợt cảm thấy giống như tai vạ đổ xuống đầu mình, nhưng đến lúc này hắn vẫn chưa thể nghĩ ra rằng mình làm gì mà bố vợ nổi giận như vậy. Ngài nói đến vấn đề gì vậy? Anh bị lừa đá vào đầy rồi sao? Anh đúng là xúc sinh chết tiệt, đúng là làm tôi tức chết. Vì Yến Quy hung hăng nói xong thì cúp điện thoại. Bí thư Vương, hôm nay khi bắt đầu công tác thì tôi nghe có mọi người nghị luận đến một vấn đề, đó là ngài đánh giá thấp hạng mục quảng cáo của Đại hội Thể dục Thể thao, đã ký kết hợp đồng với một công ty làm cho tỉnh Mật Đông gánh chịu thiệt hại lớn, bây giờ những tin đồn đó đang phát tán rộng rãi ra bên ngoài. Uông Thanh Minh gọi điện thoại đến nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cười ha hả nói, có người cố ý làm ảnh hưởng đến thanh danh của tôi. Tôi cũng không có biện pháp nào khác hơn. Cũng may giả là giả mà thật là thật, tôi tự biết mình là được. Sau sự việc liên quan đến Lôi Hợp Tuấn thì mối quan hệ giữa Vương Tử Quân và Uông Thanh Minh căn bản là khá tốt. Lúc này Uông Thanh Minh nghe thấy Vương Tử Quân nói như vậy thì trầm giọng nói, Bí thư Tử Quân, những tin đồn này có lực ảnh hưởng rất lớn với ngài, tôi nghĩ rằng có nguyên nhân làm phát sinh những tin đồn như vậy. Thân thẳng thì không sợ bóng nghiêng. Những lời này dù tốt thế nhưng có câu miệng lưỡi thế gian sói mòn mọi thứ, có một số việc nên cẩn thận thì hơn. Cảm ơn trưởng phòng Uông đã quan tâm đến tôi, sau này tôi sẽ công tác cẩn thận hơn. Vương Tử Quân nói bằng giọng cực kỳ nghiêm túc, sau đó nói tiếp, trước khi sự kiện này xuất hiện thì tôi đã quyết định dùng phương án đấu thầu để chọn công ty phụ trách mảng quảng cáo, ai cho ra nhiều tiền thì hạng mục sẽ thuộc về người đó. Uông Thanh Minh là người công tác nhiều năm. Hắn căn bản hiểu tường tận mọi việc, lúc này nghe thấy Vương Tử Quân nói như vậy thì hiểu ra vấn đề, thế là cười nói, Bí thư Vương đã có tính toán kỹ càng, tôi cũng yên tâm hơn. Vương Tử Quân buông điện thoại mà khóe miệng không khỏi lộ ra nụ cười, hắn nhìn tờ đơn tố cáo đặt trên bàn, thầm nghĩ tâm tình của mình vẫn còn chưa quá trưởng thành, còn phải tiếp tục tu luyện thêm. Mới có chút chuyện mà mình đã thiếu kiên nhẫn, sau này cần phải xem xét kỹ càng hơn. Khi Vương Tử Quân chuẩn bị mở văn kiện ra xem, chợt điện thoại đổ chuông, hắn nhìn thoáng qua số điện thoại gọi đến,
người đó chính là chủ tịch Tiết Xuyên Cường của Mặt trận Tổ quốc tỉnh Mật Đông. Tiết Xuyên Cường là vị thường ủy tỉnh ủy tiếp xúc đầu tiên với Vương Tử Quân, hơn nữa vì có mối quan hệ với Thạch Kiên Quân, thế cho nên hai người cũng xem như là đồng minh thân thiết ở tỉnh Mật Đông. Sau khi Vương Tử Quân lên tiếng giúp đỡ cho Uông Thanh Minh, Tiết Xuyên Cường càng tỏ ra nhiệt tình với Vương Tử Quân, hai ngày trước còn để cho vợ tự mình xuống bếp nấu nướng mời Vương Tử Quân về dùng cơm. Tiết Xuyên Cường cũng giống như Uông Thanh Minh, sau khi nghe những tin đồn không hay kia thì mở miệng an ủi Vương Tử Quân một phen. Chỉ là nội dung an ủi của hắn càng đi sâu hơn Uông Thanh Minh, giúp đỡ Vương Tử Quân phân tích xem là ai đang đứng phía sau bày trò. Bí thư Vương, tôi cảm thấy chuyện này không phải là do Cố Tắc Viêm thực hiện, mà đó phải là Vi Yến Quy. Hai người kia căn bản đều nhìn chằm chằm vào vị trí chủ tịch tỉnh, ngày bây giờ đến Mật Đông giống như một ngọn núi lớn chắn đường phát triển của hai người bọn họ. Mặc dù bọn họ biết hy vọng của mình là không lớn, thế nhưng dù là ai cũng muốn dịch chuyển ngọn núi để tiến lên, chẳng qua có vài người làm việc căn bản không biết lượng sức của mình. Tiết Xuyên Cường mở miệng phân tích không khỏi làm cho Vương Tử Quân đổ mồ hôi, thế nhưng Tiết Xuyên Cường không phải là người thường, phân tích của người này không phải là không có lý. Hơn nữa ở phương diện kết giao với nhau, cho dù anh là lãnh đạo thì cũng chỉ có thể thích hợp biểu hiện vào thời điểm tốt nhất, nếu không như thế thì sao anh có thể tìm được cơ hội của mình. Nếu như anh luôn tỏ ra là người mạnh mẽ hơn, ngược lại càng làm cho người ta cảm thấy không thoải mái. Dựa theo tâm lý đồng tình với kẻ yếu trong nước, tôi đến khi mà anh bị người ta ép xuống, như vậy sẽ dễ dàng tìm được tình hữu nghị. Chương 1551-2, tư tưởng bỏ trong ao, tình hữu nghị đặt trong đất. Vương Tử Quân biết rõ đạo lý này, hắn hít vào một hơi rồi trầm giọng nói, cảm ơn anh Xuyên Cường đã nhắc nhở, tôi vốn còn đang cảm thấy nghi hoặc, thế nhưng sau khi anh phân tích thì đã nhìn rõ ràng sự việc. Từ sau khi tôi đến Mật Đông thì luôn công tác theo đúng thực tế, liên tục giúp mọi người làm tốt công tác, cũng không ngờ có người không muốn buông tha cho tôi, thật sự là quá phận. Hổ không phát huy thì người ta sẽ nghĩ đó là mèo bệnh, tôi sẽ đi đến gặp Bí Thư Sầm, sẽ nói ra chuyện này để Bí Thư Sầm phân xử. Vương Tử Quân càng tỏ ra cực kỳ tức giận thì càng làm cho Tiết Xuyên Cường cảm thấy thoải mái. Dù thế nào thì hắn cũng đã đạt đến trạng thái cùng nhất trí với Vương Tử Quân, như vậy là hắn cảm thấy đủ rồi. Tiết Xuyên Cường cảm thấy Vương Tử Quân vội vàng như vậy thì vội mở lời khuyên, Bí Thư Tử Quân, chuyện này nên bàn bạc kỹ hơn cái đã. Mặc dù mọi người đều biết rõ những công tác của anh, thế nhưng dù sao cũng không có chứng cứ, nếu ngài làm huyên náo như vậy cũng không có gì là tốt. Lúc này anh nên nén giận một chút, trước tiên xử lý tốt vụ này, sau đó chúng ta có thể chậm rãi xử lý. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi mới dùng giọng cảm kích nói, anh Xuyên Cường thật sự nói những lời vàng ngọc, vừa rồi là tôi có chút xúc động. À, không phải bọn họ nói tôi chuẩn bị ném hạng mục quảng cáo cho một công tác ở thủ đô sao? Tôi còn chuẩn bị cho bọn họ đến cạnh tranh trong đấu thầu, đến lúc đó xem bọn họ còn nói gì nữa. Đây là biện pháp tốt, có vài người căn bản thấy người ta phát triển tốt thì không vui. Đường làm quan có nhiều nguy hiểm, anh nên cẩn thận một chút, đặc biệt là ở địa bàn tỉnh Mật Đông, càng phải cẩn thận một chút. Tiết Xuyên Cường cúp điện thoại không lâu thì Đường Chấn Huy gọi điện thoại đến, nếu so sánh với Uông Thanh Minh và Tiết Xuyên Cường thì lời nói của Chủ tịch Đường căn bản cực kỳ hàm xúc. Lão nhắc nhở Vương Tử Quân hai câu, sau đó yêu cầu Vương Tử Quân không nên có gánh nặng tâm lý, không cần quan tâm đến những tin đồn thất thiệt bên ngoài, nên làm thế nào thì cứ làm như vậy. Tất nhiên Chủ tịch Đường cũng không quên mở miệng nói sẽ giúp đỡ Vương Tử Quân ở phương diện này. Vương Tử Quân cũng nhanh chóng cho ra lời cảm tạ với sự quan tâm giúp đỡ của Đường Chấn Huy, cũng không quên biểu hiện một chút cảm giác oán hận của mình. Sau khi cúp điện thoại của Đường Chấn Huy, Vương Tử Quân cảm thấy sự việc bây giờ đã đạt đến mục đích mình mong muốn, cũng là đến lúc nên đi đến phòng làm việc của Bí Thư Sầm Vật Cương một chuyến. Vương Tử Quân cầm lấy quyển sổ trên bàn, hắn chậm rãi đi ra khỏi phòng làm việc của mình, đi về phía phòng làm việc của Sầm Vật Cương ở trên lầu. Khi Vương Tử Quân đi lên lầu thì có không ít người từ phòng làm việc của Sầm Vật Cương đi xuống, những người này thấy Vương Tử Quân thì liên tục mở miệng chào hỏi. Nếu như là trước đó thì Vương Tử Quân nhất định sẽ biểu hiện cực kỳ bình thản, sẽ cười nói vài lời với người ta. Thế nhưng bây giờ tình hình lại khác, gương mặt của hắn cực kỳ nghiêm túc, cực kỳ ngưng trọng, hắn đi về phía phòng làm việc của Sầm Vật Cương,
chỉ để lại một bóng lưng thẳng tắp trong mắt đám người kia. Bí thư Vương làm sao vậy? Anh còn không biết sao? Có người nói bậy bạ dội nước bẩn lên người Bí thư Vương, anh ấy sao không nổi giận cho được? Hừ, những chuyện thế này chúng ta không nên nghị luận thì hơn, ai biết nó có phải là nước bẩn hay không? Vương Tử Quân đi đến phòng làm việc của Sầm Vật Cương trong những tiếng nghị luận kia, lúc này trong phòng của thư ký Sầm Vật Cương có vài vị lãnh đạo đơn vị đang ngồi chờ bí thư triệu kiến. Khi thấy Vương Tử Quân đi vào thì những vị lãnh đạo đơn vị này đều đứng lên chào hỏi, lại có người lấy thuốc ra mời Vương Tử Quân. Vương Tử Quân khoát tay áo, hắn trầm giọng nói với thư ký của Sầm Vật Cương, anh báo cáo cho bí thư Sầm một tiếng, tôi có việc cần báo cáo với anh ấy. Thư ký là người có ánh mắt tinh tường, khi thấy gương mặt của Vương Tử Quân biến thành màu đen thì sao không hiểu bí thư Vương tức giận vì điều gì. Chuyện này xảy ra đừng nói là một thư ký như hắn, cho dù là bí thư Sầm cũng cực kỳ nửa tin nửa ngờ, bây giờ nhìn thấy gương mặt của bí thư Vương cực kỳ âm trầm, hắn không khỏi thầm nghĩ có lẽ là người nào đó đang dội nước bẩn lên người bí thư Vương. Bí thư Vương, ngài chờ chút, tôi sẽ đi vào báo cáo với bí thư. Báo cáo công tác với bí thư Sầm Vật Cương cũng không phải là một chuyện có thể tùy tiện, thậm chí có người xếp hàng vài ngày mà còn chưa đến lượt. Nhưng Vương Tử Quân đi đến thì đám người lãnh đạo đơn vị đành phải nhường đường, dù sao thì thân phận của bí thư Vương cũng là quá rõ ràng. Bí thư Vương, ngài đến tỉnh Mật Đông đã lâu, thế nhưng ngài còn chưa đến đơn vị chúng tôi kiểm tra chỉ đạo công tác, kính mong bí thư Vương có thể bớt chút thời gian cấp bách đến đơn vị chúng tôi nhìn qua một chút. Một người đàn ông trung niên ngồi bên trái Vương Tử Quân chợt cười ha hả nói. Người đàn ông trung niên kia thấy Vương Tử Quân mỉm cười nhìn mình, hắn biết rõ có lẽ là Bí Thư Vương không nhận ra mình là ai, thế là không khỏi chủ động giới thiệu, Bí Thư Vương, tôi là Lữ Thắng Lợi của đài truyền hình tỉnh. Vương Tử Quân gật đầu nói, đài truyền hình là tiếng nói của cấp ủy chính quyền, phương diện nắm chính xác phương hướng của dư luận rất quan trọng, vài ngày nữa có thời gian tôi sẽ đến. Những người phụ trách đơn vị trong tỉnh thấy Lữ Thắng Lợi mời được Vương Tử Quân, thế là đám người bắt đầu nhiệt tình mở lời mời Bí Thư Vương đến đơn vị của mình kiểm tra công tác. Vương Tử Quân thản nhiên tiếp nhận lời mời nhiệt tình của mọi người. Khi hắn đang trò chuyện với Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường về một vài chính sách, lúc này Phương Anh Hồ từ bên ngoài đi vào. Hắn vốn ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào phòng, nhưng khi thấy Vương Tử Quân có mặt thì nhanh chóng nở nụ cười. Chào Bí Thư Vương. Phương Anh Hồ khẽ cười với Vương Tử Quân rồi lên tiếng chào hỏi. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, tỏ ý cho Phương Anh Hồ ngồi xuống, sau đó căn bản là nghiêm mặt không nói lời nào. Phương Anh Hồ nhìn vẻ mặt của Vương Tử Quân thì dùng giọng thăm dò hỏi, Bí Thư Vương, anh đây là... Vương Tử Quân cười cửa nói, tôi đến có chuyện cần báo cáo với Bí Thư Sầm. Phương Anh Hồ cũng có nghe nói về tin đồn hôm nay, hắn cũng rất muốn cùng nói chuyện này với Vương Tử Quân. Thế nhưng lại sợ Vương Tử Quân hiểu lầm. Dù sao thì mối quan hệ giữa hắn và Vương Tử Quân cũng không phải quá sâu, thân thiết với người mới quen là tối kỵ, nếu mình nắm bắt thời cơ không tốt, dù mình xuất phát đầy thiện ý thì người ta cũng dễ hiểu lầm, sợ trở thành trò cười. Khi hắn đang suy nghĩ nên mở miệng thế nào thì thư ký đẩy cửa đi vào rồi cung kính nói với Vương Tử Quân, Bí Thư Vương, Bí Thư Sầm mời ngài đi qua. Chương 1552 Bầy mưu nghĩ kế, lòng tin trong lồng ngực. Vương Tử Quân khẽ gật đầu với Phương Anh Hồ, sau đó hắn cất bước đi vào trong phòng của Sầm Vật Cương. Lúc này Sầm Vật Cương đang chờ bên trong, khi thấy Vương Tử Quân đi vào thì cười nói, Tử Quân, anh vội vàng đi gặp tôi là có chuyện gì sao? Sầm Vật Cương không nói đến chức vụ mà trực tiếp gọi là Tử Quân, giọng điệu giống như có thêm vài phần thân cận. Vương Tử Quân biết rõ với quan hệ giữa mình và Sầm Vật Cương thì bây giờ căn bản còn chưa đến mức nói chuyện không cố kỵ như vậy, thế nhưng hắn vẫn cười nói, Bí Thư Sầm, có chuyện rất gấp cần phải báo cáo với ngài. Vương Tử Quân nói rồi mở sổ của mình ra, Bí Thư Sầm, chúng tôi dùng tất cả tài nguyên vốn có để kêu gọi đầu tư, có được hiệu quả khá tốt. Tập đoàn Huyền Lục đầu tư 60 tỷ, tiền sẽ được giải ngân đúng chỗ, thế nhưng có một hạng mục mà nhiều người cần. Điều này làm cho các đồng chí nắm khối công tác này cảm thấy khó xử. Ví dụ như phương diện quảng cáo, có không ít công ty đến đàm phán. Tôi cảm thấy khối quảng cáo này có thể do chúng ta phụ trách kêu gọi đầu tư, thế nhưng nó tương đối chậm, hơn nữa có vài phần tài chính chỉ sợ khi nào chính thức khai mạc mới đến đúng chỗ,
điều này phát sinh xung đột với phương diện xây dựng hạng mục Đại hội Thể dục Thể thao vào lúc này. Sầm Vật Cương biết về tin đồn bên ngoài, phản ứng đầu tiên của lão là không biết thật giả, cũng không hiểu ai đang giở trò. Lúc này lão nghe được những lời báo cáo của Vương Tử Quân, biết rằng Vương Tử Quân đang tránh được tình huống nguy hiểm. Sầm Vật Cương trầm ngâm giây lát rồi thản nhiên nói, theo ý anh thì nên làm gì bây giờ? Bí thư Sầm, tôi cảm thấy tình hình trước mắt nên mời các tổ chức đánh giá khoản tiền thu vào của hạng mục quảng cáo lần này, xác định một khoản thu thấp nhất, sau đó mở đấu thầu, xem như ném hạng mục này ra cho người nào trả giá cao nhất. Vương Tử Quân nhìn Sầm Vật Cương rồi khẽ nói. Sầm Vật Cương không quá coi trọng khoản tiền thu vào từ quảng cáo, dù sao thì có thêm chút tài chính cũng giảm bớt khó khăn hiện tại. Lúc này Vương Tử Quân đề xuất một đề nghị, nhìn qua có vẻ khá hiệu quả và thoải mái. Xem ra người được mệnh danh là người có khả năng phát triển kinh tế này thật sự có tài năng. Sầm Vật Cương thầm nghĩ như vậy rồi trầm giọng nói, Bí thư Tử Quân, tôi thấy đề nghị của anh có thể được thực hiện. Tôi đề nghị trước đó nên tìm những người chuyên nghiệp để cho ra một bộ phương án đầy đủ nhất, sau đó đưa ra thảo luận ở hội nghị thường ủy. Tốt quá, hai ngày nữa tôi sẽ cho ra phương án. Vương Tử Quân gấp sổ lại rồi bưng ly trà lên uống nước. Sầm Vật Cương nhìn Vương Tử Quân uống nước, lão trầm ngâm giây lát rồi lấy từ trong ngăn kéo bàn làm việc ra một bức thư tố cáo rồi nói, Tử Quân, không gây chuyện nhưng làm được việc thì bị người ta trách móc, điều này tôi hiểu rõ. Vì anh làm việc không cẩn thận động chạm vào lợi ích của người khác, bọn họ sẽ cho ra một vài thông tin xấu liên quan đến anh, điều này anh không cần để trong lòng. Tôi và tỉnh ủy là kiên cố hậu thuẫn cho anh, cũng sẽ dùng toàn lực để giúp đỡ anh. Cảm ơn Bí thư Sầm đã tín nhiệm tôi, đối với những tin đồn giả tạo thế này thì tôi thấy chỉ cần mình đứng thẳng đi thẳng là được, sớm muộn gì nó cũng tự sụp đổ mà thôi, cứ để tùy ý bọn họ. Vương Tử Quân thản nhiên nói. À, tôi biết rồi, với kinh nghiệm công tác của anh, chắc chắn sẽ không đặt nặng những tin đồn này. Thế nhưng tính chất của sự việc rất ác liệt, tôi chuẩn bị sau này có thời gian sẽ xem xê hiện tượng này, vì có vài người căn bản không kiêng nể gì, đúng là không đánh không được. Sầm Vật Cương nói đến đây thì đột nhiên nói, tôi nghe nói công ty Lăng Yến muốn nắm chọn hạng mục này sao? Vương Tử Quân thầm nghĩ Sầm Vật Cương quả nhiên không đơn giản. Chính mình còn chưa nói ra thông tin về việc đàm phán với công ty Lăng Yến, chỉ mình biết là được. Thế nhưng không ngờ bây giờ Sầm Vật Cương đã hiểu rõ rồi. Vương Tử Quân lập tức nói, tôi đã nghe Lý Bạch Vũ đề cập về điều này. Sầm Vật Cương cũng không quá dây dưa vào chuyện này, lão nói với Vương Tử Quân về vài chuyện liên quan trong tỉnh, sau đó chợt nói, lúc này đã đến tháng 4, anh chuẩn bị một chút, nên nắm chặt thời gian điều vợ đến đây. Đồng thời anh Trần chuyển công tác sang tỉnh khác đã nhường lại nhà, tôi sẽ cho người sửa sang lại một chút, sau đó sẽ để anh sang nhận nhà. Sầm Vật Cương lúc này nhắc đến chuyện nhà cửa, hơn nữa lại là tự lão cho ra sắp xếp, Vương Tử Quân biết mình không thể chối từ, thế là vội vàng cười nói, đã làm cho Bí thư Sầm phải hao tâm tổn trí rồi. Ha ha ha, sau này hai ta là hàng xóm, như vậy cũng tiện bề trao đổi. Đồng thời tôi cũng có cháu gái ở nhà. Tiểu tử nhà cậu đến mật đông thì hai đứa có thể làm bạn vui đùa với nhau. Vương Tử Quân rời khỏi phòng làm việc của Sầm Vật Cương mà cảm thấy sảng khoái tinh thần. Tuy hắn đã sớm có tính toán thế nhưng sự việc tiến triển theo đúng kế hoạch cũng làm cho tâm tình người ta cảm thấy vui vẻ. Chẳng qua chuyện này đã hãm hại Vi Yến Quy, thế nhưng Vi Yến Quy đã chọn cách đối lập với mình, không ra tay với người này căn bản là không được. Vương Tử Quân tin chắc Trung Phó Thần bên kia cũng đã nhận được tin tức rồi. Vương Tử Quân còn chưa quay về phòng làm việc của mình thì nhận được điện thoại của Trung Phó Thần. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua số điện thoại gọi đến, hắn cố ý không nghe máy. Sau khi quay lại phòng làm việc của mình, hắn uống một ly trà, sau đó mới gọi cho Trung Phó Thần. Phó Thần, bây giờ trò chuyện một chút được không? Vương Tử Quân nhanh chóng lên tiếng khi bên kia bắt máy. Giọng nói của Vương Tử Quân khá trầm thấp làm cho Trung Phó Thần trở nên nghiêm túc hơn, hắn trầm giọng nói, anh Tử Quân, bây giờ chỉ có một mình tôi trong phòng. Phó Thần, vừa rồi anh gọi điện thoại thì tôi đang báo cáo công tác trong phòng làm việc của Bí thư Sầm. Tôi nói cho anh biết, vừa rồi tôi đã đề nghị với Bí thư Sầm, sẽ đẩy hạng mục quảng cáo ra bên ngoài, sẽ dùng phương thức đấu thầu cạnh tranh để quyết định nhà đầu tư. Audio điện tử Võ Tấn Bền.
Nếu như dùng phương thức đấu thầu cạnh tranh thì có nghĩa là Trung Phó Thần căn bản không tham dự vào chuyện này được nữa. Nhưng nếu xảy ra chuyện này thì Vương Tử Quân mà không chọn phương án tốt nhất để vượt qua nguy hiểm, như vậy mới là người có vấn đề. Tuy Trung Phó Thần cũng không là người trong quan trường, thế nhưng hắn cũng lớn lên trong gia đình làm quan, đã là người mưa dầm thấm đất, hiểu nhiều hơn người bình thường. Bây giờ Vương Tử Quân đang ở vào thời điểm mấu chốt, thanh danh là thứ cực kỳ quan trọng vào lúc này. Nếu vì giúp mình mà Vương Tử Quân vứt bỏ cả tương lai chính trị thì đó là điều không thể, hoặc Trung Phó Thần cho rằng mình căn bản không có tư cách như vậy. Anh Tử Quân, tôi xin ghi khắc phần nhân tình của anh vào trong lòng, anh yên tâm, chuyện này tôi sẽ không làm anh khó xử. Kiếm được tiền thì tốt, thế nhưng tôi cũng tuyệt đối không làm cho anh cảm thấy khó khăn. Trung Phó Thần mở miệng nói vài lời tâm huyết, sau đó trầm giọng nói, anh Tử Quân, thế nhưng tôi không nuốt trôi cục tức này, tôi nhất định sẽ cho tiểu tử kia đẹp mặt. Người kia dám chơi trò đùa bỡn với tôi, để xem tôi thu thập hắn như thế nào. Phó Thần, anh cũng đừng nên làm rối lên, bây giờ tôi cần bình tĩnh, đợi sau này sự việc qua đi, anh thích làm gì cũng được, thế nhưng bây giờ thì đừng nên. Vương Tử Quân càng dùng giọng điệu nghiêm khắc nói. Trung Phó Thần là một người hoành hành ngang ngược, thế nhưng hắn biết mình có ưu thế không lớn hơn Vương Tử Quân. Hắn biết rõ sau lưng Vương Tử Quân là ai, cho dù Vương Tử Quân không nể mặt thì hắn cũng không có biện pháp gì với người này. Lúc này Vương Tử Quân cho ra câu nói nghiêm khắc như vậy, ngược lại làm hắn càng xem Vương Tử Quân là người nhà. Hắn không khỏi lộ ra vẻ cảm kích, hắn trầm ngâm giây lát rồi trầm giọng nói, anh Tử Quân, tôi biết rồi. Ngày mai tôi sẽ đưa người rời khỏi Mật Đông. Tôi sẽ luôn ghi khắc nhân tình của ngài vào trong lòng, khi nào ngài đến thủ đô thì hai anh em ta tâm sự sau. Vương Tử Quân nghe lời nói của Trung Phó Thần mà không khỏi cảm thấy có chút áy náy, thế nhưng ngay sau đó chút áy náy đã tan biến sạch sẽ. Trung Phó Thần này sở dĩ nói ra những lời như vậy vì cảm thấy lần này mình bị thua thiệt, nếu như mình không đồng ý với yêu cầu của người này, chỉ sợ hai bên sẽ là kẻ thù. Thế cho nên mới có câu người đáng thương tất có chỗ đáng hận. Vương Tử Quân đặt điện thoại xuống, hắn sinh ra xúc động muốn cười, dù sao thì vừa rồi người ta còn phải cảm ơn hắn. Vương Tử Quân gọi điện thoại cho Triệu Hiểu Bạch đi vào phòng, sau đó hắn đưa một phần văn kiện mình đã viết cho thư ký Triệu, anh đưa phần văn kiện này đi đóng dấu, đồng thời để cho Lý Bạch Vũ đến phòng làm việc của tôi một chuyến. Sự việc được Vương Tử Quân xử lý xong một cách tốt đẹp. Thế nhưng Hà Lăng Nhiên lại cực kỳ khó hiểu, mình đột nhiên bị bố vợ mắng cho một trận xối máu chó lên đầu, thế nhưng thật lòng thì hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hà Lăng Nhiên là con rể của Vi Yến Quy một thời gian dài, hắn căn bản cũng hiểu rõ tính cách của bố vợ mình. Tuy lúc bình thường Vi Yến Quy không thích mình, thế nhưng nể mặt con gái bảo bối, bố vợ cũng cho mình chút thể diện, chẳng qua tình huống như hôm nay thật sự là lần đầu tiên phát sinh. Rốt cuộc là có chuyện gì mà ông bố vợ nổi giận như vậy? Chương 1553, một cài bô lên đầu anh. Hà Lăng Nhiên không có tâm tư nghỉ ngơi, hắn nhanh chóng phát động các mối quan hệ của mình để điều tra nguyên nhân. Chuyện này chỉ mình hắn không biết nhưng có thể nói là ai cũng biết, thế nên chỉ sau 10 phút thì Hà Lăng Nhiên căn bản đã hiểu đầu đuôi sự việc. Hà Lăng Nhiên vừa nghe nói đến tin tức này thì không khỏi cảm thấy sảng khoái. Chính mình không làm được mà Trung Phó Thần cũng không ăn được, hơn nữa trước đó hắn đối mặt với Trung Phó Thần mà giống cháu gặp ông nội vậy. Bây giờ Hà Lăng Nhiên không thành công, cục tư pháp cũng không thành công. Thế nhưng ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu Hà Lăng Nhiên thì nhanh chóng bị én mất, hắn hiểu vì sao mà bố vợ lại mắng mình xối xả như vậy. Người có khả năng làm việc này chỉ có thể là chính mình, vì chuyện này đắc tội với Trung Phó Thần, ngoài mình ra không ai thèm làm. Hà Lăng Nhiên càng nghĩ càng cảm thấy có người cài bô lên đầu mình, hắn chợt sinh ra xúc động muốn bùng nổ. Hắn thích tất cả mọi việc được mình nắm trong lòng bàn tay, trước nay hắn luôn phát triển thuận lợi, những người tiếp xúc qua với hắn không ai không có bản lĩnh, thế nhưng ai cũng phải ra sức vì hắn. Trong tỉnh Mật Đông này hắn là người có thể hô phong hoán vũ, nào phải nếm qua tình cảnh khó chịu như bây giờ. Hèn gì bố vợ lại mắng mình như vậy. Vấn đề này dù là ai làm ra cũng đáng bị mắng như vậy. Hà Lăng Nhiên nghĩ đến những người có thể hãm hại mình, sau đó hắn gọi điện thoại cho Lăng Phỉ Yến. Sau khi nối thông điện thoại thì hắn căn bản không cho Lăng Phỉ Yến thời gian nói ra những lời thân mật, hắn hổn hển mắng, Lăng Phỉ Yến,
có phải là cô làm ra trò này không? Lăng Phỉ Yến thấy Hà Lăng Nhiên chất vấn như vậy thì không khỏi ngây cả người, thế nhưng nàng là một người phụ nữ mạnh mẽ tự sáng tạo ra sự nghiệp cho mình, nàng cũng không phải kém thông minh, điều này căn bản là mạnh hơn hẳn so với Trung Phó Thần. Vì vậy sau khi nghe được câu hỏi đột nhiên của Hà Lăng Nhiên thì nàng cẩn thận nói, Hà thiếu gia, ngài nói vậy là có ý gì? Hôm qua sau khi quay về thì ngủ mãi đến sáng, có làm gì đâu. Thậm chí bây giờ mới tỉnh lại đây. Lăng Phỉ Yến nói làm cho Hà Lăng Nhiên cảm thấy suy đoán trước đó của mình có vài phần không đúng, thế là hắn nhanh chóng thuật lại sự việc cho Lăng Phỉ Yến. Lăng Phỉ Yến nghe xong thì trầm mặc một lát, sau đó nàng mới trầm giọng nói, Hà thiếu gia, có lẽ chúng ta bị người ta dắt mũi dẫn đi rồi. Chị nói ai là người dắt mũi chúng ta? Tôi giết chết hắn. Hà Lăng Nhiên lúc này cực kỳ phẫn nộ, hắn lớn tiếng nói với Lăng Phỉ Yến. Lăng Phỉ Yến thầm nghĩ tôi biết rõ là ai đang chơi anh, thế nhưng nếu như anh động vào người ta, cho dù anh là con rể của Vi Yến Quy cũng phải chết. Anh là người quá kiêu ngạo tự phụ, Vi Yến Quy sao có thể để anh chết vì ngu được. Thế nhưng Lăng Phỉ Yến vẫn khẽ lên tiếng phân tích, Hà thiếu gia, tôi thấy chúng ta nên phân tích từ dưới lên. Thứ nhất chuyện này không phải là do Trung Phó Thần làm ra. Vì người này muốn kiếm tiền, sẽ không muốn cho ra những tin đồn ảnh hưởng đến lợi ích của mình. Thứ hai Vương Tử Quân cũng có khả năng không lớn, vì bây giờ anh ta cần thanh danh, nếu đã cố ý cho Trung Phó Thần xuất hiện nắm lấy lợi nhuận, như vậy sẽ không bao giờ làm trò ngược lại. Thứ ba, tôi cảm thấy có lẽ là những công ty nhìn chằm chằm vào hạng mục này, bọn họ mới là người có động cơ lớn nhất, dù sao thì đấu thầu công khai cũng cho bọn họ có cơ hội. Lăng Phỉ Yến phân tích khá rõ ràng, thế nhưng cuối cùng vẫn không có đáp án chính xác là ai làm. Lúc này tâm tình của Hà Lăng Nhiên mới khôi phục lại như thường, hắn dùng giọng khiêm tốn thỉnh giáo, chị Lăng, chị nói xem rốt cuộc là ai làm ra trò này. Người có thể làm ra trò này là không ít, thế nhưng tôi cũng khó nói nên lời. Lăng Phỉ Yến chỉ có thể bất đắc dĩ cho ra đáp án như vậy. Nàng nghe thấy tiếng thở dốc của Hà Lăng Nhiên ở phía bên kia. Thế là vội vàng nói, Hà thiếu gia, tôi cảm thấy điều này không phải quan trọng nhất, quan trọng là ngài phải nghĩ biện pháp giải thích với Bí Thư Vương, để cho bọn họ biết không phải là chúng ta làm, như vậy mới không có chuyện gì. Hà Lăng Nhiên cũng đang nghĩ đến phương diện này, hắn thương lượng vài câu với Lăng Phỉ Yến rồi cúp điện thoại. Giải thích, hai chữ này nói thì dễ nghe thế nhưng làm không dễ dàng chút nào. Dù sao giải thích cũng không phải nói xong là xong. Hơn nữa người cần giải thích có lực lượng và địa vị quá lớn. Người thứ nhất cần phải giải thích chính là Vương Tử Quân, Hà Lăng Nhiên cảm thấy mình nên giải thích rõ ràng với Vương Tử Quân, dù sao thì Vương Tử Quân mới chính là người bị hại chủ yếu. Thế nhưng khi nghĩ đến vị trí còn cao hơn cả bố mình của Vương Tử Quân, Hà Lăng Nhiên chợt cảm thấy hai chân co rút. Tuy gần đây hắn tự cho rằng mình là một nhân vật trong tỉnh, thế nhưng nếu so với Bí Thư Vương, hắn căn bản không tính là cái thá gì. Trong đầu Hà Lăng Nhiên liên tục lóe lên nhiều ý nghĩ, hắn đặt trọng điểm cần giải thích lên người Trung Phó Thần. Dù sao thì thân phận của Trung Phó Thần cũng không quá cao, mình giải thích với đối phương, sau đó nhờ đối phương giải thích với Vương Tử Quân. Lần trước hai bên tiếp xúc với nhau thì Hà Lăng Nhiên có lưu lại số điện thoại của Trung Phó Thần, thế là hắn nhanh chóng tìm số điện thoại của Trung Phó Thần, cuối cùng bấm máy gọi đi. Điện thoại được nối thông rất nhanh. Chợt nghe bên kia truyền đến giọng nói của phụ nữ rất êm ái, chào anh, xin hỏi ngài là ai? Xin hỏi đây có phải là số điện thoại của Trung Thiếu Gia hay không? Tôi có chuyện cần nói với Trung Thiếu Gia một chút. Hà Lăng Nhiên lúc này căn bản không còn chút cảm giác kiêu ngạo, hắn cẩn thận hạ thấp tư thái của mình. Chỉ nửa phút sau thì đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Trung Phó Thần, chợt nghe Trung Phó Thần mỉm cười nói, là Hà Thiếu Gia sao? Thật sự không ngờ Hà Thiếu Gia lại ra tay mạnh mẽ như vậy, lại có thể đánh lên cả đầu tôi. Tôi nói cho anh biết, chuyện này không phải tôi sợ liên lụy đến Bí Thư Vương, tôi đã cho anh biết tay rồi. Nhưng việc này căn bản còn chưa xong, không phải anh thích chơi ngầm sao? Tốt, sau này tôi chơi với anh. Hà Lăng Nhiên nghe những âm thanh này của Trung Phó Thần thì tỏ ra cực kỳ sợ hãi, hắn dù là một nhân vật ở tỉnh Mật Đông, thế nhưng căn bản không là gì với Trung Phó Thần. Nếu hắn có một kẻ địch như Trung Phó Thần, sau này chỉ sợ lúc nào cũng ngủ không ngon. Trung Thiếu Gia, ngài nghe tôi giải thích một chút, chuyện này không phải là tôi làm ra, tôi cũng chỉ vừa nghe được tin tức này mà thôi.
anh cũng chỉ mới nghe được thông tin thôi sao? Anh đừng giả vờ với tôi chán ghét nhất là những người như vậy, chơi gái thì cực kỳ hào hứng thế nhưng nhắc đến tiền thì biến thành Liễu Hạ Huệ. Anh nói tôi tin anh sao? Tôi nói cho anh biết, Trung Phó Thần tôi đây không phải thằng ngu, anh còn non lắm. Trung Phó Thần nói rồi cũng không chờ Hà Lăng Nhiên lên tiếng, hắn trực tiếp cúp điện thoại. Hà Lăng Nhiên nghe những âm thanh tút tút đến từ đầu dây bên kia mà không khỏi cảm thấy cực kỳ uất ức, chính mình không làm gì thế nhưng lại bị người ta ghi hận, không phải người ta cảm thấy mình dễ ức hiếp sao? Phong ba của những tin đồn và lá thư tố cáo đã qua sau khi Trung Phó Thần ảm đạm rời khỏi Mật Đông, thế nhưng phương diện chọn nhà đầu tư nắm công tác quảng cáo của Đại hội Thể dục Thể thao ngày càng nóng. Sở dĩ xuất hiện tình huống này cũng là vì tỉnh Mật Đông quyết định áp dụng phương án đấu thầu công khai để chọn nhà đầu tư tốt nhất. Chương 1553, hai cài bô lên đầu anh. Mặc dù không có ai nói nhiều thế nhưng sự việc này không khỏi biến thành một chủ đề được người ta chú ý, phương diện đấu thầu được bao nhiêu tiền cũng trở thành tiêu điểm nghị luận của mọi người. Khi những âm thanh nghị luận liên tục vang lên, Lý Bạch Vũ vẫn tiếp tục mở rộng công tác của diễn đàn đầu tư. Không những tuyên truyền trên các báo đài có lực ảnh hưởng lớn trong nước, cũng không quên bỏ qua sức mạnh của Internet. Thế cho nên Vương Tử Quân đã phải tiếp nhận nhiều cuộc điện thoại hỏi thăm, hắn cũng không bủn xỉn thông tin với các công ty có thực lực kia, giải thích cực kỳ tường tận. Vương Tử Quân cảm thấy có chút bất ngờ chính là vì Trung Phó Thần không biết có phải là vì chuyện quảng cáo hay không mà gọi điện thoại đến, hắn tiến hành an ủi Vương Tử Quân. Ý nghĩ của hắn chính là nếu mà Vương Tử Quân trước đó thúc đẩy chuyện của mình, như vậy sẽ khó thể nào tránh khỏi phiền toái. Điều này làm cho Vương Tử Quân mừng rỡ và có chút hổ thẹn, thầm nghĩ mình có lẽ là đùa giỡn quá trớn. Thế nhưng hắn đã làm và không nói ra, hắn cũng không quên an ủi Trung Phó Thần, thuận tiện cũng cho ra lời mời nếu đến Mật Đông thì cùng dùng cơm. Bí thư Vương, đây là con số của các nhà chuyên môn. Lý Bạch Vũ mặc tây trang đứng đối diện với Vương Tử Quân, gương mặt có vài phần không yên. Vương Tử Quân cầm tư liệu của Lý Bạch Vũ nhìn thoáng qua, hắn biết vì sao gương mặt của Lý Bạch Vũ lại như vậy. Con số trong đó là 10 tỷ 2, con số đấu thầu thấp nhất là như vậy, căn bản lớn hơn con số thống kê trước đó. Lý Bạch Vũ nhìn Vương Tử Quân đặt bản tư liệu nói về số tiền tối thiểu đầu tư vào quảng cáo trong Đại hội Thể dục Thể thao. Hắn không khỏi càng có thêm ước mơ về Vương Tử Quân. Hắn không ngờ Bí Thư Vương có thể bình tĩnh đối diện với những con số kia như vậy, phải biết rằng con số này cao hơn con số trước đó vài tỷ. Bí Thư Vương, tôi sợ con số này quá cao, sợ nhà đầu tư sẽ bị dọa bỏ chạy, nếu thật sự là như vậy thì... Lý Bạch Vũ do dự giây lát rồi dùng giọng chú ý nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn gương mặt của Lý Bạch Vũ. Hắn khẽ cười nói, điều này anh không cần lo lắng, con số này được cho ra cũng có lý lẽ của nó, chúng ta cứ thực hiện theo đúng kế hoạch là được. Nếu, lỡ may có thất bại, như vậy, sẽ rất phiền toái. Lý Bạch Vũ dù biết nói những lời này là không được chào đón, thế nhưng hắn không nhịn được phải hỏi Vương Tử Quân. Lý Bạch Vũ cảm thấy mình nên nhắc nhở Bí Thư Vương ở sự kiện này, dù sao nếu thất bại thì mình không có vấn đề. Chẳng qua nó sẽ là đả kích không nhỏ với Bí Thư Vương. Vương Tử Quân hiểu những phiền toái theo lời nói của Lý Bạch Vũ có nghĩa là gì, hắn nhìn về phía Lý Bạch Vũ rồi cười nói, nếu như có thất bại, chúng ta chỉ cần điều chỉnh là được. Vương Tử Quân nói đến đây thì đưa mắt nhìn Lý Bạch Vũ rồi nói, anh không cần phải lo lắng về phương diện này, bây giờ quan trọng nhất chính là quy định rõ ràng quyền lợi và nghĩa vụ của chúng ta ở phương diện đấu thầu. Chúng ta nhất định phải mời giới chuyên môn về phương diện pháp luật, không thể làm cho người ta chui vào lỗ hổng được. Vâng, Lý Bạch Vũ cũng không quá lo lắng về vấn đề này, khi hắn rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân thì dùng giọng có chút không yên nói, Bí Thư Vương, đấu thầu sẽ được tiến hành sau một tuần nữa, khi đó ngài có rảnh không? Nếu như đã ủy quyền cho anh, như vậy anh làm chủ là được, có gì thì cứ báo cáo, cũng không phải chuyện gì cũng kéo tôi vào. Vương Tử Quân tỏ thái độ rất rõ ràng, tuy hắn tham gia đấu giá cũng không có vấn đề, thế nhưng hắn lại đang muốn rèn luyện Lý Bạch Vũ, chuẩn bị giao quyền cho người này. Sau khi Lý Bạch Vũ rời đi không lâu thì Trương Tề Bảo đi đến phòng làm việc của Vương Tử Quân. Trương Tề Bảo bây giờ đã nói là hoàn toàn dung nhập vào hệ thống của Vương Tử Quân, là một thủ hạ trung thành đáng tin cậy. Sau khi báo cáo cho Vương Tử Quân về vài phương diện công tác, Trương Tề Bảo khẽ nói, Bí Thư Vương,
gần đây hội cựu chiến binh có cho ra báo cáo, bọn họ nói muốn xây dựng một tụ điểm hoạt động của các cựu chiến binh, ngài xem thế nào? Vương Tử Quân là người chủ quản công tác của Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, hội cựu chiến binh cũng nằm trong tầm quản lý của hắn. Hắn cẩn thận xem xét báo cáo, sau đó nói với Trương Tề Bảo, anh có ý kiến gì không? Bí thư Vương, số tiền đầu tư cũng không quá lớn, trước kia các vị lãnh đạo phụ trách công tác của cựu chiến binh đều đồng ý với các yêu cầu của bọn họ trên phương diện không trái với nguyên tắc. Trương Tề Bảo khẽ nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân căn bản hiểu rõ ý nghĩa bên trong, người phụ trách công tác của cựu chiến binh căn bản cũng không phải dễ làm. Dễ lên tiếng với hội cựu chiến binh, thế nhưng cần phải cẩn thận ứng phó với các cán bộ lão thành đang ở trong tổ chức này. Vương Tử Quân suy nghĩ giây lát rồi nói, anh liên hệ với hội cựu chiến binh, biến trung tâm hoạt động của bọn họ thành trung tâm tập thể dục thể thao, điều này căn bản phù hợp với phương hướng đẩy mạnh hoạt động toàn dân tập luyện thể dục thể thao của chúng ta, càng làm cho các vị lãnh đạo lão thành có địa điểm luyện tập sức khỏe. Trương Tề Bảo vội vàng gật đầu, hắn lúc này cực kỳ tán thưởng tác dụng thay đổi vài chữ của Bí Thư Vương. Như vậy không những làm cho phương diện xây dựng các trung tâm thể thao thêm sung túc, hơn nữa còn có thể dễ dàng làm công tác với cấp ủy chính quyền tỉnh. Vương Tử Quân tiến chân Trương Tề Bảo rồi cầm văn kiện mà Lý Bạch Vũ đưa đến đi lên phòng làm việc của Sầm Vật Cương. Chuyện này tuy hắn có thể quyết định, thế nhưng hắn cần phải thông báo với Sầm Vật Cương và Đường Chấn Huy, hắn không thể hàm hồ được. Một tuần có thể nói là trôi qua trong nháy mắt, hoạt động đấu thầu chọn công ty nắm công tác quảng cáo trong Đại hội Thể dục Thể thao được Lý Bạch Vũ dẫn dắt sắp được tiến hành, lúc này càng có không ít thương gia tập trung về thành phố rừng mật. Càng có không ít phóng viên từ khắp nơi đi đến, thế là làm cho bầu không khí của buổi đấu thầu càng có thêm vinh quang. Dù sao thì những tình huống cạnh tranh thế này rất hiếm thấy trong nước, tin tức nóng sẽ không thiếu người đến xem. Bí thư Vương, sáng ngày mai không có sắp xếp gì, ngài không muốn đến tham gia buổi đấu thầu sao? Triệu Hiểu Bạch giúp đỡ Vương Tử Quân thu dọn bàn công tác, sau đó hắn khẽ nói với Vương Tử Quân. Những ngày gần đây khi mà hai bên tiếp xúc với nhau ngày càng nhiều thì Triệu Hiểu Bạch càng thêm thân mật với Vương Tử Quân, tuy hắn còn nhiều chênh lệch so với Du Giang Vĩ, thế nhưng phương diện trò chuyện cũng tùy tiện hơn trước. Triệu Hiểu Bạch lớn gan hỏi Vương Tử Quân về vấn đề này cũng không phải vì hắn muốn đi theo. Chủ yếu là vài ngày qua Lý Bạch Vũ hầu như đều gọi điện thoại cho hắn, chỉ có một yêu cầu đó là muốn Bí Thư Vương đi đến hỗ trợ mình. Triệu Hiểu Bạch vốn cũng không muốn hỏi. Dù sao thì những gì Bí Thư Vương đã cho ra quyết định khó thể thay đổi được. Thế nhưng hắn có quan hệ không tệ với Lý Bạch Vũ, hơn nữa cũng không muốn người kia cứ quấn lấy mình, thế cho nên mới giúp đỡ đối phương hỏi điều này. Chương 1554, một nhàn nhã dạo chơi nhìn gió cuốn mây bay. Ai nói ngày mai chúng ta không có sắp xếp gì? Phương diện sản xuất an toàn ở phía thành phố Đồng Lục bên kia căn bản là không tồi, Lôi Hợp Tuấn đã báo cáo với tôi vài lần. Yêu cầu tôi đi qua kiểm tra, sáng mai chúng ta đến thành phố Đồng Lục. Vương Tử Quân cũng không nổi giận vì lời khuyên của Triệu Hiểu Bạch, hắn nhanh chóng cho ra quyết định. Triệu Hiểu Bạch biết mình có nói thêm cũng vô ích, hắn không khỏi lấy lại cảm giác thoải mái như thường. Hắn thầm nghĩ, anh Lý, cũng không phải tôi không giúp anh, chủ yếu là tôi dù nói lời hay cũng không được Bí Thư Vương ném cho cơ hội, anh nên tự cầu phúc cho mình đi. Triệu Hiểu Bạch thầm nghĩ như vậy. Hắn nhanh chóng đặt tâm tư của mình, lên phương diện công tác, Bí Thư Vương, có cần tôi thông báo với Bí Thư Lôi hay không? Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi mới nói, Lôi Hợp Tuấn dám nói anh ấy làm rất tốt công tác này, cũng không sợ kiểm tra. Tôi sẽ đến tập kích, ngày mai chúng ta lên đến đường cao tốc rồi gọi điện thoại cho phía thành phố Đồng Lục. Vâng, Triệu Hiểu Bạch đồng ý một tiếng, hắn thật sự muốn vỗ bàn tán dương. Mặc dù Lôi Hợp Tuấn có mưu tính sâu xa thế nào, nói chung cũng không ngờ vào lúc này Bí Thư Vương có thể chạy đến địa bàn của mình kiểm tra phương diện sản xuất an toàn. Vương Tử Quân thấy Triệu Hiểu Bạch đang sắp xếp văn kiện, hắn chợt nói, Hiểu Bạch, gần đây bên ngoài có ý kiến gì với công tác đấu thầu lần này không? Sau kiếp sống của một thư ký trong thời gian 2 tháng, Triệu Hiểu Bạch căn bản đã trưởng thành ở nhiều phương diện. Hắn hiểu những gì mà Bí Thư Vương nói không phải là tin tức bên ngoài, mà chính là cái nhìn của cơ quan tỉnh ủy với sự kiện lần này. Triệu Hiểu Bạch trầm ngâm giây lát rồi khẽ nói, Bí Thư Vương, bây giờ bên ngoài có không ít nghị luận, rất nhiều người cũng không xem trọng cạnh tranh lần này.
Có người nói không biết được rõ ràng hình thức này có lợi ích thực tế gì không, thế nhưng đó là một hoạt động kỳ lạ được tiến hành đầu tiên. Có không ít thương gia đến đây, thế nhưng khi mà kịch hay mở màn thì không biết đám người kia có cơ hội gì hay không. Triệu Hiểu Bạch nói xong những lời này thì chú ý nhìn vẻ mặt của Vương Tử Quân, phát hiện gương mặt của Bí Thư Vương cũng không tức giận, thế là nói tiếp, hai ngày trước tôi đến nhà Dượng, ông ấy tỏ ra giúp đỡ ngài ở phương diện công tác này. Ông ấy nói trông mong ngài có thể nhanh chóng rút tiền từ tài khoản của các công ty kia, vì tài lực của thành phố bây giờ căn bản đã không còn đủ nữa. Vương Tử Quân cười cười không nói gì, hắn căn bản đều nghĩ đến những tình huống mà Triệu Hiểu Bạch đang phản ánh. Gần đây luôn có những người làm việc không có chút bản lĩnh, thế nhưng lại thích xem náo nhiệt, chưa từng chịu chậm chân hơn người khác. Đối với công tác lần này Vương Tử Quân đã để Tần Hồng Cẩm tìm không ít chuyên gia tiến hành luận chứng, hơn nữa trong ký ức mơ hồ của hắn thì phong trào thể dục thể thao càng ngày càng có xu hướng kiếm ra tiền. Chẳng qua thời điểm nào được nhiều ít bao nhiêu thì hắn căn bản không quá rõ ràng. Hy vọng lần này sẽ có kết quả tốt, Vương Tử Quân thầm nói một câu. Sau đó hắn chậm rãi đi ra khỏi phòng làm việc của mình. Lúc này mặt trời đã ngã về Tây, một vầng sáng đỏ hiện lên, phương Tây xuất hiện một quầng váng. Vương Tử Quân nhìn mặt trời đỏ rực mà trong lòng không khỏi có chút lộp bộp. Hắn không khỏi nghĩ đến một cuộc điện thoại từ hôm trước của Mạc Tiểu Bắc, nội dung chính là tình huống của Mạc Lão Gia Tử đột nhiên trở nên tốt đẹp hơn. Có một đoàn người đứng ở lối vào thành phố Đồng Lục. Người đứng đầu chính là Bí Thư Thị ủy Lôi Hợp Tuấn và quyền chủ tịch Cao Đại Hòa. Lúc này hai người đều treo nụ cười, thỉnh thoảng còn nói với nhau hai câu làm cho người ta lầm tưởng hai bên có mối quan hệ rất tốt đẹp. Thế nhưng thực tế thì mối quan hệ giữa bọn họ như thế nào? Chỉ có hai người bọn họ biết rõ mà thôi. Bí Thư Lôi, anh nghĩ mà xem, hôm nay tiến hành đấu giá quảng cáo trong Đại hội Thể dục Thể thao, thế nhưng lãnh đạo lại không ở trong tỉnh để nắm chặt công tác này. Lại đột nhiên đến tập kích thành phố chúng ta. Cao Đại Hòa có gương mặt béo tốt và trắng trẻo, khi cười rộ lên lộ ra vẻ ôn hòa. Lôi Hợp Tuấn cũng không rõ vấn đề của Cao Đại Hòa, trước đó hắn cũng không nhận được thông báo Bí Thư Vương đến thành phố Đồng Lục kiểm tra công tác sản xuất an toàn, khi hắn biết thì Bí Thư Vương đã đi đến đường cao tốc rồi. Lôi Hợp Tuấn cực kỳ hoan nghênh Vương Tử Quân đến thành phố Đồng Lục. Dù sao đối với hắn thì Vương Tử Quân chính là người giúp mình tiến lên vị trí hiện tại, nếu không có được sự giúp đỡ của Bí Thư Vương, chỉ sợ hắn khó thể nào là Bí Thư Thị ủy Đồng Lục cho được. Cao Đại Hòa cũng đi theo sát bên cạnh, hơn nữa người này với nụ cười sáng lạn trên môi làm cho Lôi Hợp Tuấn cảm thấy không dễ đối phó. Dù sao Cao Đại Hòa cũng bị tước mất vị trí Bí Thư Thị ủy Đồng Lục, nguyên nhân chủ yếu của nó là vì một lời nói của Bí Thư Vương. Chính mình để cho thư ký thông báo với Cao Đại Hòa rằng Bí Thư Vương sẽ đến kiểm tra giám sát theo đúng trình tự, thế nhưng người này lại dùng tốc độ nhanh nhất để chạy đến, hồn nhiên tỏ ra giống như không có bất kỳ điều gì bất mãn. Một người có tâm cơ như vậy thì sau này Lôi Hợp Tuấn phải cẩn thận hơn. Tôi hy vọng đấu thầu công khai lần này sẽ thành công, dù sao thì khi đó trong tỉnh sẽ có một nguồn tài chính dành cho hạng mục Đại hội Thể dục Thể thao, mà thành phố chúng ta cũng có thể tranh thủ được một chút. Cao Đại Hòa nói rồi nhìn về phía Lôi Hợp Tuấn, Bí Thư Vương là người khống chế tài chính trong tỉnh, sự kiện này ngài nên tăng cường liên hệ với anh ấy, để tranh thủ cho thành phố Đồng Lục chúng ta một chút. Khi hai người trò chuyện với nhau thì thư ký trưởng văn phòng thị ủy Tống Thịnh Dũng nhanh chóng chạy đến nói, Bí Thư Lôi, Chủ tịch Cao, vừa rồi tôi đã liên hệ với thư ký Triệu Hiểu Bạch của Bí Thư Vương, 5 phút sau xe của lãnh đạo sẽ đến. Ừ, Lôi Hợp Tuấn khẽ gật đầu. Hắn cũng không yêu mến gì vị thư ký trưởng Tống Thịnh Dũng này. Dù sao Tống Thịnh Dũng cũng là thư ký trưởng của vị bí thư tiền nhiệm trước đó, hơn nữa khi mà Cao Đại Hòa có tiếng hô cao nhất tiến lên vị trí bí thư thị ủy, người này càng ném nhiều lực lượng đi theo hò reo sau mông Cao Đại Hòa. Khi đó tuy Lôi Hợp Tuấn cảm thấy không thoải mái thế nhưng cũng không quá mãnh liệt. Nhưng bây giờ thì không còn giống như trước, chính mình đã là bí thư thị ủy. Thế nhưng lại không có được sự phục vụ tốt nhất từ thư ký trưởng văn phòng thị ủy, điều này càng làm cho hắn sinh ra ý nghĩ thay thế Tống Thịnh Dũng. Thư ký trưởng, đã chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón Bí Thư Vương chưa? Chương 1554-2, nhàn nhã dạo chơi nhìn gió cuốn mây bay. Tống Thịnh Dũng căn bản có biểu hiện cực kỳ tôn trọng Lôi Hợp Tuấn, nghe thấy Lôi Hợp Tuấn hỏi thì nhanh chóng nói cũng đã chuẩn bị xong. À!
Lần này Bí thư Vương đến kiểm tra công tác sản xuất an toàn của thành phố chúng ta, là sự coi trọng với thành phố đồng lục chúng ta, anh nên sắp xếp cho tốt, nếu như có bất kỳ vấn đề gì xảy ra ở đơn vị nào, tôi sẽ hỏi tội anh. Khi Lôi Hợp Tuấn sắp xếp xong công tác thì Vương Tử Quân ngồi trên xe nhận được điện thoại của Lý Bạch Vũ. Lý Bạch Vũ báo cáo rất cặn kẽ công tác chuẩn bị cho Vương Tử Quân, cũng không quên nói ra những thông tin về các đơn vị đến cạnh tranh. Bí thư Vương, một tiếng nữa sẽ bắt đầu đấu thầu, anh xem có nên sắp xếp vị lãnh đạo nào đó phát biểu vài lời trước phiên đấu thầu không? Lý Bạch Vũ nói ra những lời này vẫn là một biểu hiện căn bản không quá đủ tin tưởng vào sự kiện sắp diễn ra. Vương Tử Quân cười nói, chuyện này trong tỉnh đã trao quyền cho anh, các anh nên can đảm đi làm. Còn chuyện anh vừa nói, chỉ cần chính anh lên đài nói vài ba câu là được. Chúng ta không chú ý đến hình thức, chỉ chú trọng đến kết quả mà thôi. Tôi, Lý Bạch Vũ tuy tự nhận là mình bất phàm thế nhưng sự kiện hiện tại quá lớn, hắn thật sự không đủ lo lắng. Hắn vốn có ý nghĩ nhờ Bí Thư Vương đến trợ trận, thế nhưng không ngờ Bí Thư Vương lại ném ngược lại đầu mình. À, cứ như vậy đi, tôi cúp máy đây. Vương Tử Quân nhìn về phía ngã rẽ trên đường cao tốc về thành phố Đồng Lục, hắn không cho Lý Bạch Vũ thời gian tiếp tục trò chuyện. Khi Vương Tử Quân gọi điện thoại thì Lý Bạch Vũ chú ý quan sát. Hắn làm thư ký của Vương Tử Quân, hắn cực kỳ hiểu rõ vị trí hiện tại của Bí Thư Vương. Cuối năm nay Chủ tịch Đường sẽ lui ra, vị trí của Vương Tử Quân càng biểu hiện mình là nhân tuyển mạnh mẽ nhất cho vị trí còn trống. Khoảng thời gian này là cực kỳ khó khăn cho Bí Thư Vương, không những phải làm ra thành tích, còn phải làm tốt công tác quan hệ với khắp nơi. Dù sao muốn trở thành chủ tịch tỉnh cũng phải thông qua tuyển cử của Hội đồng Nhân dân tỉnh, tuy tuyển cử sẽ không có vấn đề lớn xảy ra, thế nhưng con đường này cũng không dễ đi, biết đâu phía trước có gì đó đang chờ đợi mình. Cho ra thành tích chính là một trong những điều kiện quan trọng nhất của Bí Thư Vương. Bây giờ công tác quan trọng hàng đầu chính là chuẩn bị tốt cho Đại hội Thể dục Thể thao. Bây giờ Lý Bạch Vũ làm người chủ trì diễn đàn đầu tư, người này công tác tốt làm cho Bí Thư Vương có thêm nhiều thể diện. Bây giờ đấu thầu công tác quảng cáo của Đại hội Thể dục Thể thao đang được mọi người chú tâm theo sát, tất nhiên cũng có nhiều người có ý nghĩ không hay. Thế nhưng Vương Tử Quân lại ném công tác này cho Lý Bạch Vũ. Bí thư Vương vì sao không ở nhà tọa trấn mà chạy đến kiểm tra công tác của thành phố Đồng Lục? Triệu Hiểu Bạch nhìn bộ dạng mây trôi nước chảy của Bí thư Vương, trong đầu càng lóe lên nhiều ý nghĩ. Hắn cảm thấy Bí thư Vương không có khả năng không quan tâm đến phương diện cạnh tranh quyền quảng cáo lần này, thế nhưng biểu hiện lại giống như không thèm quan tâm. Khi nhân viên nghênh đón của thành phố Đồng Lục xuất hiện trước mặt Triệu Hiểu Bạch, lúc này Triệu Hiểu Bạch mới thu lại những ý nghĩ miên man của mình. Hắn khẽ báo cáo với Vương Tử Quân một tiếng, sau đó chuẩn bị làm những công tác vốn có của một thư ký. Xe dừng lại, Triệu Hiểu Bạch nhanh chóng mở cửa xe cho Vương Tử Quân, hắn khẽ thở ra một hơi. Tuy hắn cảm thấy động tác này là quá quen thuộc, thế nhưng mỗi lần cho ra hành động như vậy hắn đều cảm thấy có chút căng thẳng. Khi Vương Tử Quân xuống xe thì Lôi Hợp Tuấn nhanh chóng đón chào, hắn vươn tay chào đón Vương Tử Quân, sau đó khẽ nói, Bí thư Vương. Chào mừng anh đến với thành phố Đồng Lục. Sau lưng Lôi Hợp Tuấn chính là Cao Đại Hòa với gương mặt tràn đầy nụ cười. Sau khi Vương Tử Quân bắt tay Lôi Hợp Tuấn, Cao Đại Hòa tiến lên chào đón rồi dùng giọng nhiệt tình nói, Bí thư Vương, nghe nói ngài đến thành phố chúng tôi chỉ đạo công tác, cán bộ thành phố căn bản tỏ ra cực kỳ phấn chấn. Lúc này không phải là lần đầu tiên Vương Tử Quân gặp mặt Cao Đại Hòa. Trước khi Cao Đại Hòa tiến lên làm bí thư thị ủy Đồng Lục thì nụ cười của Cao Đại Hòa vẫn là như thế này, thế nhưng không để lại ấn tượng sâu trong lòng Vương Tử Quân. Bây giờ Cao Đại Hòa vẫn nở nụ cười vui vẻ như thường, điều này làm cho Vương Tử Quân đánh giá cao người này lên vài phần. Người có thể lớn có thể nhỏ, có thể có thể giãn, căn bản là rất tốt. Chẳng qua Cao Đại Hòa là một nhân vật thì Vương Tử Quân cũng không quá quan tâm. Trong quan trường người nào không phải đã tu luyện thành tiên? Chỉ có chút chênh lệch không thể nào tu bổ được, ví dụ như sự chênh lệch giữa Cao Đại Hòa và mình. Vì vậy điều này chỉ có thể quyết định Cao Đại Hòa có thể vui đùa với Lôi Hợp Tuấn, thế nhưng căn bản không có lực uy hiếp gì với Vương Tử Quân. Lôi Hợp Tuấn luôn đi theo sát Vương Tử Quân, Cao Đại Hòa thì đi ngay phía bên phải, trao quyền là người hướng dẫn cho Lôi Hợp Tuấn. Trên quan trường chú ý đúng chỗ và không việt vị. Cống hiến mà không quá biểu hiện,
lúc này chỗ dựa của Lôi Hợp Tuấn đi đến, nếu anh cứ ưỡn mặt đi trước, như vậy là không tốt, vì trong quan trường luôn chú ý đến điểm này. Sau lưng dù đấu đá đến mức nước sôi lửa bỏng thì trước mặt lãnh đạo thượng cấp cũng vẫn phải bảo trì hòa hợp êm thấm, làm cho đội ngũ phấn chấn, kinh tế phát triển mạnh mẽ, không bao giờ biểu hiện tình huống đấu đá ra bên ngoài. Nếu không thì sẽ làm cho tuyến trên nhìn vào, căn bản thể hiện sự chưa trưởng thành chính trị của mình. Bí thư Vương, những năm qua thành phố Đồng Lục đặt phương diện sản xuất an toàn lên hàng đầu, trong tất cả các đơn vị đều có một tổ giám sát bao gồm các vị lãnh đạo, thành viên đều là những nhân viên nòng cốt. Vì nó liên quan đến phương diện an nguy tính mạng cho người lao động thế cho nên tổ giám sát phát huy tác dụng rất tinh tế, những năm qua căn bản cải cách chỉnh đốn hơn 1.000 tai họa ngầm, thiết lập công lao to lớn cho công tác đảm bảo an toàn sản xuất của thành phố. Lôi Hợp Tuấn ngồi bên cạnh Vương Tử Quân, hắn dùng nụ cười sáng lạn để báo cáo với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân ngồi trên xe lẳng lặng nghe Lôi Hợp Tuấn báo cáo công tác, thỉnh thoảng có hỏi han vài vấn đề. Đoàn xe đi về phía trước, một lúc sau đã đi đến một nhà máy rất có quy mô. Tuy Vương Tử Quân lần này đến kiểm tra có chút vội vàng đột ngột, thế nhưng năng lực ứng phó với tình huống khẩn cấp của thành phố Đồng Lục vẫn rất xuất sắc, công tác nghênh đón rất đầy đủ. Thành phố Đồng Lục không những chuẩn bị tất cả phương tiện, hơn nữa còn cho ra những đáp án cực kỳ thỏa mãn với các yêu cầu của Vương Tử Quân. Triệu Hiểu Bạch đi theo đoàn kiểm tra, hắn nghe báo cáo của phía thành phố Đồng Lục, thỉnh thoảng lại xem giờ. Sau khi đi kiểm tra công tác của thành phố Đồng Lục, đấu thầu ở thành phố rừng mật đã qua hơn 20 phút, sao còn chưa có tin tức gì truyền đến? Chương 1555, vừa giỏi tâm kế vừa làm đến nơi đến chốn. Lúc này Triệu Hiểu Bạch thật sự sinh ra xúc động muốn gọi điện thoại hỏi xem Lý Bạch Vũ đang làm gì, thế nhưng hắn thấy Vương Tử Quân đang hào hứng đi xem các phương tiện phòng cháy chữa cháy trong nhà máy, thế nên áp chế tâm tư này của mình xuống. Bí thư Vương, anh nhìn bên này mà xem, còi báo động này do một vị công nhân trong xưởng nghiên cứu ra được. Còi báo động của bọn họ nghiên cứu ra căn bản không thua kém gì của nước ngoài, thế nhưng thảm phẩm lại rẻ hơn 9 phần. Khi Lôi Hợp Tuấn báo cáo cho Vương Tử Quân thì điện thoại của Triệu Hiểu Bạch chợt vang lên, hắn nhìn thì thấy đó là điện thoại của Lý Bạch Vũ, hắn cũng bất chấp đang ở nơi nào mà vội vàng nghe máy. Thế nào rồi, bên kia không nói lời nào, điều này làm cho Triệu Hiểu Bạch chợt run lên, không phải có vấn đề gì xảy ra đấy chứ. Hắn nhanh chóng hỏi tiếp, có phải là không thành công hay không? Không phải, cậu Hiểu Bạch, đấu thầu thành công. Công ty quảng cáo tình nguyện bỏ ra 17 tỷ 3, rất thành công. Lý Bạch Vũ nói đến số tiền thì giọng điệu có vài phần run rẩy. 17 tỷ 3, trời ạ, vì sao lại cho ra con số lớn như vậy? Điều này không khỏi làm cho Triệu Hiểu Bạch cực kỳ hưng phấn, bàn chân hơi run. Hắn cũng bất chấp Lý Bạch Vũ đang nói gì thêm, hắn khẽ nói với Vương Tử Quân ở bên cạnh, Bí thư Vương, chủ nhiệm Lý gọi điện thoại đến, nói là đấu thầu thành công. Công ty Tinh Nguyệt thắng với giá 17 tỷ 3. Vương Tử Quân căn bản không chút kinh ngạc, hắn khẽ gật đầu nói là đã biết rồi, sau đó lại nói với Lôi Hợp Tuấn, Bí thư Lôi, chúng ta không chỉ quá chú trọng vào xí nghiệp lớn, cần phải quan tâm đến các xí nghiệp vừa và nhỏ, chúng ta đi sang bên các xí nghiệp vừa và nhỏ xem thế nào. Triệu Hiểu Bạch đi phía sau nhìn Vương Tử Quân tiến về phía trước, hắn chợt nghĩ đến những sắp xếp của Bí thư Vương vào ngày hôm qua, thế là hiểu rất rõ. Thì ra Bí thư Vương không chú ý đến chuyện này, căn bản là giống như biết trước kết quả. Triệu Hiểu Bạch nhìn Vương Tử Quân bước đi mà không khỏi tranh thủ thời gian đi theo phía sau, đồng thời trong đầu có một ý nghĩ, đó chính là sau này nhất định phải học hỏi từ Bí thư Vương thêm nhiều điều. Bí thư Vương, thành phố Linh Long chúng tôi vì không muốn tụt hậu so với trong tỉnh, thế cho nên không những đem tài chính đổ vào phương diện xây dựng nhà thi đấu Kim Đô, hơn nữa chúng tôi còn chạy khắp nơi. Nghĩ trăm phương ngàn kế để kêu gọi đầu tư, mục đích chỉ có một đó là đẩy mạnh tốc độ xây dựng các hạng mục cho Đại hội Thể dục Thể thao. Lúc này không sợ ngài chê cười, thành phố chúng tôi đã có được những thành tích bước đầu. Miêu Dược Hổ ngồi đối diện với Vương Tử Quân rồi dùng giọng kể khổ nói. Vương Tử Quân lẳng lặng nhìn Miêu Dược Hổ, hắn hiểu rõ người này kể khổ vì cái gì, thế nhưng hắn cũng không cho ra bất kỳ lời bình luận nào. Hắn cười nói, Chủ tịch Miêu. Năm ngoái số tài chính mà thành phố Linh Long thu vào đứng đầu toàn tỉnh, thành tích này căn bản là không tồi. Miêu Dược Hổ cảm thấy gương mặt có hơi run rẩy, thế nhưng hắn vẫn cố gắng bảo trì nụ cười,
Năm ngoái dưới sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy chính quyền tỉnh, chúng tôi tích cực phát huy ưu thế của thành phố mình, dựa vào hai sản nghiệp chính là bất động sản và khoáng sản để lấy được chút thành tích. Thế nhưng thành phố Linh Long có nhiều hạng mục lớn cần tiền, vẫn xem như là trứng chọi đá, ăn cơm tài chính mà thôi, ha ha. À, tôi không những cực kỳ quan tâm đến phương diện phát triển kinh tế của thành phố Linh Long, các vị lãnh đạo tỉnh ủy cũng rất coi trọng. Bí thư Sầm từng nói thành phố Linh Long phát triển kinh tế xã hội rất vững, có trạng thái tốt, nhiều chỉ tiêu kinh tế đứng đầu cả tỉnh. Thành phố Linh Long phát triển rất rõ rệt làm cho người ta phải chú ý, các thành phố nơi khác đều phải tham khảo, cần phải lấy đó làm tấm gương. Vương Tử Quân nâng ly trà lên uống một ngụm rồi khẽ cười nói. Nếu như là lúc khác Vương Tử Quân khích lệ như vậy thì Miêu Dược Hổ sẽ cực kỳ phấn chấn, thế nhưng đáng tiếc bây giờ không phải là tổng kết cuối năm, cũng không liên quan đến phương diện đề bạt nhân sự, Miêu Dược Hổ đến chỗ này cũng không phải là báo cáo thành tích. Miêu Dược Hổ đi đến phòng làm việc của Bí Thư Vương chủ yếu là vì muốn đòi tiền. Lúc này không những diễn đàn đầu tư thu hút được số tiền lớn, vài ngày trước đấu thầu công tác quảng cáo cũng thu được số tiền không nhỏ. Đây chính là miếng thịt béo làm cho người ta thèm nhỏ dãi. Số tiền diễn đàn đầu tư có được đều được sử dụng vào công tác xây dựng các hạng mục của Đại hội Thể dục Thể thao, thế nhưng số tiền thu vào từ quảng cáo thì không có nguyên tắc cụ thể. Cũng không phải nói là phân phối tiền như thế nào, chủ yếu là phân phối cho ai. Miêu Dược Hổ lần này đến tìm gặp Vương Tử Quân chính là muốn cạnh tranh số tiền này. Tiền đặt trong tay ai thì sẽ cảm thấy phỏng tay. Đối với chính quyền địa phương thì cũng là như vậy. Miêu Dược Hổ là chủ tịch thành phố Linh Long, trong tay hắn có vài chục tỷ, thế nhưng hắn vẫn chê ít tiền. Hơn nữa số tiền kia chưa có nơi nào được tiếp nhận, Bí Thư Vương cầm tiền trong tay có thể ném đi bất cứ nơi nào. Điều này làm cho mọi người phải hoạt động, tất nhiên Miêu Dược Hổ cũng không chịu bỏ qua. Nhưng Bí Thư Vương là một người cực kỳ tâm kế lại làm việc đến nơi đến chốn. Đám lãnh đạo các thành phố trong tỉnh đều hiểu rõ điều này, cảm thấy thật sự rất khó đối phó, không thể thò tay vào được. Lúc này Vương Tử Quân chỉ cần nói vài câu đã làm cho những lời kể khổ trước đó của Miêu Dược Hổ không còn tác dụng. Lúc bắt đầu thì Miêu Dược Hổ còn tỏ ra cực kỳ khổ sở, thế nhưng người ta lại nói về tình hình tài chính của địa phương mình, anh thu vào nhiều tiền mà lại luôn đi giả nghèo, chính anh cho rằng mình diễn trò quá đạt sao. Miêu Dược Hổ do dự một lát rồi cuối cùng cũng cho ra chiêu cuối, hắn cười nói, Bí Thư Vương, thành phố Linh Long chúng tôi thực hiện theo chính sách của cấp ủy chính quyền tỉnh cực kỳ tích cực, có gan đánh vỡ quy tắc thông thường, giỏi đổi mới, thúc đẩy công tác với biên độ mạnh và rộng. Lúc này các hạng mục cho Đại hội Thể dục Thể thao đã được thành phố Linh Long đẩy mạnh xây dựng với tốc độ nhanh nhất, bây giờ có thể nói là sắp hoàn thành được phần thô. Vương Tử Quân khẽ gật đầu. Miêu Dược Hổ nói những lời này là rất đúng, thành phố Linh Long thật sự đi đầu ở phương diện này. Bí Thư Vương, thành phố Linh Long chúng tôi tích cực chứng thực chỉ thị của tỉnh ủy, bây giờ chúng tôi lại có chút lo lắng về phương diện tài chính. Ngài là lãnh đạo, cũng không thể để cho chúng tôi làm việc hăng say để rồi có hại được. Miêu Dược Hổ nói đến đây thì trơ mắt nhìn Vương Tử Quân, gương mặt có vài phần tội nghiệp. Chương 1556, một tâm hết lòng mưu cầu phát triển. Vương Tử Quân cũng có vài phần đồng ý với lời nói của Miêu Dược Hổ, thế nhưng hắn cũng không nhiệt tình đáp lại. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi dùng giọng trịnh trọng nói, Chủ tịch Dược Hổ, anh yên tâm, tỉnh ủy nhìn thấy rõ ràng sự cố gắng công tác của thành phố Linh Long, cũng ghi khắc trong lòng. Tôi tỏ thái độ rõ ràng với anh, đó là tỉnh ủy sẽ xử lý công bằng với các đồng chí có trách nhiệm. Sẽ không làm cho đồng chí của mình bị hại. Cảm ơn Bí Thư Vương, ngài luôn suy nghĩ cho thành phố Linh Long của chúng tôi. Hai ngày trước Bí Thư Đồ có nói với tôi, đó là mời ngài khi nào có thời gian thì đến chỉ đạo công tác của thành phố Linh Long chúng tôi. Miêu Dược Hổ thấy Vương Tử Quân nói như vậy thì tranh thủ thời gian lên tiếng. Trong quan trường có nhiều chuyện căn bản không theo ý nguyện của mình, tất cả phải được quyết định trên phương diện xem xét ích lợi. Trước mặt lãnh đạo anh có thể báo cáo đầy đủ, thế nhưng lãnh đạo có thể hoặc không cho ra hứa hẹn. Có một câu chuyện vui nói là miệng của lãnh đạo như chày gỗ, vừa có thể giải quyết dứt khoát mọi chuyện, vừa có thể nhìn tình huống rồi đưa chày lên cao nhưng hạ thấp rất khẽ, cho dù anh có nổi giận thế nào cũng không làm gì được lãnh đạo. Vương Tử Quân nâng ly trà lên uống một ngụm rồi cười nói, Chủ tịch Dược Hổ, thành phố Linh Long các anh dù phát triển nhanh chóng,
Thế nhưng tôi đã xem qua báo cáo tháng này của thành phố Linh Long, phát hiện thành phố các anh chỉ chú trọng vào hai ngành là bất động sản và khai thác khoáng sản, như vậy là rất nguy hiểm. Các anh nên lợi dụng cơ hội vào lúc này để cải cách sản nghiệp của địa phương, dùng tốc độ nhanh nhất để thực hiện phương án đi theo chân tường, như vậy mới không bị té ngã. Sau khi chuẩn bị tốt thì chú trọng phát triển đồng đều, tư tưởng này vĩnh viễn không bao giờ sai. Bí thư Vương cứ yên tâm, tôi trở về sẽ chứng thực ý nghĩ của ngài, sẽ điều tra nghiên cứu cơ sở, tìm ra nhiều sản nghiệp khác để phát triển thành phố Linh Long. Miêu Dược Hổ ưỡn ngực lên dùng giọng kiên định nói. Trước đó Vương Tử Quân đi kiểm tra thành phố Linh Long thì đã tiến hành xem xét bố cục của hai sản nghiệp bất động sản và khoáng sản, từng cho ra vài lời khuyên. Lúc này ở các thành phố trong tỉnh Mật Đông cũng không phải là cạnh tranh ở phương diện sản nghiệp, mà cạnh tranh ở hệ thống sản nghiệp, tập trung vào các sản nghiệp chủ đạo, các xí nghiệp tương quan có quy mô và hiệu ứng rất rõ ràng, tụ tập rất đông. Vì vậy tình hình trước mắt là không nên quá chú trọng vào những sản nghiệp bất binh, thay đổi hiện trạng sản nghiệp hiện tại. Khi đó hai vị lãnh đạo đứng đầu thành phố Linh Long đã đồng ý sẽ xem xét thay đổi, thế nhưng căn bản lại chẳng quan tâm. Hai hạng nghiệp bất động sản và khoáng sản tuy đang bồng bột phát triển thế nhưng Vương Tử Quân có thể thấy rõ hai sản nghiệp này đang phát triển rất mạnh mẽ, thế nhưng khi mà kinh tế có chuyển biến thành trì trệ, khi đó thành phố Linh Long sẽ phải chịu đả kích rất lớn. Bí thư Vương, chúng tôi chuẩn bị xây dựng khu công nghệ, anh xem có thể làm cho Ủy ban Cải cách nhanh chóng thông qua văn kiện để chúng tôi tích cực tìm kiếm tài chính hay không? Chúng tôi đang chờ văn kiện được thông qua. Hai mắt Miêu Dược Hổ chợt lóe lên cái nhìn chờ mong. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát, hắn lấy từ trong cặp của mình ra một phần văn kiện của Ủy ban Cải cách rồi nói, Chủ tịch Miêu, cái anh gọi là phát triển khu công nghệ chẳng qua chỉ là yêu cầu chính quyền cho ra chính sách nghiêng, còn các anh muốn xây dựng cái gì thì chính mình hiểu rõ ràng. Tôi cảm thấy bây giờ lượng người và căn hộ ở thành phố Linh Long đã vượt qua gấp đôi mức độ trong nước, ít nhất trước mắt cũng không cần phải xây dựng thêm khu công nghệ gì cả. Miêu Dược Hổ chợt có chút sững sốt, sau đó khẽ nói, Bí thư Vương, tôi cảm thấy nên giải phóng tư tưởng một chút, việc do người làm, mà người ta cũng làm cho nhiều sự việc chết khô, chúng ta không nên bị lề thói cũ làm cho gò bó tay chân, không vì quan niệm truyền thống có hạn mà chắn đường phát triển của mình. Lãnh đạo chủ yếu của tỉnh ủy đã giúp đỡ chúng tôi xây dựng khu công nghệ, hơn nữa chúng tôi cũng cực kỳ tin tưởng vào hạng mục này, cho đến bây giờ đã tập trung được rất nhiều tài chính. Nếu nói dừng lại thì chỉ sợ sẽ có di chứng. Vương Tử Quân biết rõ lãnh đạo trong miệng của Miêu Dược Hổ chính là Sầm Vật Cương, thế nhưng hắn vẫn kiên trì ý kiến của mình nói, tôi cảm thấy hạng mục của các anh nên để nhà chuyên môn xem xét cho ra luận chứng, nếu vội vàng thúc đẩy thì chỉ sợ sẽ dẫn phát hậu quả không tất yếu. Miêu Dược Hổ thấy mình và Vương Tử Quân căn bản không đạt thành nhận thức ở phương diện này, thế là khéo léo di chuyển chủ đề, sau đó nói vài chuyện cần nhờ Vương Tử Quân hỗ trợ. Cuối cùng hắn nở nụ cười rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân. Sau khi tiến chân Miêu Dược Hổ, vẻ mặt Vương Tử Quân trở nên rất nghiêm túc. Tuy Miêu Dược Hổ nhìn qua giống như đang nghi nhớ lời nói của mình, thế nhưng thực tế thì Vương Tử Quân biết rõ những lời của mình xem ra là vô ích. Thành phố Linh Long nghe theo chỉ thị của Sầm Vật Cương, đây hầu như là một nhận thức chung trong quan trường Mật Đông. Đừng nói là Vương Tử Quân. Cho dù là chỉ thị của Đường Chấn Huy thì thành phố Linh Long cũng không mấy quan tâm, bên trên nói hay nhưng bên dưới sẽ làm khác. Cũng vì thế mà Đồ Phấn Đấu được cho rằng là người có khả năng tiến lên nhất trong nhiệm kỳ sắp tới. Vương Tử Quân tuy đã dự liệu được kết quả thế nhưng vẫn không nhịn được phải nhắc nhở hai người Miêu Dược Hổ. Dù sao thì quy hoạch phát triển thành phố Linh Long không những liên quan đến tương lai phát triển của hai người này, còn là sự phát triển của cả thành phố Linh Long. Bí thư Vương, Chủ tịch Hải Bác đã chờ hơn 10 phút bên ngoài, ngài có gặp mặt anh ấy không? Triệu Hiểu Bạch đi vào trong phòng làm việc của Vương Tử Quân thu dọn bàn trà, hắn khẽ mở miệng xin chỉ thị của Vương Tử Quân. Vương Tử Quân khẽ gật đầu nói, cậu mời Chủ tịch Hải Bác vào đây. Triệu Hiểu Bạch đồng ý một tiếng, hắn đang định đi ra ngoài gọi thì Vương Tử Quân chợt lên tiếng, ngoài Chủ tịch Hải Bác thì còn ai nữa không? Bí thư Vương, còn có Chủ tịch Ngưu của thành phố Kim Hà và Chủ tịch Trần của thành phố Tử Quang. Còn những ba người, điều này không khỏi làm cho Vương Tử Quân cảm thấy đau đầu. Hắn nhìn đồng hồ, sau đó khô tay nói với Triệu Hiểu Bạch, cậu giải thích cho hai người kia, nó nửa giờ sau tôi còn phải đến báo cáo với Bí thư Sầm,
hôm nay không gặp mặt bọn họ được. Triệu Hiểu Bạch khẽ gật đầu rồi đi ra ngoài. Chương 1556, hai tâm hết lòng mưu cầu phát triển. 2 phút sau Hải Bác đã đi vào trong phòng, hắn vừa vào thì cười nói, cảm ơn Bí Thư Vương đã cho tôi cơ hội này, ngài nếu không cho tôi gặp mặt, hôm nay tôi cũng không thể nào quay về Nhan Hồi gặp mặt Bí Thư Kim được. Vương Tử Quân căn bản có tiếp xúc khá nhiều với Hải Bác, hắn có không ít hảo cảm với vị chủ tịch khá khôi hài và công tác cứng cỏi này. Lúc này hắn nghe thấy đối phương nói như vậy thì không khỏi mỉm cười, nếu anh không thể quay về gặp mặt Bí Thư Kim, tôi đây sẽ đến báo cáo với Bí Thư Sầm và Chủ tịch Đường, dứt khoát xây dựng cơ sở tạm thời cho anh ở phía văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ha ha ha, Hải Bác mặc dù biết Vương Tử Quân nói đùa thế nhưng lại không dễ trả lời. Dù sao thì vị trí của hắn bây giờ còn quan trọng hơn làm Phó Chủ tịch tỉnh, nếu để cho hắn tiến lên làm Phó Chủ tịch tỉnh thì căn bản là mất vui. Vương Tử Quân thấy Hải Bác không đáp lời mình thì cũng cười theo. Triệu Hiểu Bạch vào phòng dâng trà, Vương Tử Quân chợt trầm giọng nói, Chủ tịch Hải Bác, chút nữa tôi còn có việc cần báo cáo với lãnh đạo, anh có gì cứ báo cáo ngắn gọn, chúng ta cũng không cần đi đường vòng. Bí Thư Vương, ngài đã cho ra chỉ thị thì tôi căn bản cung kính không bằng tuân mệnh. Hải Bác lấy ra một điếu thuốc đưa cho Vương Tử Quân, sau đó hắn cũng tự châm cho mình một điếu. Lần này những nhà thi đấu chủ yếu của Đại hội Thể dục Thể thao đều được thiết lập ở thành phố rừng mật, đủ mọi loại tiền dồn lên người chúng tôi, phương diện tài chính trong thành phố như trứng chọi đá, thế nên chúng tôi mong Bí Thư Vương mở một mặt lưới, tiến hành giúp đỡ cho thành phố chúng tôi. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, thành phố rừng mật là địa điểm thi đấu chủ yếu, tất nhiên phải nhận được sự quan tâm lớn nhất, nhưng quan tâm bao nhiêu mới là vấn đề. Vương Tử Quân nhìn Hải Bác rồi cười nói, giúp đỡ là nhất định phải làm, cho dù anh không đến thì trong tỉnh cũng không quên thành phố rừng mật của các anh. À, tôi biết Bí Thư Vương có tình cảm với công tác của thành phố rừng mật chúng tôi là người phụ trách của thành phố rừng mật, cũng cần phải giải quyết ưu phiền cho lãnh đạo. Thế nhưng Bí Thư Vương, nhà nghèo thật sự quá khó chịu, người ngoài nghe tôi nói như vậy thì nghĩ rằng giàu còn than nghèo, nhưng chúng ta không phải là người ngoài. Những lời tôi nói với anh đều là từ tận đáy lòng. Hải Bác nói đến đây thì hít vào một hơi thuốc thật sâu rồi nói tiếp, Bí Thư Vương, phương diện tài chính thu vào của thành phố rừng mật mặc dù đứng trong nhóm hàng đầu tỉnh, thế nhưng phương diện cần chi tiêu cũng quá nhiều, đặc biệt là năm nay chúng tôi muốn lợi dụng cơ hội tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao thể chuẩn bị cải tạo lại bộ mặt thành phố. Chúng tôi cố gắng đẩy mạnh lý niệm thành phố xanh, phải cho ra một món tiền lớn để xây dựng cơ bản. Cho ra những công trình lớn chú trọng sinh thái. Chúng tôi cho rằng hạng mục đề cao chất lượng cuộc sống trong thành phố hiện tại là cực kỳ bức thiết, vì đạt đến mục đích đánh sâu vào thị giác mà cần một số tiền đầu tư khá lớn, chỉ trong năm nay đã tốn cả 100 tỷ. Đồng thời chúng tôi cũng nắm chặt công tác xây dựng công trình giao thông. Đây là một cơ hội lớn, trước nay có nhiều vấn đề của tình hình giao thông ở thành phố rừng mật đã khá nổi cộm, nếu như không nhân dịp này mà cải tạo. Chỉ sợ vài năm sau vấn đề sẽ càng thêm nghiêm trọng. Nếu chúng ta sửa đổi và xây dựng đúng vào lúc không thể giải quyết gì hơn được, như vậy áp lực sẽ càng thêm nhiều, càng khó công tác, càng cho ra một số tiền lớn hơn. Vương Tử Quân căn bản cũng là một nhân vật chuyên gia ở phương diện cải tạo xây dựng thành phố, hắn căn bản gật đầu đồng ý với những lý niệm hiện tại ở thành phố rừng mật. Bí Thư Vương, chúng tôi nắm chặt cơ hội tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao lần này để duy trì một nhóm công tác có liên quan đến sự phát triển của thành phố rừng mật trong tương lai, thế cho nên nó có ý nghĩa lịch sử rất lớn, cung cấp cơ sở tốt vì sự nghiệp phát triển hùng mạnh của thành phố rừng mật trong tương lai. Trước mắt có một vài khó khăn nhưng chúng tôi căn bản là không hối hận, vì công tác của chúng tôi là vì tương lai của thành phố rừng mật, đây là những hạng mục công tác có lợi cho hậu thế sau này. Tuy lúc này thành phố rừng mật phải thắt chặt dây lưng quần để sống, thế nhưng vẫn căn bản là không đủ. Bí Thư Vương, dù chúng tôi có thắt lưng buộc bụng cũng không giải quyết được vấn đề thực chất, dù có giảm chi tiêu nhưng phương diện quan trọng nhất là phải có tiền. Hôm trước nhà thầu thi công con đường bao quanh thành phố đã đến đòi tiền, khi đó phòng tài chính căn bản không đưa ra được 1 triệu bạc, cuối cùng vẫn phải là tôi lấy thể diện của mình ra vay tiền của ngân hàng. Hải Bác lên tiếng với vẻ mặt cực kỳ chờ mong, hắn nhìn Vương Tử Quân rồi nói, Bí Thư Vương, kính mong anh chi lớn hơn một chút với công tác của chúng tôi, chỉ cần ngài lỏng tay một chút thì khó khăn của chúng tôi sẽ giảm đi rất nhiều.
không thể không thừa nhận Hải Bác là người có chuyên môn ở phương diện phát triển kinh tế, căn bản là cao thủ ở phương diện thuyết phục người khác. Những lời miêu tả của hắn làm cho người ta có một nhận thức cảm tính với sự phát triển sinh động toàn diện của thành phố rừng mật, hơn nữa còn giống như thấy được sự phát triển liên tục của địa phương, thậm chí là đuổi kịp và vượt qua xu thế phát triển hiện tại. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi khẽ nói, các anh cần bao nhiêu tiền? Điều này, chúng tôi cần một con số khổng lồ, thế nhưng nguyên tắc của thành phố rừng mật chúng tôi là nếu không phải không làm gì hơn được thì không thể làm khó bí thư vương. Mặc dù những hạng mục nhà thi đấu chủ yếu đều được thiết lập ở thành phố rừng mật, thế nhưng cũng có nhiều hạng mục ném cho các thành phố anh em khác, chúng tôi cũng không cần nhiều, chỉ là 7 tỷ mà thôi. Hải Bác nói xong thì nở nụ cười ngượng ngùng với Vương Tử Quân, nụ cười này không khỏi làm cho Vương Tử Quân muốn mắng thẳng vào mặt đối phương. Hắn không khỏi chỉ vào Hải Bác rồi hỏi lại, anh nói bao nhiêu? Anh nói lại tôi xem nào. Bí thư Vương, chúng tôi cần 7 tỷ. Hải Bác lần này cực kỳ phối hợp, hắn dùng giọng gọn gàng dứt khoát nói. Hải Bác ơi là Hải Bác, sao anh không nói là chục tỷ luôn đi? Vương Tử Quân chỉ vào Hải Bác rồi dùng giọng dở khóc dở cười nói. Hải Bác biết rõ đây là Vương Tử Quân đang mắng mình, thế nhưng hắn vẫn nghiêm trang nói, Bí thư Vương, tôi báo cáo cho Bí thư Kim về vấn đề này, anh ấy cũng nói như ngài. Thế nhưng Bí thư Kim nói chúng tôi cũng không ăn một mình, dù thế nào thì chúng tôi cũng phải để lại cho các thành phố anh em khác một chút, thế nên chỉ cần 7 tỷ mà thôi. Vương Tử Quân lúc này xem như hoàn toàn bị đánh bại. Hắn tức giận mà bật cười, Chủ tịch Hải Bác, theo lời của anh, như vậy tôi còn phải cảm tạ Bí thư Kim của các anh đã có cái nhìn đại cục rồi không? Anh ấy nói như vậy thì tôi cũng phải chịu, vì anh ấy là thường ủy tỉnh ủy, phương diện tư tưởng cao hơn tôi rất nhiều. Hải Bác biết rõ Vương Tử Quân không nhìn được mà nổi giận, thế nhưng hắn vẫn cười tủm tỉm nói. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt đắc ý của Hải Bác, hắn đứng lên nói, Chủ tịch Hải Bác. Chuyện này anh chỉ nói với mình tôi là không có tác dụng. Chương 1557, trẻ hay khóc có quả ăn, trẻ nghe lời dương mắt nhìn. Cố Tắc Phiêm là phó chủ tịch thường ủy, phòng làm việc của hắn ở trong khu văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, thế nhưng trong thời gian một tuần ít nhất hắn cũng phải đến khu văn phòng thường ủy hai lần. Chủ tịch Cố, gần đây anh bận rộn gì vậy? Đã hai ngày rồi không gặp anh. Khi Cố Tắc Phiêm đi lên lầu thì vừa vặn gặp mặt thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy Phương Anh Hồ, lúc này Phương Anh Hồ đang mỉm cười chào hỏi. Cố Tắc Phiêm căn bản luôn nở nụ cười với thư ký trưởng Phương Anh Hồ, hắn vừa bắt tay với Phương Anh Hồ vừa cười nói, còn là bận rộn gì nữa, chỉ là chút chuyện cần báo cáo mà thôi. Cố Tắc Phiêm nói rồi nhìn thoáng qua một vài vị chủ tịch thành phố đang đi xuống dưới lầu nói, những ngày qua hình như khu văn phòng này rất náo nhiệt thì phải. Đúng là không có biện pháp, lúc này Bí thư Vương đang nắm trong tay một lượng tiền khá lớn, mùi hương quá nồng nàn, có thành phố nào không muốn tiến lên cắn một miếng. Phương Anh Hồ vừa đi lên vừa cười nói. Công tác khẽ cau mày, thế nhưng hắn lại cười nói, vậy cũng tốt, người ta tiến lên cắn một miếng chưa chắc đã đầy bụng, thế nhưng ít nhất cũng có thể đỡ đói. Hai người trò chuyện với nhau, cả hai đều nhìn mặt đối phương. Lúc này Phương Anh Hồ cười rất sáng lạn. Cố Tắc Phiêm cũng cười rất vui vẻ. Nhưng hai người bọn họ kết giao với nhau nhiều năm, bọn họ hiểu rõ về nhau, cả hai đều có tâm tư riêng. Bí thư Sầm có ý kiến gì với chuyện này? Khi sắp đi lên đến lầu 3 thì Cố Tắc Phiêm chợt hỏi. Phương Anh Hồ trần chờ giây lát rồi nói, Bí thư Sầm cũng không nói gì. Cũng không nói gì, thái độ của Bí thư Sầm làm cho hai mắt Cố Tắc Phiêm tỏa sáng, hắn cười cười nói với Phương Anh Hồ. Tôi đi báo cáo vài công tác với Bí thư Sầm, thư ký trưởng cùng đi chứ. Tôi còn có chút chuyện cần làm, cũng không qua vào lúc này. Phương Anh Hồ cười cười với Cố Tắc Phiêm, sau đó hắn xoay người đi về một hướng khác. Cố Tắc Phiêm đi đến cửa phòng làm việc của Sầm Vật Cương thì thấy Miêu Dược Hổ đi ra khỏi phòng thư ký. Hắn khẽ cười với Miêu Dược Hổ, sau đó đi về phía Miêu Dược Hổ. Dược Hổ, anh đến tìm gặp báo cáo công tác với Bí thư Sầm sao? Cố Tắc Phiêm căn bản tiếp xúc khá nhiều với Miêu Dược Hổ, hai người có quan hệ không tồi, vì vậy hắn mới dùng giọng không chút kiêng kỵ hỏi như vậy. Báo cáo với Bí thư chính là công tác của thành phố Linh Long chúng tôi, đồng thời bây giờ còn có phương diện tài chính đang khá khó khăn. Chủ tịch Cố, chút nữa ngài vào gặp Bí thư, mong ngài hao tâm tổn trí một chút,
nói thay cho thành phố Linh Long chúng tôi vài lời. Thành phố Linh Long chúng tôi luôn chú trọng phát triển, chúng tôi phải đầu tắt mặt tối mới có được ngày hôm nay, thế nên ngài cũng đừng ném chúng tôi sang một bên. Cố Tắc Phiêm chợt nghĩ đến vài vấn đề, hắn chợt cười nói, đã nếm mùi thất bại khi gặp bí thư rồi sao? Bí thư cũng không nói gì, chỉ nói chúng tôi đi tìm gặp bí thư Vương. Miêu Dược Hổ nói đến đây thì khẽ nói, tôi cảm thấy bí thư Vương có thành kiến với thành phố Linh Long chúng tôi, vì ngày trước anh ấy có nói thành phố Linh Long cần phải phát triển kinh tế toàn diện hơn. Tôi đã cùng với bí thư Đồ nghiên cứu về phương diện này, mặc dù chúng tôi còn nhiều phương diện cần phát triển, thế nhưng nhìn vào tình huống trước mắt thì tôi và bí thư Đồ lại cho rằng nên nắm chặt không thể bỏ qua hai sản nghiệp là bất động sản và khoáng sản. Chúng tôi cần chuyên chú vào mục tiêu, cần kiên định cố chấp. Còn phương diện phát triển truyền hình như thế nào thì phải chờ 5-6 năm nữa, chờ khi kinh tế của thành phố Linh Long phát triển vững chắc rồi nói sau. Tôi cảm thấy chúng tôi vì điều này mà đắc tội với Bí Thư Vương, có lẽ lần này sẽ không được xu nào. Chủ tịch Cố, ngài nên giúp đỡ chúng tôi một chút. Cố Tắc Phiêm cười thầm, hắn cũng hiểu hiện trạng phát triển kinh tế của thành phố Linh Long, nếu bây giờ muốn thay đổi hiện trạng của thành phố này thì căn bản là không thể nào. Thế nhưng thành phố Linh Long dưới sự phấn đấu của Đồ Phấn Đấu và Miêu Dược Hổ đã liên tục phát triển, có những thành tích rất lớn, hoàn toàn có thể tiến nhanh về phía trước mà không cần phát triển toàn diện các sản nghiệp như nơi khác. Còn 5-6 năm sau thì sẽ là chuyện của tương lai, khi đó cũng không biết ai là người đến nắm công tác phát triển thành phố Linh Long, thế nên cũng không ai quan tâm. Hai người các anh cũng không nên bi quan như vậy, Bí Thư Vương là ai? Các anh không nên dùng tâm tư của mình để suy ra lòng dạ của Bí Thư Vương, Bí Thư Vương sao có thể so đo với các anh ở phương diện này được. Cố Tắc Phiêm lên giọng quan nói hai câu với Miêu Dược Hổ, sau đó hắn đẩy cửa đi vào phòng làm việc của Sầm Vật Cương. Lúc này Sầm Vật Cương đang xem văn kiện, lão thấy Cố Tắc Phiêm đi vào thì đặt văn kiện xuống, cũng không khách sáo mà đi thẳng vào vấn đề, Tắc Phiêm, chuyện của nhà máy Luyên Cương ở thành phố Kim Hà được xử lý thế nào rồi? Bí thư Sầm, trên cơ bản đã khống chế được, theo những tình huống mà chúng tôi có được, bên trong có vài hành vi vi phạm kỷ luật, lúc này Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy đã tham gia điều tra. Cố Tắc Phiêm thản nhiên ngồi xuống đối diện với Sầm Vật Cương rồi trầm giọng nói. Sầm Vật Cương căn bản rất tức giận với những hiện tượng như thế này, lão vỗ lên mặt bàn của mình rồi dùng giọng oán hận nói, bọn họ làm sói mòn tài sản công, nếu chúng ta không hạ quyết tâm. Không xử lý thật mạnh tay thì sao có thể trả lời với những người đang vất vả công tác cho được. Anh truyền đạt ý kiến của tôi, đó là nếu xác nhận được sự thật thì cần xử lý thật nghiêm túc, quyết không nuông chiều. Cố Tắc Phiêm liên tục đồng ý, sau đó hắn mỉm cười báo cáo vài hạng mục công tác. Cuối cùng hắn cố ý cười nói, Bí Thư, vừa rồi tôi gặp anh Dược Hổ, anh ấy căn bản cho ra vài ý kiến với tôi. Ôi, người này dám có ý kiến với anh. Như vậy thì anh cứ ra tay với anh ta. Tôi cũng không tin, cho dù anh ấy là hổ thì cũng phải cụp đuôi lại không dám vểnh lên. Sầm Vật Cương cười ha hả rồi lớn tiếng nói. Cố Tắc Phiêm là người đi theo bên cạnh Sầm Vật Cương, hắn cười nói, Bí Thư, nếu anh ta không có việc gì mà dám có ý kiến với tôi, chắc chắn tôi sẽ ra tay thu thập. Thế nhưng với tình huống hiện tại thì tôi cảm thấy rất đối lý, lên tiếng cũng không đủ lo lắng. Cố Tắc Phiêm nói đến đây thì uống một hớp nước nói, Đồ Phấn Đấu và Miêu Dược Hổ căn bản được tôi thúc giục và bỏ ra số tiền không nhỏ để làm tốt công tác xây dựng nhà thi đấu của Đại hội Thể dục Thể thao, có thể nói là dùng toàn lực của mình. Thế nhưng bây giờ phía tỉnh ủy có tiền, bọn họ là người đã hoàn thành công tác, lại không nắm trong tay một xu nào, đây không phải là giết chó săn làm thịt sao? Bí Thư, anh nói mà xem. Anh ấy trách móc như vậy thì không phải tôi cảm thấy xấu hổ với thành phố bọn họ sao? Vẻ mặt của Sầm Vật Cương rất bình thản, lão nhìn về phía Cố Tắc Phiêm, cũng không nói lời nào. Sầm Vật Cương cho ra thái độ từ chối lên tiếng, điều này càng làm cho Cố Tắc Phiêm cảm thấy có thêm vài phần bất an. Bí Thư Vương không phải sẽ cho bên dưới một chút tiền sao? Một lúc lâu sau thì Sầm Vật Cương mới nói một câu. Bí Thư! Tôi cảm thấy phương diện phân phối số tiền kia không những còn phải xem tình hình khó khăn thực tế của các địa phương, còn phải quan tâm đến những thành phố biểu hiện tích cực. Những thành phố tiên tiến có được thành tích cũng không phải từ trên trời rơi xuống, cũng không phải bọn họ không công duy trì công tác để cuối cùng cho kẻ khác không làm gì lấy được kết quả tốt. Cán bộ thành phố Linh Long không ngại sớm muộn,
không quan tâm đến nghỉ lễ, ban ngày đổ mồ hôi công tác, ban đêm liên tục thực hiện chức trách, lúc này thành phố Linh Long mới có xu thế phát triển tốt, mới đuổi kịp khắp nơi, có xu thế vượt lên hàng đầu. Chúng ta nhất định phải suy xét đến những yếu tố này, cần phải xem xét vào phương diện tích cực chứng thực quyết định của tỉnh ủy để cho ra phương án thưởng phạt phân minh, phân định rõ giới tuyến. Chúng ta không thể để cho tình huống trẻ thường khóc thì có ăn mà trẻ ngoan thì chỉ có thể đứng nhìn, điều này cực kỳ gây bất lợi đến phương diện tích cực sáng nghiệp của các đồng chí. Cố Tắc Phiêm nói ra ý kiến của mình, sau đó chờ Sầm Vật Cương phản ứng. Hắn biết những lời này của mình nói trúng nội tâm của Sầm Vật Cương, vì đây vẫn luôn là chủ trương của Sầm Vật Cương. Chương 1558, một thần quy tuy thọ sao? Sầm Vật Cương cười cười cũng không trực tiếp trả lời. Sau khi im lặng nửa phút thì lão mới nói, anh có thể dùng ý kiến của mình để nhắc nhở đồng chí Vương Tử Quân. Bí thư Sầm, mặc dù bí thư Vương là người cho ra biện pháp để có được số tiền trên, thế nhưng nói tóm lại thì đó cũng là tài chính của tỉnh, chẳng qua anh ta là người cho ra lực lượng lớn ở phương diện này mà thôi. Thế nhưng điều này cũng không thể nói rằng anh ta có quyền quyết định tất cả. Tôi cảm thấy ở những phương diện có liên quan đến tính đại cục của tỉnh, cần phải được thông qua ở hội nghị thường ủy, để cho ngài và các thường ủy khác đồng nhất ý kiến, sau đó mới cho ra quyết định. Cố Tắc Phiêm nói rất kiên định, giống như sự việc vốn phải là như thế. Sầm Vật Cương trầm ngâm giây lát mà không lên tiếng ngay, điều này làm cho Cố Tắc Phiêm cảm thấy mình đã thuyết phục được Sầm Vật Cương. Hắn nói tiếp, bí thư, bây giờ có không ít thành phố đến đòi tiền của bí thư Vương, nếu như tình trạng này cứ tiếp tục. Chỉ sợ đến khi đó các thành phố có được tiền đều tỏ ra cảm kích bí thư Vương. Anh nói như vậy có hơi quá. Sầm Vật Cương vẫn dùng giọng không nhanh không chậm nói, thế nhưng rơi vào trong tai lại có vài phần nghiêm khắc. Cố Tắc Phiêm là người đi theo bên cạnh Sầm Vật Cương nhiều năm, hắn hiểu rõ tính tình của lãnh đạo. Lúc này Sầm Vật Cương phê bình hắn, thế nhưng trong lòng lại thừa nhận quan điểm của hắn. Chỉ là Sầm Vật Cương không cho phép cấp dưới nhìn thấu tâm tư của mình mà thôi. Nếu như anh nói một câu có thể đoán trúng tâm sự của anh ấy, như vậy anh ấy sẽ dùng giọng căm tức phê bình anh một phen, hơn nữa sẽ đứng trên lập trường rất cao, ánh mắt nhìn rất xa, tất nhiên lời nói cũng phải là cực kỳ chính nghĩa. Nhìn từ phương diện tính cách thì Sầm Vật Cương căn bản là người có năng lực khống chế rất mạnh, Cố Tắc Phiêm tất nhiên biết rõ điều này. Vì vậy hắn cũng không e ngại mà tiếp tục cường điệu ý nghĩ của mình, bí thư, tôi chỉ nói những lời thật lòng mà thôi. Sầm Vật Cương thở ra một hơi, sau khi uống một hớp trà thì dùng giọng nhàn nhạt nói, chuyện này tôi đã có quyết định, anh cũng đừng nói nữa. Đáp án này làm cho Cố Tắc Phiêm cực kỳ thất vọng, hắn không ngờ mình mất nhiều thời gian lên tiếng tạo nên cơ sở, thế nhưng cuối cùng lại không giải quyết được gì. Chẳng lẽ mình có phán đoán sai với tính cách của Bí Thư Sầm, hay là Bí Thư Sầm chịu áp lực quá lớn nên không thể tỏ thái độ trong chuyện này với Vương Tử Quân? Một loạt ý nghĩ lóe lên trong đầu làm cho tâm tình của Cố Tắc Phiêm trở nên lạnh lẽo, nếu như hắn tiếp tục lên tiếng, cố gắng nghĩ biện pháp thuyết phục Bí Thư Sầm, như vậy chỉ sợ cũng sẽ thất bại mà thôi. Tắc Phiêm, anh bây giờ đang bị hãm trong hố nhỏ, anh là người công tác nhiều năm, anh nghĩ xem nên làm một chuyện thật tốt hay là không quá tốt thì hay hơn. Sầm Vật Cương chợt hỏi Cố Tắc Phiêm, trên gương mặt có nụ cười ôn hòa. Cố Tắc Phiêm chợt ngẩn ngơ. Biểu hiện của Sầm Vật Cương rất bí hiểm, thế nhưng lời nói lại giống như một luồng sáng giống như có thể làm tất cả bị lộ ra, có thể cảm nhận được rõ ràng, thế nhưng hắn lại không thể nắm bắt được. Con người ta làm càng nhiều thì càng có nhiều phiền toái, hơn nữa lợi ích làm nhân tâm chấn động, cho dù là một người có thể phân phối tốt nhất cũng sẽ không bao giờ đảm bảo lợi ích của tất cả, anh nói xem có đúng không? Sầm Vật Cương dùng giọng không chút biểu cảm nói xong thì bắt đầu ngồi xuống ghế tiếp tục xem văn kiện. Khoảnh khắc này Cố Tắc Phiêm xem như hiểu rõ, chẳng những còn có số tiền kia, còn có nhiều chuyện đang diễn ra. Sầm Vật Cương nói rất đúng, phương diện chia tiền dù công bằng thế nào cũng có sự bất mãn, có câu thế này, chõ mõn vào sẽ bị trách móc, thế cho nên mới nói sống càng lâu thì càng đắc tội với người. Sầm Vật Cương căn cứ vào đó và hiểu rõ thái độ của Sầm Vật Cương với Vương Tử Quân, thì ra lãnh đạo của mình có ý nghĩ như vậy. Hèn gì sau khi Vương Tử Quân đi đến thì luôn được Sầm Vật Cương ủy thác trách nhiệm, không những ném nhiều hạng mục công tác cho Vương Tử Quân, càng vứt một ít trách nhiệm vốn không thuộc về Vương Tử Quân cho Vương Tử Quân. Có chức trách có quyền lợi thì Vương Tử Quân phải làm nhiều việc,
bây giờ vị trí của Vương Tử Quân trong tỉnh không phải chỉ là làm việc, còn là đoàn kết người chung quanh mình. Chỉ khi nào hắn đoàn kết được nhiều người mới có thể có cơ sở kiên cố tiếp nhận vị trí của Đường Chấn Huy. Sầm Vật Cương cho Vương Tử Quân làm nhiều việc, càng làm nhiều thì càng đắc tội với nhiều người, cho dù Sầm Vật Cương không nói thì chuyện xấu sẽ tùy thời mà đến. Cố Tắc Phiêm nhìn Sầm Vật Cương đang phê duyệt văn kiện mà trong lòng có thêm vài phần bội phục. Nếu so sánh với tình hình ở phòng làm việc của Vương Tử Quân, trong phòng của Đường Chấn Huy căn bản là thưa thớt hơn. Tất nhiên đây cũng là tương đối mà thôi, vì Đường Chấn Huy sắp lui ra khỏi chính trường Mật Đông, thế nhưng lão là một vị chủ tịch tỉnh, còn nhiều chuyện cần lão xử lý. Đối với Ủy ban Nhân dân tỉnh thì có hai chuyện quan trọng nhất, một là nhân sự, hai là tài chính. Đặc biệt là quyền nhân sự, chỉ khi nào nắm cái này trong tay, cơ bản mới nắm giữ được đại cục. Thế nhưng bí thư là người quản nhân sự, chủ tịch quản hành chính, nhưng thực tế ai có quyền lên tiếng lớn nhất phải nhìn vào bản lĩnh của mình. Có đôi khi bí thư không đủ uy tín sẽ xuất hiện một hiện tượng lãnh đạo khu vực hành chính vượt mặt bí thư. Tất nhiên Đường Chấn Huy luôn chờ đợi tình huống này mà thực tế lại không xảy ra. Lão tuy là người tâm trí mạnh mẽ thế nhưng tâm trí của Sầm Vật Cương lại như biển sâu, cũng không phải là đèn cạn dầu. Hơn nữa lãnh đạo đứng đầu có quyền lợi và ưu thế riêng, Đường Chấn Huy cảm thấy trong tỉnh Mật Đông này mình còn phải chú ý đến Sầm Vật Cương khá nhiều. Khi Vương Tử Quân đi vào trong phòng làm việc của Đường Chấn Huy, lúc này Chủ tịch Đường đang múa bút viết thư pháp. Khi thấy Vương Tử Quân đi đến thì Đường Chấn Huy cũng không dừng lại, lão tiếp tục múa bút. Bí thư Tử Quân đến đấy à, anh xem tôi viết chữ thế nào. Đường Chấn Huy rất tự đắc với chữ của mình, lão thả bút lông xuống rồi vung tay vẫy vẫy Vương Tử Quân. Vương Tử Quân đi đến xem xét, trên giấy trắng là những nét bút chạy qua lại như rồng bay, có bốn chữ thần quy tuy thọ sao, bài thơ của Tào Tháo. Đường Chấn Huy viết dạng chữ liễu, nét bút cứng cáp có lực, có vài phần bản lĩnh. Vương Tử Quân đi đến gần xem xét mà cũng không lên tiếng. Chữ của Đường Chấn Huy ứng với câu nói, nhìn chi tiết thấy rõ công phu, xem xét kỹ nhận ra trình độ, tất nhiên Vương Tử Quân biết ý nghĩa bốn chữ kia của Đường Chấn Huy, hắn nghĩ đến ý nghĩa của nó, nghĩ đến mục đích của mình, thế là hai mắt không khỏi sáng ngời. Chủ tịch Đường, tôi không đặc biệt nghiên cứu về thư pháp, thế nhưng nhìn nét bút của ngài thấy rất dày, mạnh, nét bút như rồng, chỉnh thể không mất đi lực lượng, nét cuối cùng lại càng làm cho người ta cảm thấy cứng cáp. Với cảnh giới của ngài thì tôi chỉ cần nhìn qua một cái đã giống như cực kỳ hưởng thụ. Chương 1558, hai thần quy tuy thọ sao? Ha ha ha, bí thư Tử Quân thật sự quá khích lệ tôi rồi. Anh còn nói mình không hiểu thư pháp, thế nhưng anh có thể đánh giá nói xem thư pháp của tôi giống như hưởng thụ, đây là cảnh giới cao nhất của thư pháp rồi đấy. Đường Chấn Huy nói rồi ngồi xuống ghế salon. Thư ký nhanh chóng đi vào dâng trà cho hai người. Sau đó khẽ đi ra đóng cửa lại. Vương Tử Quân chờ thư ký rời đi rồi cười nói sang chuyện khác. Chủ tịch Đường, tôi là người không công không leo lên điện Tam Bảo, tôi có chuyện đặc biệt đến nhờ sự cầu viện của ngài. Ha ha, anh có vấn đề gì khó khăn thì cứ nói. Đường Chấn Huy lên tiếng với thái độ rất tốt, thế nhưng thực tế còn có một ý nghĩ khác, đó là nếu tôi không đủ lực thì cũng không giúp được. Vương Tử Quân cười cười đưa văn kiện trong tay đặt lên bàn rồi nói, Chủ tịch Đường, trước đó vài ngày các vị lãnh đạo các thành phố trong tỉnh đến chỗ tôi đòi tiền làm tôi cảm thấy rất đau đầu. Bây giờ đã có tiền, tôi một ngày cũng không được yên ổn, vì đám cán bộ tuyến dưới ngày nào cũng chạy đến báo cáo công tác giống như các thành phố trong tỉnh biến thành những mảnh rừng bạch đàn đang lao sao trong gió, như vậy thật sự là tốt sao? Đường Chấn Huy cầm văn kiện nhìn lướt qua. Sau đó hắn đặt lên mặt bàn rồi cười, thế nào? Bây giờ có tiền lại cảm thấy nhức đầu vì nên xài thế nào sao? Đường Chấn Huy không thể không biết Vương Tử Quân tìm được tài chính từ việc đấu giá quyền quảng cáo. Lúc này đám lãnh đạo thành phố bên dưới đang tỏ ra cực kỳ rộn ràng, bọn họ nhanh chóng chạy đến đòi tiền của Vương Tử Quân, điều này lão càng hiểu rõ ràng hơn. Trước đó còn có hai vị bí thư và chủ tịch thành phố bên dưới có quan hệ khá thân cận đã đến tìm lão. Hy vọng lão có thể tiến hành giúp đỡ bọn họ ở phương diện này. Người đi theo Đường Chấn Huy là khá ít, bây giờ lão lại sắp về hưu, người đến bên dưới yêu cầu được giúp đỡ thì lão căn bản không từ chối. Dù sao thì lưu lại nhân tình cho người ta cũng là một việc tốt. Hai ngày qua lão luôn suy nghĩ xem nên nói với Vương Tử Quân như thế nào,
không ngờ bây giờ Vương Tử Quân lại chủ động đến tận cửa nhà mình. Đường Chấn Huy thầm suy đoán mục đích của Vương Tử Quân khi đến tìm mình, nhưng trên mặt lại lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Lão thầm nghĩ, Vương Tử Quân này căn bản là rất có ánh mắt, bây giờ đưa vấn đề này đến tìm mình, nhất định là có chuyện gì đó cần mình thay mặt. Nếu bây giờ mình nể mặt thủ hạ mà nói tốt cho bọn họ, như vậy sẽ ảnh hưởng đến mặt mũi của mình. Xem ra đừng xem thường Vương Tử Quân là cán bộ trẻ tuổi mà lầm, người này làm quan cực kỳ đúng chỗ, rất tốt, là người có tương lai. Đường Chấn Huy thầm cảm thán, lão lặng lẽ uống nước, chuẩn bị lấy tính chế động, chờ Vương Tử Quân nói cho hết lời. Vương Tử Quân không thể để cho Đường Chấn Huy thất vọng, hắn không những nói, hơn nữa còn nói rất chân thành, Chủ tịch Đường, tôi bây giờ thật sự đang đau đầu nên sử dụng số tiền kia như thế nào. Tôi căn bản không hiểu rõ tình huống của các thành phố, bọn họ đi đến thêm mắm dặm muối làm tôi cảm thấy rất khó nghĩ, tôi thật sự không biết phân chia thế nào cho hợp lý, thế nên mới đến nhờ ngài giúp một tay. Chuyện công tác thì cần gì phải nói giúp này giúp nọ. Đường Chấn Huy cầm lấy ly trà định nói ra vài vấn đề, thế nhưng Vương Tử Quân đã cười nói, tôi biết Chủ tịch Đường là người có phong phạm, tôi đây xin cảm ơn ngài. Nói thật, tôi tình nguyện ra ngoài đấu tranh anh dũng, thế nhưng chuyện phân chia bánh trái thế này, tôi thật sự là rất kém. Bây giờ có Chủ tịch tọa chấn, tôi cảm thấy an tâm nhiều hơn. Đường Chấn Huy chợt sững sờ, sau đó lão hiểu ý nghĩ của Vương Tử Quân. Vương Tử Quân muốn ném quyền chia tiền cho mình sao? Điều này cũng không quá thực tế. Nhưng Đường Chấn Huy dù sao cũng là người từng trải qua sóng to gió lớn, mưa gió trong quan trường đã sớm rèn luyện lão thành người ẩn giấu. Lão nhìn Vương Tử Quân tươi cười nhìn mình, thế là nhiều ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Vương Tử Quân ném chuyện tốt cho mình, Đường Chấn Huy không cho rằng mình là người cực kỳ có lực quyến rũ làm cho người ta phải khuất phục. Chia tiền là một sự việc nắm giữ quyền lực, thế nhưng cũng là một chuyện đắc tội với người. Có câu thế gian kẻ nào cũng lắm mồm là như vậy. Với vị trí hiện tại của Vương Tử Quân, nếu như nắm trong tay công tác chia tiền thì sẽ đắc tội với nhiều người. Thế nhưng Đường Chấn Huy thì lại khác, Vương Tử Quân cần phải tuyển cử qua Hội đồng Nhân dân mới được tiến lên làm Chủ tịch tỉnh, người này cần tiến lên an toàn, vì vậy phải cực kỳ chú ý. Thế nhưng Đường Chấn Huy sắp về hưu, còn quan tâm đến suy nghĩ của đám người cấp dưới sao? Đường Chấn Huy nghĩ đến tình cảnh nhiều năm qua bị Sầm Vật Cương áp chế, thế là bàn tay không khỏi nhúc nhích. Đường Chấn Huy có thể đi đến vị trí hiện tại thì cũng không phải là một người yếu kém, nhưng sau khi đi đến Mật Đông thì lại bị Sầm Vật Cương ép vào trạng thái hiện tại, nguyên nhân chủ yếu nhất là thủ đoạn của Sầm Vật Cương quá cao, Đường Chấn Huy lại đến muộn hơn. Khi Đường Chấn Huy đi đến Mật Đông, lúc đó Sầm Vật Cương đã tạo nên đội ngũ cực kỳ lớn của riêng mình. Đường Chấn Huy muốn dở trò ly gián thế nhưng chợt phát hiện đội ngũ kia quá vững bền. Bây giờ Vương Tử Quân ném quyền lợi chia tiền cho lão, tất nhiên là một cơ hội cho lão có thể biểu hiện vị trí của mình. Có câu nhạn để lại tiếng kêu, người để lại thanh danh, từ sâu trong lòng Đường Chấn Huy cũng không muốn mình phải ra đi trong uất ức. Hơn nữa Đường Chấn Huy có thể mượn cơ hội này để ném cho đám người trung thành tận tâm vì mình chút lợi ích, sẽ là một điều rất tốt. Sau một lúc đấu tranh tư tưởng thì Đường Chấn Huy hít vào một hơi thật sâu, sau đó vẻ mặt càng thêm chấn định, Tử Quân, đây là công tác của tổ giám sát thi công hạng mục Đại hội Thể dục Thể thao, cũng là anh làm mà thôi, có gì không rõ thì tôi có thể tham mưu cho anh. Trước khi Vương Tử Quân đi đến phòng làm việc của Đường Chấn Huy thì đã suy nghĩ kỹ càng tất cả. Vừa rồi Đường Chấn Huy trầm mặc không nói, càng làm cho hắn xác định lòng tin của mình, ngay sau đó hắn cười nói, Chủ tịch. Đưa Phật phải đưa đến Tây Thiên, chuyện này làm cho tôi cảm thấy rất đau đầu, đồng thời tôi còn có một việc tư cần nhờ ngài giúp, đó là ông nội của vợ tôi vừa mới khỏe lên sau trận ốm nặng, tôi chuẩn bị về thủ đô để thăm ông một chút. Ông cụ tuổi tác đã lớn, tôi cũng muốn ở bên cạnh cụ một thời gian, ngài thấy có được không? Mạc lão đã khỏe, đây là tin tức làm cho nhiều người cảm thấy vui. Tử Quân, cậu nên về thăm Mạc lão, điều này là cực kỳ cần thiết. Đường Chấn Huy căn bản không khỏi có thêm chút hảo cảm với Vương Tử Quân, lão biết rõ Vương Tử Quân nói như vậy là đang lấy cớ, nhanh chóng đưa quyền lợi phân phát tiền cho mình. Đường Chấn Huy nhìn Vương Tử Quân rời đi mà không khỏi nở nụ cười, lão biết rõ mục đích Vương Tử Quân ném quyền lợi này cho mình, thế nhưng lão cũng biết mình nhất định sẽ tiếp nhận được. Lão là người đứng đầu Ủy ban Nhân dân tỉnh, lão không cam lòng để cho lực ảnh hưởng của mình hạ thấp,
lão càng không cam lòng rời khỏi Mật Đông với một thanh danh không ra gì. Một người đàn ông tiến vào trong quan trường, đặc biệt là một người đàn ông đã trưởng thành chín chắn, khi anh ảm đạm rời khỏi sân khấu chính trị thì thường sinh ra một loại ý nghĩ, mệt mỏi nửa đời người cuối cùng cũng có thể được siêu thoát. Khi còn trẻ anh có thể hy sinh bản thân vì sự nghiệp, khi anh đến tuổi về hưu thì lại càng không muốn mình bị uất ức. Chương 1559, một về chốn cũ. Cho đến nay Đường Chấn Huy luôn bàng quan về tình huống của Vương Tử Quân, tuy Sầm Vật Cương căn bản khá giúp đỡ công tác của Vương Tử Quân, sắp xếp nhiều công tác lên người Vương Tử Quân, thế nhưng lão biết rõ thật lòng thì Sầm Vật Cương cũng không hy vọng Vương Tử Quân tiến lên mạnh mẽ, hơn nữa không muốn có một vị cán bộ trẻ tràn đầy năng lực là trợ thủ của mình. Sầm Vật Cương là một người cường thế, lão tất nhiên không hy vọng có một người cường thế khác quật khởi ở Mật Đông. Nhưng Vương Tử Quân là cán bộ được Trung ương phái xuống, có thể nói là nhân tuyển có 102 cho vị trí của Đường Chấn Huy. Nếu như Sầm Vật Cương ra tay quá lộ thì sẽ bị tuyến trên đả kích, nhưng Sầm Vật Cương lại ném nhiều công tác lên người Vương Tử Quân thì không ai nói nên lời. Dù sao thì vị trí của Vương Tử Quân là quá rõ ràng, Sầm Vật Cương ủy thác trách nhiệm cho Vương Tử Quân có thể nói là coi trọng cán bộ trẻ, thực hiện kiên quyết đúng chỉ thị của lãnh đạo thượng cấp. Dù tuyến trên có hiểu tâm tư của Sầm Vật Cương thì cũng không làm gì được. Nếu Vương Tử Quân không thể thoát khỏi đại cục mà Sầm Vật Cương giăng ra, như vậy chỉ có thể nói là Vương Tử Quân vô năng, không đáng bồi dưỡng. Đường Chấn Huy vốn cho rằng Vương Tử Quân không nhìn rõ điều này, làm việc sẽ dốc hết sức. Hôm nay xem ra người kia hiểu rất rõ, sở dĩ không biểu hiện ra vì thấy thời cơ không thích hợp. Lúc này Vương Tử Quân ném cho Đường Chấn Huy một phần lễ lớn. Làm như vậy là cái gì? Không phải là phá rối thế cục của Sầm Vật Cương sao? Vương Tử Quân có thể nhờ mình đi phân tán hỏa lực của Sầm Vật Cương, lại tranh thủ thời gian cho mình. Hơn nữa Vương Tử Quân cũng không sợ Đường Chấn Huy không đồng ý, vì rõ ràng là Đường Chấn Huy sẽ không bao giờ từ chối được. Đúng là hậu sinh khả úy. Đường Chấn Huy chợt cảm khái rồi có chút chờ mong, đó là khi mà Vương Tử Quân tiến lên thay thế mình. Có phải khi đó Sầm Vật Cương còn giữ được tình huống như lúc này nữa không? Đấu tranh với một vị cán bộ trẻ tràn đầy tâm cơ thế này cũng không phải dễ, một núi không thể có hai hổ đấu với nhau chưa hẳn chỉ có một bị thương, cũng có thể là lưỡng bại câu thương, biết đâu đến khi đó Sầm Vật Cương sẽ nhớ đến thời của mình. Nhiều ý nghĩ lóe lên trong đầu Đường Chấn Huy, thế nhưng cuối cùng vẫn ngồi yên trên ghế. Lão ngồi đó nhìn phần văn kiện mà Vương Tử Quân đưa đến. Bây giờ đối phương cho mình cơ hội, mình dù thế nào cũng phải nắm bắt. Nếu như Đường Chấn Huy không nắm bắt được cơ hội này, như vậy một người như hắn chỉ là con rối bị Sầm Vật Cương áp chế nhiều năm. Lão cần phải để lại thanh danh, cần cho người ta thấy năng lực của mình là không thua kém Sầm Vật Cương. Danh tiếng của núi Thanh Hồ Sơn là rất nhỏ, cũng không nổi tiếng trong phạm vi vài chục km chung quanh, chính quyền định phương cũng không có ý nghĩ khai phá Thanh Hồ Sơn. Vì vậy nơi này vẫn giữ được đặc điểm sinh thái của mình, căn bản là hiếm có. Trên đỉnh núi đầy cây xanh, cây cối tùm, chim chóc cất tiếng hót vang trời, đại khái giống như đang ở trong một mảnh rừng rậm, một dòng suối nhỏ không biết điểm bắt đầu chảy qua vang lên những âm thanh róc rách, một khóm hoa rừng không biết tên đang trổ bông, mùi hương nhẹ nhàng khoan khoái bùng lên trong cánh mũi, mùi hương này làm cho lòng người cảm thấy thoải mái hơn. Nếu như không phải Vương Tử Quân đi theo chân Mạc lão gia tử, hắn căn bản không biết còn có một Thanh Hồ Sơn như vậy. Hắn ngẩng đầu nhìn mặt trời ấm áp, một cảm giác thoải mái lan truyền khắp toàn thân, thiên địa giống như đang dung hợp lại với nhau. Không gian yên tĩnh, con người sinh ra cảm giác không đề phòng, thật sự là chốn thế ngoại đào viên. Anh đang làm gì thế? Mạc Tiểu Bắc đi đến bên cạnh Vương Tử Quân. Lúc này nàng mặc một bộ trang phục bình thường thế nhưng không thể không che giấu được vẻ anh thư của mình, chẳng qua lúc này bộ dạng đi lại có chút thất tha thất thểu. Đang ngắm cảnh, nếu không phải ông giới thiệu thì anh thật sự không tin năm xưa bọn họ chiến đấu ở chỗ này. Vương Tử Quân chỉ vào một đỉnh núi cách đó không xa rồi cười nói, em có thể thấy được tình cảnh chiến đấu năm xưa không? Mạc Tiểu Bắc tuy không nói gì thế nhưng lại chảy nước mắt, Tử Quân. Em cảm thấy ông cố ý đi dạo khắp nơi một lượt, hành trình này làm cho em cảm thấy e ngại, giống như ông cụ đang đi khắp nơi để chào tạm biệt mọi người vậy. Mạc Tiểu Bắc không tiếp tục nói nữa, nước mắt tràn bờ mi.
Vương Tử Quân đưa mắt nhìn một Mạc Tiểu Bắc trước nay luôn lạnh lùng chợt trở nên như vậy, hắn không khỏi vỗ vỗ vai của nàng, sau đó khẽ an ủi, em đừng như vậy, ông nhìn thấy sẽ rất đau lòng. Ông cụ ôn lại kỷ niệm năm xưa và cảm thấy rất vui vẻ, chúng ta chỉ cần đi theo ông cụ là được. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng càng khóc càng dữ dội của Mạc Tiểu Bắc, hắn không khỏi kéo tay nàng rồi tiếp tục an ủi, anh hiểu tâm tình của em vào lúc này, ông cụ căn bản đang rất thoải mái, nếu em như vậy sẽ làm cho ông cảm thấy mất hứng. Mạc Tiểu Bắc khẽ gật đầu, nàng vùi đầu vào lòng Vương Tử Quân, sau đó ngước hai mắt đẫm lệ lên rồi dùng giọng chân thành nói, Tử Quân, em được gả cho anh, em cảm thấy như vậy là quá đủ rồi. Vương Tử Quân nhìn Mạc Tiểu Bắc với mái tóc hơi rối và ánh mắt đau thương, thế là không khỏi cảm thấy đau lòng. Vì ông cụ dạo này sức khỏe giảm sút thế nên Mạc Tiểu Bắc càng gầy gò hơn trước. Khi hai người Vương Tử Quân đang lẳng lặng hưởng thụ tình cảnh chỉ có hai người bên nhau, đúng lúc này những tiếng cười không chút lo lắng chợt vang lên. Tiểu Bảo Nhi làm gì mà vui vẻ như vậy? Mạc Tiểu Bắc cũng bị bừng tỉnh vì tiếng cười của con mình, thế là không khỏi nở nụ cười, Tiểu Bảo Nhi đi đến đâu cũng cố gắng tìm ra những điểm mới lạ quan trọng, nó đang cùng cháu của Hoàng Lão bắt cá, nó đề nghị chặn dòng suối nhỏ lại, sau đó dùng chậu tát nước ra ngoài. Vương Tử Quân cười ha hả nói, chúng ta đến xem thế nào. Bên một dòng suối cách đó không xa có hai đứa bé đã cởi dép toàn thân đầy mồ hôi, Tiểu Bảo Nhi với gương mặt sáng rỡ đang cầm chậu nhỏ tát nước. Vì tát hơi nhanh nên nước rơi hết lên đầu, thế nhưng nó vẫn không quan tâm mà tiếp tục làm việc. Dòng suối bị hai đứa nhỏ chặn lại đang đục ngầu, Vương Tử Quân thậm chí có thể thấy vài chú cá nhỏ thò đầu ra trong vũng nước đã khá cạn. Mạc Lão Gia Tử ngồi bên cạnh dòng suối đang chỉ huy hai đứa bé kia, cũng không quên cố gắng động viên. Khi thấy Mạc Tiểu Bắc và Vương Tử Quân đi đến thì ông cụ chỉ vào Tiểu Bảo Nhi rồi nói, Tiểu Bắc, cháu nhìn kìa. Năm xưa thể chất của cháu cũng được rèn luyện ở chỗ này đấy. Vương Tử Quân căn bản rất tôn trọng Mạc Lão Gia Tử, thế nhưng lúc này cũng không khỏi trợn trừng mắt. Hắn biết rõ khi còn nhỏ thì Mạc Tiểu Bắc đã đi theo Mạc Lão Gia Tử, tuy cũng khá dịu dàng thế nhưng ở phương diện huấn luyện thì bị Mạc Lão Gia Tử ép mạnh tay hơn cả đám con trai. Chương 1559, 2, về chốn cũ. Ông cụ, nếu không thì để cho Tiểu Bảo Nhi đi theo ngài rèn luyện vài năm nhé. Mạc Tiểu Bắc đi đến bên cạnh Mạc Lão Gia Tử rồi khẽ nói. Ha ha, Mạc Lão Gia Tử cười ha hả với lời đề nghị của Mạc Tiểu Bắc, sau đó lại khoát tay áo nói, lúc này cháu cũng không phải bận rộn giống như bố mẹ cháu năm xưa, thế nên tự mình dạy dỗ con cái thì hay hơn. Cháu nên dùng thủ đoạn của ông năm xưa để huấn luyện con trai thành một người đàn ông mạnh mẽ. Đàn ông phải đổ máu đổ mồ hôi không đổ lệ, rơi ra rất thịt nhưng không nản lòng, điều này cháu phải dạy nó cho tốt. Vương Tử Quân quát sát nhiều người, tuy Mạc Lão Gia Tử là một tồn tại làm cho hắn ngưỡng mộ, thế nhưng hắn vẫn giống như cảm thấy cảm xúc của ông cụ có chút biến hóa. Hắn có thể cảm nhận được cảm xúc của Mạc Lão Gia Tử lúc này là vui mừng và thất lạc. Mạc Lão Gia Tử vì sao lại từ chối lời đề nghị của Mạc Tiểu Bắc? Có phải là ông cụ đã biết thời gian cho mình không còn nhiều, cũng không còn thời gian để huấn luyện đứa chắt bảo bối kia nữa không? Vương Tử Quân thầm nghĩ như vậy thế nhưng ngoài miệng lại cười nói, trình độ của Tiểu Bắc kém hơn ngài, để cho cô ấy quản thì cũng không chất lượng như với ông được. Ông, cháu quyết định tước đoạt quyền lực của Tiểu Bắc, để cho ngài huấn luyện tiểu tử kia 4 năm, đủ để cho Tiểu Bảo Nhi kia có được lợi ích cả đời. Ha ha ha, chúng ta không nói đến phương diện này nữa. Tiểu Bảo Nhi nói hôm nay sẽ tát cá cho tôi ăn, hai anh chị cũng đừng cướp đoạt đấy nhé. Mạc Lão Gia Tử nhanh chóng thay đổi chủ đề, sau đó ngồi xuống một tảng đá rồi dùng giọng cảm khái nói, năm xưa tôi đã nhiều lần nếm thử cá trong dòng suối này, chỉ cần xuống suối bắt cá, lấy cây rừng chung quanh làm củi, bắt chảo lên là xong. Khi đó ăn món cá tươi thật sự làm cho người ta cảm thấy cực kỳ ngon miệng. Tút tút tút, chuông điện thoại vang lên. Vương Tử Quân cầm lấy điện thoại nhìn thoáng qua, người gọi đến là Triệu Hiểu Bạch. Hắn có chút do dự, sau đó cầm điện thoại đi về một bên. Bí thư Vương, tôi là Triệu Hiểu Bạch, tôi có chút công tác cần báo cáo với ngài. Triệu Hiểu Bạch ở đầu dây bên kia dùng giọng bình tĩnh nói. Bí thư Vương, hai ngày qua Chủ tịch Đường đi khảo sát thành phố Kim Hà trong tỉnh, anh ấy tiến hành phê bình công tác chuẩn bị của những thành phố này. Sáng hôm nay Chủ tịch Đường cho ra chỉ thị chi ra 50 triệu cho thành phố Kim Hồ.
Triệu Hiểu Bạch nói đến đây thì khẽ nói, tôi nghe nói số tiền còn lại thì chủ tịch Đường phân phối cho thành phố rừng mật 5 tỷ. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn đã sớm dự đoán được tình huống này, chỉ không ngờ Đường Chấn Huy làm trực tiếp như vậy, đã vung tay cho đi phần lớn số tiền kiếm được lần này. Chỉ còn lại số tiền 50 triệu để phân phối cho địa phương, số tiền này căn bản chỉ là nhét kẽ răng so với những người đang chầu trực nắm tài chính của tỉnh. Thế nhưng nếu như các thành phố khác có ý kiến thì cũng chỉ phải chịu đựng mà thôi, căn bản không có một ai dám trêu chọc để cho một người sắp rời khỏi chức vụ cảm thấy mất hứng. Vương Tử Quân gật đầu nói, à, còn chuyện gì khác không? Bí thư Vương, cũng không có chuyện gì khác. Triệu Hiểu Bạch nói xong thì dùng giọng trần trờ nói, Bí thư Vương, khi nào thì ngài về, tôi sẽ đi đón ngài. Điều này khó mà nói trước được, khi nào tôi về sẽ gọi điện thoại cho cậu. Vương Tử Quân thật sự có chút tán thưởng câu nói sau của Triệu Hiểu Bạch, dù giọng điệu của đối phương có chút đông cứng thế nhưng vẫn xem như có cầu tiến. Vương Tử Quân ném quyền phân phối số tài chính được sử dụng cho Đường Chấn Huy, nhanh chóng đẩy phiền toái ra khỏi người mình. Đường Chấn Huy căn bản cũng muốn nhanh chóng thể hiện sự hiện hữu của mình với tỉnh Mật Đông, thế cho nên mới không từ chối mà nhanh chóng tiếp nhận phần quà tặng này của Vương Tử Quân. Chỉ là Vương Tử Quân không ngờ Đường Chấn Huy lại có thủ đoạn lợi hại như vậy, có khí phách như thế. Đường Chấn Huy có thể sử dụng thủ đoạn mạnh mẽ như vậy, căn bản có thể thấy được oán khí lớn thế nào trong lòng của Chủ tịch Đường. Vương Tử Quân thầm suy nghĩ về thế cục ở tỉnh Mật Đông, hắn thật sự cảm thấy rất cảm khái. Ôi, một con cá lớn! Tiếng kêu vui sướng của Tiểu Bảo Nhi làm cho Vương Tử Quân chợt bừng tỉnh, hắn nhìn lại. Chợt thấy Tiểu Bảo Nhi đang dùng bàn tay mập mạp của mình giữ lấy một con cá chép dài hơn 10 phân, gương mặt nhỏ nhắn cực kỳ mừng rỡ. Vương Tử Quân nhìn nụ cười sáng lạn của con trai, hắn không khỏi cười theo. Lần này Vương Tử Quân đi theo Mạc Lão Gia Tử về thăm chốn cũ, vốn nghĩ tránh các tranh chấp trong tỉnh Mật Đông, thế nhưng ngay ngày hôm sau hắn vừa mới đánh răng rửa mặt chuẩn bị ăn sáng thì thấy có vài chiếc xe Việt dã chạy đến. Khi xe Việt dã chạy đến thì có vài người đàn ông mặc quân trang thế nhưng vì ngại người ta nhìn vào mà không đeo quân hàm đi xuống xe, trong đám người này có già có trẻ thế nhưng ai cũng là người to cao, ánh mắt nhạy cảm. Vương Tử Quân dù là chồng của Mạc Tiểu Bắc thế nhưng cũng không có tiếp xúc quá nhiều với bạn bè người thân của Mạc gia, mặc dù có nhiều thời điểm hắn gặp mặt nhiều người, thế nhưng hai bên chỉ là quen mặt nhau mà thôi. Khi hắn cho rằng đám người đến đây đều rất xa lạ với mình. Thế nhưng một gương mặt chất phác xuất hiện làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc. Vương Tử Quân vội vàng xoa xoa tay, hắn nhanh chóng tiến lên chào đón. Hắn chào hỏi người đàn ông mặc quân phục trước mặt, sau đó chào người đứng phía sau, chào Tư lệnh Tần. Tần Điền Cương khẽ cười cười với Vương Tử Quân, sau đó bắt tay Vương Tử Quân rồi khẽ nói biết thủ trưởng đang ở nơi này nên lãnh đạo quân khu đến thăm, tôi xem như được hưởng hào quang từ anh, thế nên được đặc biệt gọi đến. Tuy Tần Điền Cương là lãnh đạo phân khu tỉnh Mật Đông thế nhưng lại là một trong 7 phân khu của quân khu, hắn có thể tiến lên làm lãnh đạo phân khu tất nhiên phải được lãnh đạo quân khu xem trọng. Vương Tử Quân cười cười bắt tay thật chặt với Tần Điền Cương. Sau khi Vương Tử Quân đi vào tỉnh Mật Đông thì đã vài lần gặp mặt Tần Điền Cương, người này luôn bảo trì truyền thống, chỉ cần có hội nghị thường ủy tỉnh ủy, chỉ cần không liên quan đến mình đều không chịu mở miệng. Dù khi giơ tay biểu quyết thì bình thường hay đi theo dòng chảy của Sầm Vật Cương. Hai người Vương Tử Quân và Tần Điền Cương có quan hệ khá bình thường, nhưng bây giờ thấy Tần Điền Cương xuất hiện trong đám người đến thăm Mạc Lão Gia Tử, Vương Tử Quân chợt biết rõ đây là cơ hội tốt cho mình kéo gần quan hệ với Tần Điền Cương. Sau khi đám người đi vào trong nhà, Mạc Lão Gia Tử nói cười vui vẻ với hai người quân nhân hơn 60 tuổi, căn bản rất thoải mái vui vẻ. Mạc Tiểu Bắc đến châm trà. Nhà nông cũng không có nhiều ly uống nước, hơn nữa người đến quá nhiều thế nên chỉ có thể dùng chén thay thế mà thôi. Nhưng phương pháp nguyên thủy và mộc mạc này lại làm cho cảm hứng của Mạc Lão Gia Tử tăng vọt, bầu không khí càng thêm vui vẻ hơn. Chương 1560, một tôn trọng giúp đỡ tôi. Vương Tử Quân không chen lời vào tình huống này, hắn chú ý quan sát mọi người chung quanh, mà lực chú ý của hắn chủ yếu đặt lên người của Tần Điền Cương. Mặc dù Tần Điền Cương là một người có thể dậm chân gây địa chấn ở Mật Đông, thế nhưng lúc này đối với những người đang có mặt ở đây thì Tần Điền Cương chỉ là một kẻ tiểu bối mà thôi, dưới tình huống bình thường thì Tần Điền Cương sẽ không nói lời nào. Tử Quân,
những người này đều là trưởng bối của cậu, cậu mau đến đây ra mắt. Khi Vương Tử Quân đang suy nghĩ về những tính toán của Mạc Lão Gia Tử, đúng lúc này Mạc Lão Gia Tử đã lên tiếng. Vương Tử Quân đã kết hôn nhiều năm với Mạc Tiểu Bắc, thế nhưng những trường hợp ra mặt như thế này là không nhiều. Hắn thấy Mạc Lão Gia Tử tỏ ra chính trọng như vậy, thế là không khỏi có chút sững sốt, sau đó nhanh chóng đi đến. Trong mắt những người được Mạc Lão Gia Tử nói là trưởng bối căn bản không quá xa lạ gì Vương Tử Quân, dù sao trong quá trình làm quan Vương Tử Quân vẫn luôn là một ngôi sao lóa mắt. Dù người này đi đến địa phương nào cũng được coi là một nhân vật không tầm thường. Thủ trưởng, Tử Quân thật sự rất tốt, năm trước tôi đi đến Nam Giang học tập, anh Mộc bên kia cực kỳ tán thưởng Tử Quân, anh ấy nói Tử Quân đã làm được không ít việc hiện thực cho tỉnh. Thực tế khi mà virus dịch bệnh kia bùng phát thì Tử Quân càng có biểu hiện tuyệt vời. Dựa theo lời của anh Mộc, anh ấy cực kỳ hy vọng Tử Quân có thể tiến thêm một bước ở Nam Giang. Ông lão có mái tóc hoa râm ngồi bên trái Mạc Lão Gia Tử chợt lên tiếng. Ông lão nói lời này thì người ngồi bên phải Mạc Lão Gia Tử cũng mở miệng, đúng vậy, Tử Quân còn quá trẻ, nếu không với công lao kia chỉ sợ đã tiến lên làm lãnh đạo đứng đầu tỉnh rồi, mà chuyện này cũng không có gì là quá. Nếu như là trước kia nghe người ta tán thưởng về Vương Tử Quân như vậy thì Mạc Lão Gia Tử sẽ nhất định mở miệng ngăn đón, thế nhưng lúc này ông cụ lại không ngăn đón, ngược lại còn cười híp mắt nói, các cậu khích lệ như vậy là hơi quá, nhưng Tử Quân thật sự không tệ. Cậu ấy còn trẻ, sau này còn cần các vị trưởng bối như các cậu quan tâm giúp đỡ một chút. Bữa cơm trưa chỉ là các món thôn quê đơn giản, có món gà rừng mua được của người trong núi, hơn nữa chủ cho thuê nhà còn bán cho một chân lợn rừng, đủ để kiến tạo một bữa tiệc nhỏ. Rượu được khách mang đến, tuy không đóng gói nhưng mùi rượu rất nồng, Mạc Lão Gia Tử nhiều ngày không uống rượu, bây giờ cũng rót cho mình một ly. Nào, chúng ta cùng nâng cốc. Mạc Lão Gia Tử là người đầu tiên cầm ly rượu đứng lên nói. Mạc Tiểu Bắc đứng lên cạnh Mạc Lão Gia Tử nhanh chóng đưa mắt nhìn Vương Tử Quân, thế nhưng nàng vẫn nhịn được mà không nói lời nào. Bác sĩ đứng ở phía xa có chút do dự, thế nhưng cuối cùng vẫn đứng yên tại chỗ. Mạc Lão Gia Tử uống rượu, Vương Tử Quân là cháu rể tất nhiên không thể không uống. Tuy người trẻ tuổi nhất nơi này là Tần Điền Cương cũng đã hơn 50. Thế nhưng Vương Tử Quân vẫn không thể không thừa nhận mình còn trẻ và uống quá kém. Vương Tử Quân nhớ loáng thoáng Mạc Lão Gia Tử nói chuyện gì đó với một ai, sau đó hắn căn bản ngã gục. Khi hắn tỉnh lại trong mơ thì đèn đã được thắp lên, lúc này Mạc Tiểu Bắc đang dựa người vào bàn, nàng đang khóc. Cả nhà Vương Tử Quân cùng Mạc Lão Gia Tử ở lại nơi này 10 ngày, sau đó Vương Tử Quân đưa ông cụ về thủ đô, cuối cùng lên máy bay đi về thành phố rừng mật. Khi hắn đi ra khỏi cửa dành cho khách quý, hắn thấy đám người Trương Tề Bảo và Triệu Hiểu Bạch đang đứng chờ mình. Bí thư Vương, giám đốc Triệu của sân bay còn nói chỉ sợ máy bay đến vào buổi tối, thế nhưng không ngờ chúng tôi lại đến đúng giờ, xem ra có ngài ngồi lên máy bay thì thời gian lại khác hẳn. Trương Tề Bảo nhanh chóng đi đến bên cạnh Vương Tử Quân, hắn mở miệng khẽ nói lời nịnh nọt. Trương Tề Bảo mở miệng nói như vậy không khỏi làm cho Vương Tử Quân cười lên ha hả. Hắn tiện tay đưa hành lý của mình cho Triệu Hiểu Bạch, sau đó chậm rãi đi ra. Xe dừng lại bên ngoài cửa dành cho khách quý, sau khi Vương Tử Quân lên xe thì Trương Tề Bảo bắt đầu báo cáo những công tác trong vài ngày vừa qua, cũng không quên báo cáo những văn kiện mà Vương Tử Quân cần ký tên. Sau đó Trương Tề Bảo khẽ lên tiếng, Bí thư Vương, hai ngày trước tổ chức hội nghị văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Đường đứng lên thúc đẩy phương án nhất thể hóa thành phố rừng mật. Yêu cầu ban ngành giao thông nhanh chóng cho ra những quy hoạch tốt với thành phố rừng mật. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, tâm tư chuyển đến phương diện nhất thể hóa thành phố rừng mật, đó chính là kết hợp thành phố rừng mật và thành phố Kim Hà, để cho hai thành phố này thể hiện ưu thế góc bù, do đó có thể trở thành trung tâm phát triển kinh tế của tỉnh. Phương án nhất thể hóa thành phố rừng mật được đưa ra khi mà Đường Chấn Huy đi đến nhận công tác ở tỉnh Mật Đông, thế nhưng khi mà địa vị của thành phố Linh Long càng thêm quan trọng, phương diện nhất thể hóa này lại không được quá nhiều người chú trọng. Lúc này Đường Chấn Huy lại nói ra phương án này, đó căn bản là một sự biểu hiện thái độ. Năm xưa Đường Chấn Huy đã thất bại thảm hại, bây giờ lão lại nhắc đến nó, chính là muốn thể hiện quyết tâm của mình. Đường Chấn Huy làm ra những hành động như vậy nhìn giống như có chút lỗ mãng, thế nhưng thực tế lại thông qua thủ đoạn này để biểu hiện thái độ của mình.
đó là chính Vương Tử Quân nếu muốn đắc lợi khi chạy qua lại giữa hai người Đường Sầm thì căn bản là không dễ dàng. Vương Tử Quân cũng căn bản có dự đoán về tình huống này, trước khi tuyển cử xảy ra thì Sầm Vật Cương sẽ tuyệt đối không quá làm khó cho mình, như vậy đối với hắn cũng không có gì là tốt. Nhưng nếu mình được Đường Chấn Huy giúp đỡ, như vậy công tác sau này sẽ không bao giờ được Sầm Vật Cương ra tay chèo chống. Trong đầu Vương Tử Quân lóe lên nhiều ý nghĩ, đúng lúc này điện thoại trong tay Triệu Hiểu Bạch chợt vang lên. Triệu Hiểu Bạch nhìn qua dãy số gọi đến, hắn trầm giọng nói với Vương Tử Quân, Bí Thư Vương, là điện thoại của Chủ tịch Đường. Vương Tử Quân nhận lấy điện thoại trong tay của Triệu Hiểu Bạch, điện thoại vừa nối thông thì đã nghe thấy bên trong vang lên giọng nói của Đường Chấn Huy, Bí Thư Tử Quân phải không? Chào Chủ tịch Đường, tôi là Vương Tử Quân. Sau khi điều chỉnh tâm tình của mình thì Vương Tử Quân trầm giọng đáp lời Đường Chấn Huy. Giọng nói của Đường Chấn Huy cực kỳ bình thản và trầm ổn, chợt nghe thấy Chủ tịch Đường cười nói, nghe nói anh và thủ trưởng đi đến địa phương chiến đấu năm xưa, điều này là rất tốt. Năm xưa thủ trưởng chiến đấu vất vả, bây giờ đi đến chốn cũ không những có lợi cho phương diện rèn luyện sức khỏe, còn có thể làm cho tâm tình người ta thả lỏng hơn. Anh đấy, thế nào lại đến nhận công tác sớm như vậy? Theo tôi thì anh nên bỏ thêm chút thời gian nữa ở bên cạnh thủ trưởng. Chương 1562, tôn trọng giúp đỡ tôi. Vương Tử Quân liên tục cảm tạ những lời nói thân mật của Đường Chấn Huy. Sau khi nói vài câu hỏi thăm tình hình sức khỏe của Mạc Lão Gia Tử, Đường Chấn Huy chợt trầm giọng nói, Bí Thư Tử Quân, anh có bận rộn gì không? Lát nữa anh đến Mạc Mai Trai một chuyến, chúng ta vừa uống trà vừa nói chuyện. Vương Tử Quân căn bản không biết Mạc Mai Trai là nơi nào, thế nhưng hắn vẫn sảng khoái đồng ý với lời mời của Đường Chấn Huy. Thư ký trưởng Tề bảo, anh biết Mạc Mai Trai ở đâu không? Sau khi đặt điện thoại xuống thì Vương Tử Quân quay sang hỏi Trương Tề Bảo. Sau khi hai bên tiếp xúc với nhau càng nhiều thì Vương Tử Quân phát hiện thư ký trưởng Trương Tề Bảo căn bản là một người cực kỳ rành giỏi về thành phố rừng mật và thậm chí là tỉnh Mật Đông, hầu như không có gì không biết, thế nên hắn tự mình tạo nên thói quen có chuyện gì thường hay hỏi Trương Tề Bảo. Trương Tề Bảo cũng cảm nhận được thói quen này của Vương Tử Quân. Hắn có thể nói cảm thấy cực kỳ vui mừng. Dù sao thì thói quen này gia tăng cũng làm tăng tiến địa vị của hắn trong lòng Vương Tử Quân. Có thể làm cho lãnh đạo khi nào cũng nghĩ đến mình, như vậy căn bản là thành công lớn. Bí Thư Vương, Mạc Mai Trai là một quán trà có bầu không khí rất tốt được Chủ tịch Đường rất thích, anh ấy thường hay uống trà ở nơi này. Trương Tề Bảo nói xong thì nhanh chóng chỉ đường cho lái xe. Nhưng khi Vương Tử Quân đi đến quán trà Mạc Mai Trai thì điện thoại lại vang lên. Hắn cầm điện thoại nhìn thoáng qua màn hình, đó là số điện thoại đến từ khu văn phòng của Sầm Vật Cương. Hắn trầm ngâm giây lát, sau đó nhanh chóng nghe máy. Sầm Vật Cương cũng quan tâm đến sức khỏe của Mạc Lão Gia Tử giống hệt như Đường Chấn Huy, thế nhưng lời nói của Sầm Vật Cương căn bản là cực kỳ ẩn giấu. Lão cũng nói rằng nếu như sức khỏe của Mạc Lão Gia Tử bên kia không tốt, như vậy Vương Tử Quân có thể nghỉ vài ngày để ở bên cạnh thủ trưởng. Vương Tử Quân tiến hành cảm ơn những lời thăm hỏi của Sầm Vật Cương, sau đó Sầm Vật Cương chợt nói, Bí Thư Tử Quân, khi anh đi làm thì đến phòng làm việc của tôi một chuyến, tôi có chuyện cần thương lượng với anh. Sầm Vật Cương nói ra những lời này và Vương Tử Quân hiểu rõ ràng, khoảnh khắc này tâm tư của hắn chợt phát sinh giao chiến. Hắn vừa xuống máy bay thì Sầm Vật Cương gọi điện thoại đến. Đây rõ ràng là Sầm Vật Cương đang lấy lòng mình, chỉ cần mình tiếp nhận lời nói của Bí Thư Sầm, sau này đường phát triển của mình ở Mật Đông là cực kỳ bằng phẳng. Nhưng nếu Vương Tử Quân tiếp nhận ý tốt của Sầm Vật Cương, đây rõ ràng là một sự phản bội với Đường Chấn Huy. Tuy hai người không có giao ước gì, thế nhưng khi mà mình giao khoản tiền kia cho Đường Chấn Huy, ý nghĩa của nó đã quá rõ ràng đối với những người có ánh mắt sáng suốt. Nếu Vương Tử Quân đi về phía Sầm Vật Cương, như vậy Đường Chấn Huy sẽ lại ngã đau một lần nữa. Tuy Đường Chấn Huy có ngã đau một lần nữa cũng không là vấn đề, chẳng qua thanh danh của Vương Tử Quân sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Tuy nhiều người nói quan trường khi mà hai bên động binh đao thì khó thể nói đến phương diện nhân nghĩa, thế nhưng miệng lưỡi người đời luôn đáng sợ, khi thanh danh làm người hai mặt của anh truyền ra ngoài, chỉ sợ con đường phát triển của anh sau này càng thêm khó khăn. Vương Tử Quân cho ra sự lựa chọn của mình. Hắn tiến về phía trước. Hắn đi theo Sầm Vật Cương thì sẽ có con đường bằng phẳng, thế nhưng nếu muốn đi được xa thì càng thêm khó khăn.
Hơn nữa sau khi tiếp nhận sự sắp xếp của Sầm Vật Cương, chỉ sợ tính tự chủ của hắn sau này còn thấp hơn cả Đường Chấn Huy. Vương Tử Quân đi vào Mật Đông và không chuẩn bị đối kháng với Sầm Vật Cương, thế nhưng hắn là người tiếp nhận vị trí của Đường Chấn Huy, hắn tuyệt đối không cho phép tương lai mình sẽ rơi vào hoàn cảnh xấu hổ như của Đường Chấn Huy. Sau này hắn là người đứng đầu chính quyền tỉnh, hắn cần phải ép Sầm Vật Cương tôn trọng chính mình. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, Vương Tử Quân cười nói, Bí thư Sầm, tôi vừa xuống máy bay, anh xem thế này có được không, ngày mai đi làm tôi sẽ đến phòng làm việc của ngài. Được, tôi chờ anh. Sầm Vật Cương giống như không chút mất hứng sau khi nghe thấy lời từ chối của Vương Tử Quân, lão vẫn mỉm cười nói. Vương Tử Quân không tin Sầm Vật Cương không hiểu được nguyên nhân mình từ chối, thế nhưng sự việc phát triển đến hiện tại thì hắn đã không còn lựa chọn nào khác. Từ khi hắn đi vào tỉnh Mật Đông thì Sầm Vật Cương luôn cho ra biểu hiện cực kỳ giúp đỡ, thế nhưng nhìn vào những phương diện sắp xếp công tác như vậy thì Vương Tử Quân hiểu ra vấn đề, đó là Sầm Vật Cương đang muốn dùng phương thức kia để tiến hành đưa mình lên bia. Tình huống ngắm bắn này chỉ có thể hiểu mà không thể nói ra. Hơn nữa dù anh có nói ra thì cũng không nên lời. Người ta đặt trọng trách lên người anh, như vậy là xem trọng anh, thế nên anh không thể nói là làm càng nhiều việc thì càng đắc tội nhiều người được. Vì vậy Vương Tử Quân luôn tạo ra cơ hội cho mình, khi hắn ném công tác phân chia tài chính cho Đường Chấn Huy, đó là cơ hội hắn tự tạo ra cho mình. Đường Chấn Huy trước nay luôn trầm tích đã nhận được sự cổ động, như vậy áp lực trên người Vương Tử Quân sẽ giảm xuống hơn phân nửa. Tuy Đường Chấn Huy có thể nhìn ra được mục đích của mình, thế nhưng lão vẫn phải tiếp nhận phần lễ vật này. Đường Chấn Huy ra tay sẽ làm cho Sầm Vật Cương cảm nhận được nguy cơ, vì vậy Sầm Vật Cương phải ném cành ô liu cho mình, cố gắng muốn áp chế xúc động hiện tại của Đường Chấn Huy. Sao có thể áp chế được? Nếu đã lựa chọn như vậy thì căn bản không thể để cho nó bị ép xuống. Trong đầu Vương Tử Quân lóe lên ý nghĩ như vậy, hắn khẽ thở dài một hơi. Mặc Mai Trai cũng không quá lớn thế nhưng lại có hoàn cảnh trang nhã. Khi Vương Tử Quân đi lên lầu thì thấy thư ký của Đường Chấn Huy chờ sẵn, khi thấy Vương Tử Quân thì người này cũng không nói nhiều, chỉ bắt chuyện một câu, sau đó đưa Vương Tử Quân đi vào. Trong một gian phòng thanh nhã yên tĩnh của quán trà Mặc Mai Trai, Đường Chấn Huy đang thản nhiên uống trà, khi thấy Vương Tử Quân đi vào thì cười nói, Tử Quân, mời anh đến nếm thử, trà nơi đây rất ngon. Đặc biệt là trà lấy từ Thập Vạn Đại Sơn là thứ không nơi đâu so sánh được. Vương Tử Quân ngồi xuống đối diện với Đường Chấn Huy, hắn nâng ly trà được nhân viên đưa đến rồi khẽ uống một ngụm. Hắn cảm thấy một mùi hương thơm mát nhộn nhạo trong miệng truyền xuống tận bụng. Trà ngon, nếu sớm biết thành phố rừng mật có một địa điểm tốt như thế này, dù thế nào thì tôi cũng phải đến thường xuyên hơn. Vương Tử Quân đặt ly trà xuống rồi dùng giọng cảm khái nói. Chương 1561 một tiến có thể công, lùi có thể thủ. Đường Chấn Huy cười cười phất phất tay cho nhân viên pha trà đi ra, sau đó cười nói, Bí thư Tử Quân, lần này mời anh đến là tôi muốn nói về công tác sắp xếp phân phối tài chính, hơn nữa còn có chuyện cần thương lượng với anh. Chủ tịch, phải là tôi báo cáo với ngài về việc phân chia tài chính mới đúng, ngài nói như vậy làm tôi không biết làm sao cho phải, thật sự là được sủng ái mà kinh hoàng. Vương Tử Quân châm đầy ly trà cho Đường Chấn Huy, sau đó hắn khẽ nói. Tuy Vương Tử Quân khách khí như vậy nhưng Đường Chấn Huy vẫn nói rõ tình huống phân phối tài chính. Tuy lão biết rõ Vương Tử Quân đã biết rõ ràng chuyện này, thế nhưng vẫn phải lên tiếng. Sau khi nói xong thì lão thay đổi chủ đề, Chủ tịch Tử Quân, anh mới đến Mật Đông một thời gian ngắn, anh có phát hiện ra bố cục phát triển kinh tế của tỉnh chúng ta căn bản là không hợp lý hay không? Tôi thấy chúng ta nên tiến hành điều chỉnh một chút thì hay hơn. Vương Tử Quân có thể hiểu rõ điều chỉnh trong miệng Đường Chấn Huy có nghĩa là gì, hắn đã đi đến đây tất nhiên sẽ không dội gáo nước lạnh lên đầu Đường Chấn Huy. Hắn trầm ngâm giây lát rồi cười nói, Chủ tịch, tôi cảm thấy cần phải điều chỉnh, quan trọng nhất là phải cho ra một phương án có luận chứng khoa học, sẽ được thông qua ở Hội nghị Thường vụ Ủy ban Nhân dân tỉnh, sau đó đưa ra nghiên cứu ở Hội nghị Thường ủy. Mặc dù trước khi gặp mặt thì Đường Chấn Huy nắm chắc rằng Vương Tử Quân sẽ ở bên phía mình, thế nhưng lúc này sau khi nghe Vương Tử Quân tỏ thái độ thì lão không khỏi thở dài một hơi. Dù sao thì sự giúp đỡ của Vương Tử Quân với lão là cực kỳ quan trọng. Không có sự giúp đỡ của Vương Tử Quân thì Đường Chấn Huy vẫn là một bước khó đi giống như cũ. Tuy Vương Tử Quân là một người mới đến,
vị trí còn chưa ổn định, thế nhưng nếu so với hại vị chủ tịch tiền nhiệm trước đó, nhìn từ phương diện lực hiệu triệu thì Vương Tử Quân căn bản thật sự mạnh mẽ hơn một vị chủ tịch sắp về hưu như Đường Chấn Huy. Ha ha ha, Bí thư Tử Quân nói đúng, đây là một phần tư liệu của phòng nghiên cứu chính sách, anh cứ nhìn qua rồi xem thế nào. Đường Chấn Huy nói rồi lấy từ trong cặp của mình ra một phần văn kiện đưa cho Vương Tử Quân. Vương Tử Quân tiếp nhận văn kiện nhìn thoáng qua, chợt thấy bên trên có viết, về việc thúc đẩy nhất thể hóa thành phố rừng mật, xúc tiến xây dựng thành phố trung tâm của tỉnh Mật Đông. Vương Tử Quân vừa nhìn qua tiêu đề thì đã hiểu ngay nội dung của nó. Nhưng Vương Tử Quân thật sự có vài phần bội phục Đường Chấn Huy, người này nói ra ý nghĩ của mình, lại để cho phòng nghiên cứu chính sách cho ra phương án báo cáo, điều này càng dễ dàng tạo nên cơ sở để chính mình rút lui khỏi chức vụ. Tôi đã nghiên cứu về văn kiện này, bên trong đã nói rất rõ ràng, đó là dùng thành phố rừng mật để kéo thành phố Kim Hà phát triển, do đó hình thành một trung tâm kinh tế, có tác dụng rất lớn đến sức cạnh tranh và khả năng phát triển của một thành phố vững mạnh. Đường Chấn Huy cũng không chờ Vương Tử Quân xem xong mà nói ngay. Vương Tử Quân buông văn kiện ra rồi nói, Chủ tịch Đường, những sự kiện điều chỉnh hai thành phố thế này thì tôi nghĩ nên trưng cầu ý kiến của hai địa phương này cái đã. À, hai ngày trước tôi đã đàm đạo với các vị lãnh đạo chịu trách nhiệm ở thành phố Kim Hà, bọn họ đều cực kỳ chờ mong với phương án nhất thể hóa của tỉnh. Đường Chấn Huy đưa mắt nhìn Vương Tử Quân, trong ánh mắt có vài phần bình thản. Phương diện nhất thể hóa rừng mật, Vương Tử Quân cảm thấy điều quan trọng là thái độ của thành phố rừng mật. Dù sao thì rừng mật cũng là tỉnh thành, tốc độ phát triển kinh tế và lực ảnh hưởng chính trị căn bản không phải là thứ mà thành phố Kim Hà có thể so sánh được. Nếu thành phố rừng mật đồng ý với sách lược phát triển này, như vậy sẽ tạo nên lực thúc đẩy và chèo chống rất lớn. Đường Chấn Huy có quan hệ rất tốt với bí thư Kim Chính Thiện của thị ủy rừng mật. Điều này quyết định hai người kia sẽ có mối liên hệ tốt ở sự kiện này. Đường Chấn Huy chỉ nói ra một nửa, Vương Tử Quân nghe và hiểu, đó chính là sự việc này giao cho mình đi làm. Vương Tử Quân căn bản không từ chối, hắn cảm thấy phương án nhất thể hóa rừng mật không những có thể chèo chống cho phương diện điều chỉnh kết cấu kinh tế trong tỉnh Mật Đông, còn đánh vỡ thế cục chính trị lúc hiện tại. Chỉ khi nào Đường Chấn Huy cho ra tác dụng, như vậy hắn là người nối nghiệp mới hy vọng có được một phương hướng phát triển công tác ổn thỏa. Biết đâu thông qua Đường Chấn Huy thì Vương Tử Quân cũng có được một cơ hội ma sát với Sầm Vật Cương. Sau khi hai bên tiến hành xâm nhập trao đổi về phương án nhất thể hóa rừng mật thì Vương Tử Quân và Đường Chấn Huy ăn ý rời khỏi quán trà Mạc Mai Trai. Vương Tử Quân lên xe rồi liên tiếp sắp xếp với Triệu Hiểu Bạch đang ngồi phía trước. Hiểu Bạch, cậu liên hệ với Bí Thư Kim. Để xem Bí Thư Kim có thời gian rảnh không? Tôi cần gặp mặt anh ấy. Thật lòng thì Triệu Hiểu Bạch căn bản có chút chờ mong và không tình nguyện với phương diện Vương Tử Quân gặp mặt Kim Chính Thiện. Chờ mong là vì hắn có thể gia tăng trọng lượng của mình trong mắt Bí Thư Vương, hắn không tình nguyện là vì chẳng muốn biểu hiện tình huống mình chỉ là một đứa bé trong gia đình Kim Chính Thiện với Vương Tử Quân. Sau khi gọi điện thoại nói vài câu thì Triệu Hiểu Bạch khẽ báo cáo với Vương Tử Quân, Bí Thư Vương. Bí Thư Kim mời ngài dùng cơm tối ở khách sạn Minh Phú. Tôi nhất định sẽ đến. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi dùng giọng kiên định nói. Vương Tử Quân quay về căn hộ của mình ở khu nhà dành cho cán bộ tỉnh ủy, hắn thu dọn đơn giản, sau đó rót cho mình một ly trà để chậm rãi thưởng thức. Bây giờ hắn cần làm tốt công tác phối hợp với Đường Chấn Huy và Kim Chính Thiện, như vậy phương diện sinh thái chính trị ở tỉnh Mật Đông sẽ có chút chuyển biến. Nhưng nhìn từ góc độ của Sầm Vật Cương, Bí Thư Sầm sẽ không có phản ứng nào để tiếp nhận tình huống này sao? Vương Tử Quân không dám xác định điều này. Nhưng dù là Sầm Vật Cương tỏ thái độ gì thì Vương Tử Quân đều phải đi theo hướng như vậy. Nếu không thực hiện phương án này, như vậy sau khi Đường Chấn Huy rời đi thì Vương Tử Quân căn bản sẽ tiến lên cực kỳ khó khăn. Nhưng Sầm Vật Cương dù sao cũng là lãnh đạo đứng đầu Mật Đông, khi thấy có người không đồng ý với chính kiến của mình. Tuy không thể ồn ào náo loạn thế nhưng cũng không thể bỏ qua. Biểu hiện bên ngoài tất nhiên phải là cực kỳ tốt đẹp, gặp mặt nhau phải cười tủm tỉm, thế nhưng Vương Tử Quân cảm thấy nếu có người đi ngược lại suy tư của Bí Thư Sầm, nếu vui vẻ tiếp nhận thì rõ ràng là quá khó khăn. Lúc này Vương Tử Quân đi trong quan trường mà không còn tỏ ra cực kỳ có cá tính như trước. Một vị chính trị gia trưởng thành thì đầu tiên phải là cao thủ giỏi khống chế nhân tình. Vương Tử Quân có được cơ sở tốt đẹp của Đường Chấn Huy,
hắn không những có thể dùng nó để đối phó với Sầm Vật Cương, còn có thể thu dụng những thành viên tổ chức mà Đường Trấn Huy để lại. Khi Vương Tử Quân tiếp nhận vị trí của Chủ tịch Đường Trấn Huy, khi đó cho dù Sầm Vật Cương có bất mãn với hắn, như vậy cũng phải chấp hành chỉ thị của thượng cấp, đảm bảo mình không có vấn đề gì khi xảy ra tuyển cử trong Hội đồng Nhân dân. Dù sao thì chuyện tuyển cử lên Chủ tịch tỉnh quan trọng với Vương Tử Quân, hơn nữa Sầm Vật Cương lại là người chịu trách nhiệm chủ yếu, nếu như tuyển cử có vấn đề thì lãnh đạo thượng cấp sẽ hoài nghi năng lực khống chế của Bí thư Sầm. Đường Trấn Huy, Kim Chính Thiện, hơn nữa còn có cả chính mình, có lẽ Sầm Vật Cương sẽ ẩn giấu lại một chút. Chương 1561 2 Tiến có thể công, lùi có thể thủ. Khi Vương Tử Quân đang suy nghĩ đến những vấn đề này thì điện thoại đặt trên bàn chợt vang lên. Hắn nhìn thoáng qua màn hình điện thoại, sau đó chợt cười nói, chào trưởng phòng Uông, lúc này ngài gọi điện thoại có gì cần dặn dò sao? Ha ha, Bí thư Vương, tôi nào dám dặn dò với anh. Tôi biết ngài vừa từ thủ đô quay về, thế nên đặc biệt gọi điện thoại thăm hỏi một phen. Uông Thanh Minh nói đùa hai câu thì khẽ nói, hôm nay tôi có đến phòng làm việc của Bí thư Sầm. Vẻ mặt của anh ấy cũng không được tốt. Vương Tử Quân cười cười cũng không phát biểu ý kiến gì về chuyện này, hắn tuy chú ý đến vẻ mặt của Sầm Vật Cương, thế nhưng cũng không quá chú ý, chủ yếu là hắn quan tâm đến thái độ của Uông Thanh Minh. Lúc này Uông Thanh Minh gọi điện thoại đến, có phải là đang nghĩ xem trong thời gian sắp tới Vương Tử Quân có còn là minh hữu của mình hay không? Cảm ơn sự quan tâm của trưởng phòng Uông, vài ngày nữa có thời gian tôi sẽ mời trưởng phòng Uông vài ly. Tốt quá, tôi thì bất cứ lúc nào cũng chờ lời kêu gọi từ Bí thư Vương. Uông Thanh Minh cũng không từ chối mà mỉm cười đồng ý. Sau khi nói thêm vài câu thì hai người cúp điện thoại, Vương Tử Quân đặt điện thoại xuống rồi đi qua đi lại trong phòng, trong lòng thầm nghĩ đến những biến hóa của thế cục hiện tại. Tuy sự biến đổi này làm cho hắn cảm thấy khó khống chế, thế nhưng biến động vẫn tốt hơn so với không thay đổi gì. Thời gian nhanh chóng trôi qua, đã đến 6 giờ. Vương Tử Quân nghĩ đến lời mời của Kim Chính Thiện và định đi ra ngoài. Hắn còn chưa ra khỏi cửa thì điện thoại vang lên. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua màn hình điện thoại, người gọi đến là Thành Nghiên Tuệ. Hắn do dự giây lát rồi nghe máy. Chào Bí thư Vương, tôi là Thành Nghiên Tuệ. Điện thoại vừa nối thông thì đầu dây bên kia truyền đến giọng nói có chút không yên của Thành Nghiên Tuệ. Vương Tử Quân cười cười nói, bạn học cũ, cô cũng đừng gọi tôi như vậy. Xưng hô như vậy không phải là quá xa lạ sao? Thành Nghiên Tuệ bên kia khẽ cười, nàng không nói gì. Vương Tử Quân lại cười, lúc này cô gọi điện thoại cho tôi, có phải là có chuyện gì quan trọng cần nói không? Bí thư Tử Quân, Trần Thiên Ích kia đã rút đơn kiện, không hề tiếp tục giành quyền nuôi con với tôi gọi điện thoại để cảm ơn anh. Thành Nghiên Tuệ mặc dù lên tiếng có chút dồn dập thế nhưng cảm giác vui sướng bên trong căn bản là không nhịn được. Giành được quyền nuôi con chính là một chuyện quan trọng của Thành Nghiên Tuệ, Vương Tử Quân có thể thấu hiểu được tâm tình của nàng, hắn cười nói, đây thật sự là một chuyện đáng mừng, tuy ban ngành tư pháp nhất định sẽ cho ra phán quyết công chính, thế nhưng nếu cứ bị một chuyện như vậy quấn lấy người thì sẽ cảm thấy rất phiền lòng. Khi nào có thời gian thì tôi sẽ mời cả nhà cô dùng cơm để chúc mừng. Bí thư Tử Quân, nếu không có ngài thì anh ta sẽ không rút đơn kiện, cảm ơn anh. Tuy Vương Tử Quân vừa rồi nói rất đường hoàng nhưng Thành Nghiên Tuệ căn bản không cho rằng đó là thật. Nàng là một nhân viên công tác của Ủy ban Nhân dân thành phố Rừng Mật, dù chưa từng trải qua chuyện này thế nhưng lại gặp qua rất nhiều lần, một sự việc vốn là chuyện không thể nhưng cuối cùng lại là sự thật trước mặt nàng. Trần Thiên Ích đã dám chống án thì tất nhiên phải có sự chuẩn bị kỹ càng, bây giờ người này không nói tiếng nào mà rút đơn kiện, lại còn tỏ vẻ xin lỗi, điều này là gì thì Thành Nghiên Tuệ hiểu rõ ràng. Tuy Vương Tử Quân cũng không nhúng tay, thế nhưng mối quan hệ bạn học giữa Thành Nghiên Tuệ và Vương Tử Quân làm cho không ít người cố kỵ, trong đám người cố kỵ đó còn có cả bà vợ mới của Trần Thiên Ích. Sau khi nghe được tin tức này thì đầu tiên là Thành Nghiên Tuệ gọi điện thoại cho Vương Tử Quân, thông báo cho hắn biết, đồng thời cũng hy vọng có thể nhận được lời chúc mừng. Tuy lúc này nàng căn bản không nghĩ đến phương diện làm thân mật mối quan hệ giữa hai người, thế nhưng lại rất muốn được tăng thêm phương diện trao đổi với Vương Tử Quân. Điều này không những là vì Vương Tử Quân có thể bảo vệ cho nàng, hơn nữa là vì nàng cũng tình nguyện đứng bên cạnh hắn để chia sẻ chút niềm vui. Nhưng lúc này Vương Tử Quân lên tiếng lại làm cho tâm tư muốn mời cơm của Thành Nghiên Tuệ bị phá vỡ.
Nàng miễn cưỡng nói, khi nào ngài có thời gian thì tôi sẽ gọi điện thoại đến. Vương Tử Quân khẽ gật đầu rồi cúp điện thoại, với mối quan hệ giữa mình và Thành Nhiên Tuệ, hắn hy vọng hai bên có thể tiếp tục bảo trì tình bạn. Còn phương diện tiến thêm một bước, Vương Tử Quân căn bản không bao giờ cho tình huống này phát sinh. Vài phút sau xe đi đến khách sạn, khi Triệu Hiểu Bạch đi xuống mở cửa xe, thư ký của Kim Chính Thiện nhanh chóng tiến lên đón chào. Dưới sự dẫn dắt của thư ký, Vương Tử Quân đi đến một gian phòng ở tầng trên cùng của khách sạn. Kim Chính Thiện đang ngồi xem văn kiện trong phòng, khi thấy Vương Tử Quân đi vào thì tiện tay bỏ văn kiện vào trong cặp rồi nhanh chóng tiến lên chào đón. Bí thư Vương, bây giờ tôi thật sự không biết nên cảm ơn vì ngài đã giúp đỡ trong lúc khó khăn, hay là cảm thấy xấu hổ vì ném cho ngài củ khoai lang nóng nữa đây. Vương Tử Quân bắt tay với Kim Chính Thiện rồi cười nói, Bí thư Kim, giúp đỡ trong lúc khó khăn hay là đưa cho tôi củ khoai lang nóng thì phải nhìn vào ý nghĩ của ngài. Bây giờ công tác chuẩn bị cho Đại hội Thể dục Thể thao ở thành phố rừng mật đang tăng tiến rất mạnh, hầu như đã cùng hỗ trợ với phương án xây dựng thành phố xanh sạch đẹp của các anh. Lúc này chỉ cần có thể tiến hành nhất thể hóa rừng mật, như vậy sẽ có tác dụng rất lớn với phương diện xúc tiến kinh tế. Thật ra hai thành phố có thể xuất phát dựa vào ưu thế của bản thân để cho ra những phương án phát triển sản nghiệp của riêng mình, thông qua phương diện nhất thể hóa để đón giải tránh ngắn, hấp dẫn và bổ sung những nhân tố có lợi cho mình, có thể thực hiện góc bù công bằng, phối hợp phát triển các sản nghiệp. Nếu như nói các thành phố trong tỉnh Mật Đông là mỗi một tấm ván, như vậy thông qua phương diện nhất thể hóa thì có thể làm cho những tấm gỗ đó được kéo dài và rộng hẳn ra, sẽ gia tăng chất lượng của chiếc thùng gỗ khi hợp những tấm gỗ kia lại, sức cạnh tranh chỉnh thể cũng được đề cao, cuối cùng tạo nên xu thế phát triển tất yếu của tỉnh Mật Đông. Vương Tử Quân nói những gì thì Kim Chính Thiện căn bản đã hiểu, thế nhưng Vương Tử Quân vẫn phải nói, vì hắn muốn quyết định chỗ đứng của mình, cũng muốn Kim Chính Thiện hiểu phải trả giá rất lớn. Sau khi hai người ngồi xuống thì Triệu Hiểu Bạch cùng thư ký của Kim Chính Thiện rời khỏi phòng. Khi nhân viên phục vụ dâng đầy đủ thức ăn thì Kim Chính Thiện mới cười nói, Chủ tịch Đường sắp phấn chấn tinh thần tiến lên, tôi cảm thấy cực kỳ vui mừng. Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy rất vui. Vương Tử Quân hiểu ý của Kim Chính Thiện, hắn nâng ly rượu lên cùng với đối phương, cũng không thèm che giấu ý nghĩ của mình. Chương 1562, bổ sung mới là căn bản. Kim Chính Thiện nhìn gương mặt bình tĩnh của Vương Tử Quân, hắn càng cảm thấy không dám khinh thường vị cán bộ lãnh đạo trẻ tuổi này. Người này có thể ném số tiền lớn cho Đường Chấn Huy thích phân phối thế nào thì làm thế ấy, làm cho tâm trí của Đường Chấn Huy được cổ động, do đó mới đẩy ra một phương án có lợi cho sự phát triển của tỉnh Mật Đông, thủ đoạn này không khỏi làm cho Kim Chính Thiện lau mắt nhìn Vương Tử Quân. Kim Chính Thiện thật lòng cũng không hy vọng Sầm Vật Cương sẽ là một nhà độc tài trong tình hình chính trị ở tỉnh Mật Đông. Dù sao thì hắn cũng có lý niệm bất đồng với Sầm Vật Cương, thế nhưng Sầm Vật Cương lại là người quá mạnh mẽ, điều này làm cho Kim Chính Thiện cảm thấy cực kỳ áp lực. Nếu như Đường Chấn Huy có thể đứng lên giải quyết vài phần áp lực của mình, như vậy Kim Chính Thiện căn bản cảm thấy rất thích thú. Như vậy Kim Chính Thiện mới có thể cho ra một quy hoạch phát triển thành phố rừng mật thoát khỏi sự trói buộc cao độ của Sầm Vật Cương. Hắn nghĩ như vậy mà không khỏi cảm thấy có chút chờ mong và mơ ước vào Vương Tử Quân. Sau khi uống vài ly thì Vương Tử Quân và Kim Chính Thiện trò chuyện càng thêm nhiệt liệt, hai bên nói về vài việc vặt, sau đó Kim Chính Thiện trầm giọng nói với Vương Tử Quân, Bí thư Vương, đối với phương diện nhất thể hóa rừng mật, tôi có vài ý nghĩ muốn liên hệ với anh. Vương Tử Quân khoát tay áo nói, Bí thư Kim, Chủ tịch Đường là người nói ra phương án nhất thể hóa rừng mật, anh có ý kiến gì thì trước tiên cứ trao đổi với Chủ tịch Đường. Kim Chính Thiện hiểu ý nghĩ của Vương Tử Quân. Hắn trầm ngâm giây lát rồi cười nói, tôi sẽ phải trao đổi với Chủ tịch Đường, thế nhưng Bí thư Vương, ngài cũng là chuyên gia ở phương diện xây dựng và phát triển kinh tế, trước tiên tôi phải hỏi ý kiến của ngài, để xem ý nghĩ của mình có vấn đề gì không. Vương Tử Quân cười cười, hắn cũng không thể nói không muốn nghe những ý nghĩ này của Kim Chính Thiện. Hắn chỉ nói với Kim Chính Thiện, yêu cầu đối phương tăng cường trao đổi với Chủ tịch Đường Chấn Huy. Mà lời nói của đối phương căn chỉ là đáp lại theo trình tự mà thôi. Hai người nói đến đây thì căn bản đã tiến vào chủ đề chính, sau khi hai bên trao đổi thêm vài câu, hai người một trước một sau rời khỏi khách sạn. Sáng sớm hôm sau Vương Tử Quân đi đến phòng làm việc của Sầm Vật Cương, nhưng hắn tuy đến sớm đã có người đến còn sớm hơn,
đó chính là thư ký trưởng Phương Anh Hồ đang báo cáo công tác trong phòng làm việc của Sầm Vật Cương. Khi thấy Vương Tử Quân đi vào thì Phương Anh Hồ khẽ bắt chuyện, sau đó hắn rời khỏi phòng của Sầm Vật Cương. Khi thấy Vương Tử Quân thì gương mặt Sầm Vật Cương vẫn tươi cười rạng rỡ, sau khi mời Vương Tử Quân ngồi xuống thì dùng giọng ân cần hỏi về tình trạng sức khỏe của Mạc lão gia tử. Sau đó lão mở miệng nói về vài hạng mục công tác đã diễn ra khi Vương Tử Quân rời khỏi tỉnh Mật Đông. Vương Tử Quân đã sớm có chuẩn bị với lời nói của Sầm Vật Cương, thế cho nên hai người tạo dựng lên bầu không khí trò chuyện rất bình thản. Bí thư Tử Quân, anh làm rất tốt công tác của một tổ trưởng tổ giám sát. Ngày hôm qua tôi đã đi xem xét tiến độ xây dựng vài công trình của Đại hội Thể dục Thể thao, trước đó diễn đàn đầu tư đã thu hút được một số tiền lớn nên tiến độ các công trình được đẩy mạnh. Dựa vào tiến độ hiện tại, chúng ta nhất định có thể hoàn công các công trình trước dự kiến. Sầm Vật Cương nhìn Vương Tử Quân rồi cười tủm tỉm nói. Vương Tử Quân nói vài câu khiêm tốn, chợt nghe Sầm Vật Cương nói tiếp, đối với cơ chế sử dụng cán bộ thì chúng ta cần phải tuân theo một quy tắc. Đó chính là cho người có năng lực một cơ hội, cho người có khả năng đi lên sân khấu, ca ngợi người làm được việc, dừng nguy cơ đối với những người làm việc không thành, chỉ như vậy thì mới dùng cán bộ cho thật tốt được. Hai ngày qua tôi đã nhìn qua hồ sơ của đồng chí Lý Bạch Vũ, đồng chí này có năng lực rất tốt, tôi đề nghị với trưởng phòng Uông đẩy đồng chí Lý Bạch Vũ vào danh sách cán bộ trẻ cần được bồi dưỡng của tỉnh Mật Đông. Cảm ơn bí thư Sầm đã giúp đỡ. Đồng chí Lý Bạch Vũ thật sự có năng lực công tác không tệ. Vương Tử Quân nâng ly trà lên uống một ngụm rồi cười nói, bí thư Sầm, nếu tôi có gặp Lý Bạch Vũ thì nhất định sẽ truyền đạt lại những lời ca ngợi của ngài, tôi tin tưởng anh ấy sẽ càng tỏ ra nhiệt tình hơn sau khi nghe được những lời cổ vũ của ngài. 20 phút sau Vương Tử Quân rời khỏi phòng làm việc của Sầm Vật Cương. Tuy Sầm Vật Cương vẫn tiễn chân hắn ra đến ngoài cửa phòng, thế nhưng hắn lại cảm thấy khoảng cách giữa mình và Sầm Vật Cương bị kéo dài ra rất nhiều. Trong cuộc trò chuyện lần này thì Sầm Vật Cương còn quan tâm đến phương diện khi nào thì Mạc Tiểu Bắc đến Mật Đông, thế nhưng Sầm Vật Cương căn bản không nói ra một câu liên quan đến chủ đề quan trọng nhất là nhất thể hóa rừng mật. Sầm Vật Cương không nhắc đến sự kiện này, điều này chứng tỏ bí thư Sầm hiểu có nói ra thì Vương Tử Quân sẽ không bao giờ giúp đỡ mình. Nếu nói ra và nhận được kết quả là không, như vậy không bằng đừng nói ra nữa. Một khi tính nhiệt tình công tác được kích phát thì người ta sẽ hận không thể liên tục công tác. Sau khi Đường Chấn Huy liên hệ với Vương Tử Quân, 3 ngày sau khi Vương Tử Quân từ thủ đô quay về thì Chủ tịch Đường đã tổ chức hội nghị văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh để nghiên cứu về phương diện nhất thể hóa rừng mật. Khi Vương Tử Quân đi vào trong phòng họp thì thấy Đường Chấn Huy đã ngồi trên vị trí của mình, Chủ tịch Đường đang trò chuyện với vài vị phó chủ tịch tỉnh khác. Khi thấy Vương Tử Quân đi vào thì Đường Chấn Huy khoát tay nói, Chủ tịch Tử Quân, anh ngồi bên này. Vương Tử Quân là phó chủ tịch thường vụ tỉnh, vị trí vốn là ở bên cạnh Đường Chấn Huy. Hắn cười cười đi đến ngồi bên cạnh của Đường Chấn Huy, sau đó hắn khẽ nói, Chủ tịch, vừa rồi tôi thấy các vị bàn tán say sưa, không hiểu có chuyện gì tốt có thể chia sẻ với tôi được không? Chúng tôi vừa nói chuyện liên quan đến thành phố Tử Quang. 2 ngày trước phía thành phố Tử Quang tu sửa đường ven sông thì phát hiện ra một ngôi mộ cổ, sau khi khai quật thì chuyên gia nhận định đó là mộ của Hoàng đế. Phó Chủ tịch Thường Gia Quân ngồi ở phía đối diện chợt nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn về phía Thường Gia Quân rồi cười cười nói, nếu thật sự đó là mộ của Hoàng đế, như vậy biết đâu sẽ có thêm một danh thắng bổ sung vào sách du lịch tỉnh Mật Đông chúng ta. Chỉ sợ đến lúc cho ra luận chứng rõ ràng thì vị hoàng đế kia lại được chôn ở chỗ khác rồi. Cố Tắc Phiêm vừa đi vào cửa thì cười nói, vài ngày trước tôi có xem báo, tôi thấy có vài địa phương náo động ồn ào vì tranh giành một danh nhân, chúng ta cũng không nên dính vào tình huống đáng cười thế này được. Thường Gia Quân khẽ gật đầu cười cười mà không nói thêm điều gì. Đường Chấn Huy lại cười nói, Chủ tịch Cố nói đúng, thế nhưng chúng ta không nên vì việc nhỏ mà mất lớn. Lại trơ mắt nhìn một danh thắng có thể cho ra nhiều lợi ích chạy đi nơi khác. Ý của tôi là cần phải có phán đoán lớn mật, mà cũng cần phải có chứng thực cẩn thận hơn. Đường Chấn Huy nói rồi cũng không cho Cố Tắc Phiêm cơ hội tiếp tục lên tiếng. Đường Chấn Huy nhìn về phía thư ký trưởng Lý Hanh Dư, thư ký trưởng, mọi người đã đến đông đủ chưa? Chủ tịch Đường, các vị lãnh đạo đã đến đông đủ rồi. Lý Hanh Dư nhanh chóng đứng lên khỏi vị trí của mình rồi báo cáo với Đường Chấn Huy. Đường Chấn Huy khẽ gật đầu,
lão hắng giọng một cái rồi trầm giọng nói, thưa các đồng chí, bây giờ bắt đầu họp. Chủ đề thảo luận hôm nay chỉ có một, đó là về vấn đề nhất thể hóa rừng mật. Hai ngày trước thành phố rừng mật và Kim Hà đã cùng nhau đến xin chỉ thị, bọn họ muốn lợi dụng góc bù ưu thế về địa vực của hai bên để tiến thêm một bước đẩy mạnh hợp tác, cố gắng làm cho hai bên cùng nhau phát triển tiến lên. Tôi cũng cảm thấy phương án nhất thể hóa rừng mật là rất tốt. Hai thành phố rừng mật và Kim Hà đều ở địa vị trung tâm tỉnh Mật Đông, nếu chúng ta có thể xúc tiến tiến độ kết hợp của hai thành phố này, như vậy sẽ làm cho hai thành phố kinh tế phát triển mạnh mẽ, tạo động lực cho sự phát triển của tỉnh Mật Đông. Đường Trấn Huy vừa nói thì đã tỏ thái độ rất rõ ràng, ý nghĩa của Chủ tịch Đường đã quá rõ, đó là không cho anh cơ hội phản đối. Vương Tử Quân nhìn Đường Trấn Huy chậm rãi lên tiếng, hắn không khỏi cảm thấy như vậy là có chút nóng nảy. Với tình hình hiện tại thì mình và Đường Trấn Huy cùng ngồi nơi này căn bản là đại cục đã định, cho dù có người đề xuất ý kiến trái ngược thì vẫn có thể áp chế được. Chẳng qua Đường Trấn Huy nói khá tốt thế nhưng lại không có mấy dư âm quay về. Khi Vương Tử Quân đang phân tích ý nghĩ của Đường Trấn Huy, chợt nghe thấy Đường Trấn Huy trầm giọng nói, Chủ tịch Tử Quân, anh có ý kiến gì với phương án nhất thể hóa rừng mật hay không? Thưa Chủ tịch Đường, thưa các vị, tôi cảm thấy phương diện tăng cường hợp tác giữa các thành phố với nhau không những tăng cường sức cạnh tranh hạch tâm của tỉnh, còn có được tác dụng xúc tiến kinh tế rất lớn. Dù tỉnh Mật Đông chúng ta có không ít ưu thế so với các tỉnh anh em khác thế nhưng cũng không thiếu những mặt yếu kém, điều này yêu cầu tỉnh Mật Đông chúng ta cần tiến thêm một bước trong phương diện chỉnh hợp tài nguyên, phải dùng lưỡi dao sắc đi chặt cây cứng, như vậy mới có thể làm cho cả tỉnh chúng ta trổ hết tài năng ở giai đoạn sắp tới. Vương Tử Quân dù lên tiếng nhưng cực kỳ chú tâm quan sát vẻ mặt của Cố Tắc Phiêm. Dù sao thì Cố Tắc Phiêm cũng là đại biểu cho Sầm Vật Cương ở trong Ủy ban Nhân dân tỉnh. Lần này chỉ có thể là Cố Tắc Phiêm cho ra ý kiến bất đồng mà thôi. Cố Tắc Phiêm lẳng lặng ngồi trên vị trí của mình, khi Vương Tử Quân lên tiếng thì hắn còn ghi chép cái gì đó. Vương Tử Quân căn cứ vào gương mặt mà không thể phán đoán được Cố Tắc Phiêm đang nghĩ gì. Sau khi phát biểu vài ý kiến của mình về phương diện đẩy mạnh nhất thể hóa rừng mật thì Vương Tử Quân dừng lời. Tuy trong lòng hắn còn không ít thông tin, thế nhưng hắn vẫn áp chế không nói ra. Dù sao thì hôm nay là cuộc biểu diễn của Đường Trấn Huy, tuy hai người có mối quan hệ không tệ, thế nhưng làm khách lấn chủ cũng không hay. Sau khi Vương Tử Quân lên tiếng thì đến lượt Cố Tắc Phiêm, thế là hầu như có không ít ánh mắt dồn lên người của Chủ tịch Cố. Tuy Cố Tắc Phiêm là người sắp xếp ở vị trí thứ ba trong Ủy ban Nhân dân tỉnh, thế nhưng địa vị của hắn cũng không giống như Phó Chủ tịch bình thường. Phương án nhất thể hóa rừng mật có áp dụng quan trọng đến phương diện xây dựng và phát triển tỉnh Mật Đông, đây là chuyện tốt, tôi hoàn toàn đồng ý. Cố Tắc Phiêm mở miệng làm cho người ta giật mình, thế nhưng ngay sau đó lại thở dài một hơi. Chương 1563, một anh là người tích cực dẫn đầu của tôi. Người nào ở trong quan trường cũng từng rơi vào tình cảnh tương tự thế này, một khi ý kiến của lãnh đạo không đồng nhất, khi cần phải tỏ thái độ cũng chính là lúc phải xếp theo hàng. Nếu anh ương ngạnh thì thái độ và lời nói sẽ được ghi vào trong biên bản rõ ràng. Cố Tắc Phiêm đồng ý ngoài ý muốn, điều này làm cho đám người đang khẩn trương chợt thở dài một hơi. Dù sao nếu như Cố Tắc Phiêm lên tiếng phản đối, như vậy sự việc kia sẽ trở thành một tràng quyết đấu. Thậm chí sẽ dẫn đến một cuộc khẩu chiến trong hội nghị văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Nếu như là trước kia chỉ có một mình Đường Trấn Huy thì căn bản có ít điều cố kỵ, nhưng bây giờ bên cạnh Đường Trấn Huy còn có một Vương Tử Quân. Chủ tịch và Phó Chủ tịch Thường vụ liên thủ lại với nhau căn bản là một lực lượng mạnh mẽ làm cho người ta phải tự định giá lại chính mình. Cố Tắc Phiêm không lên tiếng phản đối, điều này làm cho đám người còn đang phân vân chưa làm ra lựa chọn phải thở dài một hơi. Cố Tắc Phiêm nói rồi đưa mắt nhìn qua gương mặt của Đường Trấn Huy và Vương Tử Quân, thấy gương mặt của Đường Trấn Huy có chút biến đổi rồi nhanh chóng trở nên bình tĩnh, thế là trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác trào phúng với Đường Trấn Huy. Đường Trấn Huy có lẽ xem mình là kẻ địch mạnh nhất, lời nói của mình làm cho tất cả lực lượng của Đường Trấn Huy tích góp lại giống như đánh lên bông, có lẽ lúc này Chủ tịch Đường đang cực kỳ buồn bực. Cố Tắc Phiêm cảm thấy sảng khoái, hắn lại đưa mắt nhìn Vương Tử Quân. Thế nhưng hắn lại có chút thất vọng, vì Vương Tử Quân ngồi phía bên kia căn bản có gương mặt cực kỳ bình thản. Điều này chợt làm cho Cố Tắc Phiêm cảm thấy không thoải mái, sự bình thản của Vương Tử Quân làm cho hắn cảm thấy khó chịu.
Cố Tắc Phiêm trước nay luôn cố kỵ vị lãnh đạo trẻ tuổi này, nếu như không phải là kinh nghiệm của bản thân, hắn cũng không tin vào tình cảnh lúc này. Bây giờ Đường Chấn Huy vốn đã có thể là chờ ngày về hưu, thế nhưng cũng không ai ngờ dưới sự phất tay cổ vũ của Vương Tử Quân, người này lại tiến lên tích cực dẫn đầu đối kháng với Sầm Vật Cương. Sự biến hóa này làm cho Cố Tắc Phiêm không khỏi cảm thấy bội phục. Vương Tử Quân làm như vậy có ý gì thì Cố Tắc Phiêm hiểu rõ ràng, đó chính là muốn lấy Đường Chấn Huy làm tấm khiên cho mình, đồng thời cũng tạo điều kiện thuận lợi để sau này khi tiến lên vị trí chủ tịch tỉnh sẽ không bị Sầm Vật Cương trói buộc quá nặng nề. Nếu như chính mình ở vào vị trí của đối phương, mình sẽ làm thế nào? Cố Tắc Phiêm trầm ngâm giây lát, sau đó hắn tiếp tục nói, nhưng, Chủ tịch Đường, tôi cảm thấy chúng ta nên đi từng bước một, việc này không phải có thể làm một lần là xong. Nhất thể hóa rừng mật là một chiến lược trường kỳ, tôi cảm thấy năm nay điều quan trọng nhất của tỉnh chúng ta chính là chuẩn bị cho Đại hội Thể dục Thể thao, dù sao thì bây giờ tình hình tài chính của tỉnh cũng không còn dồi dào. Tuy quá trình chuẩn bị cho Đại hội Thể dục Thể thao đã đi vào quỹ đạo tốt, thế nhưng vẫn còn không ít khó khăn. Cố Tắc Phiêm nói xong thì cũng không tiếp tục mở miệng, thế nhưng ý nghĩ của hắn thì đã quá rõ ràng, đó là kéo dài ra. Chưa nói đến phương diện nhất thể hóa rừng mật có chỗ thiếu hụt nào hay không, tôi không cản điều này, thế nhưng đây là kế hoạch hay lại khó áp dụng, tôi phải kéo dài nó ra một thời gian rồi nói sau. Vương Tử Quân nghe lời nói của Cố Tắc Phiêm, hắn không khỏi sinh ra chút bội phục với người đồng nghiệp này. Khi hắn trầm ngâm giây lát định mở miệng thì chợt nghe có người nói, Chủ tịch Cố nói đến vấn đề tài chính khó khăn, tôi tán thành điều này. Hai ngày trước tôi đặc biệt phê một chỉ thị cho một hạng mục công tác, cũng cần phòng tài chính bỏ ra chút tiền, thế nhưng đến bây giờ còn chưa thấy tiền đâu. Người vừa mở miệng chính là Phó Chủ tịch Kim Vũ Hải. Người này lên tiếng với nụ cười trên môi, thế nhưng lại biểu hiện thái độ giúp đỡ Cố Tắc Phiêm cực kỳ rõ ràng. Vương Tử Quân và Kim Vũ Hải không có nhiều tiếp xúc, thế nhưng biết vị phó chủ tịch kia công tác cực kỳ nghiêm túc cẩn thận, cũng không ngờ lại đứng bên cạnh Cố Tắc Phiêm. Trong đầu hắn lóe lên vài ý nghĩ, hắn định mở miệng. Tài chính khó khăn là một phương diện, thế nhưng chúng ta cũng không vì khó khăn này mà nắm nhỏ bỏ lớn. Phương án nhất thể hóa rừng mật có liên quan đến đại chiến lược phát triển kinh tế của tỉnh Mật Đông. Nếu như không nắm chắc thì sẽ làm cho kinh tế của chúng ta có sự phát triển chững lại, thậm chí là thụt lùi. Phó Chủ tịch Thường Gia Quân cười cười lên tiếng phản bác. Thường Gia Quân nở nụ cười làm cho Vương Tử Quân không khỏi gật đầu, xem ra Đường Chấn Huy cũng có viện quân ở Ủy ban Nhân dân tỉnh. Nếu Thường Gia Quân đã mở miệng thì Vương Tử Quân cảm thấy mình không cần phải mở miệng làm gì. Không ai mở miệng giống như đang chờ Đường Chấn Huy điểm danh. Thế nhưng Đường Chấn Huy cũng không điểm danh người nào mà trầm giọng nói, nếu Chủ tịch Tử Quân và Chủ tịch Tắc Phiêm đã cho rằng phương án nhất thể hóa rừng mật cực kỳ quan trọng với sự phát triển của tỉnh Mật Đông, là hạng mục quan trọng có thể thúc đẩy sức cạnh tranh của tỉnh, như vậy thì chúng ta sẽ bắt tay vào công tác này. Nhưng những gì Chủ tịch Tắc Phiêm lo lắng cũng không phải không có lý, tình hình tài chính của tỉnh chúng ta thật sự giống như trứng chọi đá. Điều này yêu cầu chúng ta công tác phải cực kỳ cẩn thận, phải vận dụng nguồn tài chính có hạn vào đúng địa điểm. Tôi cho rằng bây giờ chúng ta nên mượn cơ hội chuẩn bị cho Đại hội Thể dục Thể thao để nhanh chóng cho ra chủ tính chung ở phương diện xây hai thành phố Rừng Mật và Kim Hà. Chúng ta nên làm ra một con đường nối liền hai thành phố này lại với nhau, chỉ khi nào khoảng cách giữa hai bên được rút ngắn, như vậy mới có thể nói đến hợp tác, mới có thể từng bước được tăng cường. Lời nói của Đường Chấn Huy căn bản không phải là trưng cầu ý kiến, mà dùng giọng điệu chân thật đáng tin để khẳng định. Cố Tắc Phiêm hình như cũng có ý nghĩ của riêng mình, thế nhưng lại không dám mở miệng nói ra. Thái độ của Cố Tắc Phiêm làm cho Đường Chấn Huy cảm thấy không thoải mái, anh đang làm gì vậy? Rõ ràng là bất đồng ý kiến với tôi, khi hai bên cần động thương động đao thì lại lấy phương diện tài chính ra để uy hiếp tôi, anh cho rằng tôi là con khỉ thích đùa giỡn sao cũng được sao? Đường Chấn Huy nghĩ đến đây thì càng không cảm thấy thoải mái. Từ khi bắt đầu liên hệ với Cố Tắc Phiêm, người này nhanh chóng theo đuôi Sầm Vật Cương. Tuy người này tỏ ra cực kỳ cung kính với mình, thế nhưng thực tế lại bằng mặt không bằng lòng. Cố Tắc Phiêm là người công tác ở Mật Đông nhiều năm, lại có được chỗ dựa là Sầm Vật Cương, Đường Chấn Huy không thể nghĩ ra chiêu thức gì cao siêu để hạ gục người này. Nhưng lần này lão không thể nhịn được nữa, lão nhất định phải giải quyết vấn đề này. Chương 1563, hai anh là người tích cực dẫn đầu của tôi.
Còn giải quyết như thế nào thì Đường Trấn Huy còn chưa suy nghĩ kỹ càng, liên hệ sao? Chỉ sợ không đơn giản như vậy, ban ân để đối phương đi về phía mình sao? Căn bản là không đơn giản, chỉ là Đường Trấn Huy cho rằng mình hao tổn nhiều tâm tư để thu nạp đối phương, như thế là quá thấp kém. Khi đó Đường Trấn Huy thật sự muốn vung chân đá văng một kẻ chỉ làm vướng bận mình là Cố Tắc Phiêm ra khỏi Mật Đông, thế nhưng thể chế trong nước là quan viên chỉ có thể lên mà khó có thể xuống, đá đối phương đi ra cũng không phải là hành động thực tế. Vương Tử Quân bây giờ là minh hữu chủ yếu của Đường Trấn Huy, hắn hiểu rõ về phương diện nhất thể hóa rừng mật. Phương án này quan trọng nhất chính là hai thành phố hỗ trợ lẫn nhau về kinh tế và các phương diện khác, hơn nữa quan trọng là phải xây dựng một con đường nối liền hai thành phố này lại với nhau. Nếu như hoàn thành con đường này, như vậy chỉ mất một ngày đi từ thành phố rừng mật đến Kim Hà, đối với Đường Trấn Huy thì đây chính là chiến tích lớn nhất trong nhiệm kỳ của mình, thế nên cực kỳ gấp gáp muốn con đường này nhanh chóng được khởi công. Có thể nói lần này Đường Trấn Huy đã đạt được mục đích của mình. Thế nhưng cũng không phải là mọi người muôn mặt một lời trong hội nghị văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh thì được thông qua. Dù sao thì chuyện nhất thể hóa rừng mật là quá lớn, nếu không được hội nghị thường ủy thông qua thì không thể nào khởi động được. Cố Tắc Phiêm định mở miệng thế nhưng trên mặt lại là nụ cười lạnh, nụ cười này có ý nghĩa gì thì Vương Tử Quân căn bản là hiểu rõ ràng, mà người nơi đây cũng hiểu rõ ràng. Quyền lợi tổ chức hội nghị thường ủy nằm trong tay của Bí thư tỉnh ủy Sầm Vật Cương. Vì vậy có một số việc Đường Trấn Huy tuy cứ sốt ruột nhưng căn bản chỉ là đứng ngoài cửa chờ mà thôi, cho dù thế nào thì anh cũng chỉ có thể làm được một chữ, đó là phải chờ. Khi Vương Tử Quân đang nghĩ nên làm thế nào để thông qua phương án này ở hội nghị thường ủy, một sự kiện đột nhiên xuất hiện làm hắn trở tay không kịp. Đó là hôm nay khi Vương Tử Quân đang phê duyệt văn kiện trong phòng làm việc, đúng lúc Triệu Hiểu Bạch hối hả chạy vào. Bí thư Vương, vừa rồi có văn phòng tỉnh ủy vừa gọi điện thoại thông báo, nói là 20 phút sau mời anh đến phòng họp số 1 tham gia hội nghị thường ủy. Vương Tử Quân đặt văn kiện xuống, hắn chợt nhíu mày. Quy tắc mở hội nghị thường ủy rất rõ ràng, đó là trước khi tổ chức hội nghị thường ủy đều phải thông báo cho các vị thường ủy tỉnh ủy trước 3 ngày, bây giờ hội nghị thường ủy mở ra quá đột ngột, điều này nói rõ có sự việc gì đó rất khẩn cấp. Vương Tử Quân không hiểu chuyện gì xảy ra. Hắn trầm ngâm giây lát rồi trầm giọng hỏi, có chuyện gì xảy ra? Bí thư Vương, vừa rồi tôi có hỏi đồng chí thông báo, thế nhưng bọn họ nói cũng không biết. Triệu Hiểu Bạch nhìn Vương Tử Quân rồi dùng giọng chú ý nói. Vương Tử Quân khoát tay áo tỏ ý cho Triệu Hiểu Bạch có thể đi ra. Bây giờ tổ chức hội nghị thường ủy khẩn cấp, hắn không biết là vì nguyên nhân gì, điều này nói rõ thế lực của hắn ở Mật Đông vẫn còn quá nhỏ, tin tức bế tắc nghiêm trọng. Thử hỏi Đường Trấn Huy xem, để xem anh ta có biết rốt cuộc là vì tình huống gì không. Vương Tử Quân chợt nghĩ như vậy, hắn đang định gọi điện thoại cho Đường Trấn Huy, đúng lúc này điện thoại của hắn lại vang lên. Hắn nhìn thoáng qua màn hình điện thoại, sau đó cầm điện thoại lên. Bí thư Vương, nhà thi đấu thành phố Hân Lũng đang xây dựng đột nhiên xuất hiện hiện tượng đổ sập, bây giờ đã có 1/4 tầng trệt đổ xuống. Trương Tề Bảo ở bên kia dùng giọng có chút dồn dập nói. Nhà thi đấu sập, bây giờ công trình còn chưa được đưa vào sử dụng thế nhưng đã xuất hiện hiện tượng này, đây tuyệt đối là một sự kiện làm cho người người phải chú ý, hơn nữa còn là một củ khoai lang phỏng tay. Vương Tử Quân chợt suy nghĩ đến vài phương diện, sau đó trầm giọng hỏi, có người nào thương vong hay không? Bí thư Vương, vì lúc đó công nhân thi công ở công trình bên cạnh, thế nên cũng không xuất hiện thương vong gì lớn. Theo tôi được biết thì có một vị công nhân không đội nón bảo hộ bị đá rơi xuống đầu, bây giờ đã được đưa đến bệnh viện. Thế nhưng ngày cũng đừng nôn nóng, người kia bị thương cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Trương Tề Bảo trả lời làm cho Vương Tử Quân thở dài một hơi, hắn nói với Trương Tề Bảo ở phía bên kia, thư ký trưởng Tề Bảo, tiếp tục theo sát tiến triển của sự việc, có tình huống nào mới thì nhanh chóng liên hệ với tôi. Vương Tử Quân cúp điện thoại mà nhíu mày. Hắn là phó tổ trưởng thường vụ tổ giám sát công tác xây dựng các công trình của Đại hội Thể dục Thể thao, tuy trước khi đến tỉnh Mật Đông thì công trình nhà thi đấu ở thành phố Hân Lũng đã được xây dựng hơn phân nửa, thế nhưng nếu có người muốn lợi dụng chuyện này để cho ra vài hành động mờ ám, như vậy chỉ sợ hắn cũng khó tránh khỏi liên quan. Khi Vương Tử Quân đi vào phòng họp thì các vị thường ủy tỉnh ủy đã đến được hơn phân nửa, thế nhưng tình huống hiện tại khác với các cuộc hội nghị thường ủy trước đó.
Vương Tử Quân nhìn biểu hiện trên gương mặt của đám thường ủy tỉnh ủy, hắn hiểu đám người kia đã biết có chuyện gì phát sinh. Khi Vương Tử Quân ngồi xuống vị trí của mình, hắn chợt thấy Kim Chính Thiện gật đầu với mình. Sau khi hắn gật đầu lại thì Kim Chính Thiện nháy mắt với hắn, điều này không khỏi làm cho Vương Tử Quân sinh ra vài phần cảnh giác. Khi Vương Tử Quân đang phỏng đoán ý nghĩ của Kim Chính Thiện, lúc này cửa phòng họp được mở ra, Sầm Vật Cương và Đường Trấn Huy cùng sóng vai nhau đi vào trong phòng. Gương mặt của Sầm Vật Cương rất âm trầm, lão vừa đi vào đã tiến lên ngồi xuống vị trí của mình. Sầm Vật Cương ngồi xuống cũng không mở miệng nói vài lời dạo đầu như dĩ vãng, lão nói với Phương Anh Hồ đang đứng bên cạnh mình, thư ký trưởng, anh báo cáo tình huống của phía thành phố Hân Lũng cho các vị thường ủy nơi đây đi. Vâng, bí thư Sầm, vừa rồi nhận được báo cáo của thành phố Hân Lũng, 10 giờ sáng nay nhà thi đấu đang được xây dựng đột nhiên sập xuống, 1/4 công trình bị đổ vỡ, có một người trọng thương đang được cấp cứu. Phương Anh Hồ nói chuyện bằng giọng điệu ôn hòa thế nhưng lại có thêm vài phần gọn gàng linh hoạt. Bầu không khí trong phòng họp rất yên tĩnh, tuy đám người nơi đây đều hiểu có chuyện gì xảy ra, thế nhưng ánh mắt mọi người không tự chủ được phải giao vào nhau. Ánh mắt Vương Tử Quân và Đường Trấn Huy va chạm vào nhau trên không, hắn cảm thấy Đường Trấn Huy có chút lo lắng, khi hai người nhìn nhau thì Đường Trấn Huy có chút do dự. Trong quá trình xây dựng lại xảy ra hiện tượng đổ sập, mặc dù không có nhân viên thương vong thế nhưng lại đẩy tỉnh Mật Đông chúng ta lên đầu sóng ngọn gió. Sầm Vật Cương vỗ tay lên bàn rồi đưa mắt nhìn đám thường ủy tỉnh ủy, nhà thi đấu còn chưa được sử dụng đã có 1/4 bị sập xuống, chuyện này phải nói như thế nào đây? Thế nào, các anh muốn biết một tòa nhà sập tạo nên bao nhiêu thanh danh sao? Tôi tin tưởng không bao lâu nữa sự kiện ở tỉnh Mật Đông sẽ được cả nước biết rõ, đến khi đó lãnh đạo hỏi tôi biết trả lời thế nào đây? Chẳng lẽ chúng ta công tác như vậy, chẳng lẽ đó là tác phong công tác của cán bộ tỉnh Mật Đông chúng ta sao? Chương 1564, một âm mưu quỷ kế đường đường chính chính. Không người nào lên tiếng. Khi Sầm Vật Cương phê bình thì tỏ ra cực kỳ có khí phách, lão mở miệng thì không ai dám tiến lên tiếp nhận rủi ro. Sầm Vật Cương nói xong thì tiếp tục, tôi tỏ thái độ rõ ràng, dù là liên lụy đến ai, dù có hàng ngàn vạn lý do, chỉ cần thẩm tra có vấn đề, như vậy sẽ nghiêm trị không tha. Sầm Vật Cương nói như vậy chính là nghiêm túc truy cứu nguyên nhân, dù sao thì đây cũng là một việc lớn, nếu như không truy cứu thì khó thể nào cho ra câu trả lời rõ ràng. Khi Vương Tử Quân cảm thấy không được tốt thì chợt nghe Sầm Vật Cương nói, tôi đề nghị đồng chí Tử Quân cụ thể phụ trách công tác này, đồng chí Khang Tắc Chính làm công tác phối hợp, chỉ cần có chuyện gì cũng có thể báo cáo với cấp ủy chủ tịch tỉnh. Điều tra căn bản là một củ khoai lang nóng, nếu như anh xử lý quá nghiêm khắc thì sẽ đắc tội với không ít người, nếu anh xử lý không nghiêm, mở một mặt lưới, tuy sẽ có thể diện nhưng sẽ là hậu hoạn vô cùng, biết đâu đến lúc nào đó sự việc sẽ bộc phát ra. Nhưng lúc này Vương Tử Quân biết rõ mình không đẩy sự việc này cho ai được, dù sao hắn cũng là phó bí thư kiêm phó chủ tịch thường vụ tỉnh Mật Đông, nếu hắn từ chối thì căn bản là không ra gì, không dám tiếp nhận trọng trách khi tham gia công tác. Nếu hắn dám từ chối, như vậy Sầm Vật Cương sẽ có thể mở miệng vứt bỏ tất cả thanh danh của hắn với lãnh đạo Trung ương. Quan lớn đè chết người, Vương Tử Quân biết rõ lúc này mình căn bản không thể nào phản đối. Hiện tại hắn đã hiểu cái nháy mắt của Kim Chính Thiện với mình có nghĩa là gì, xem ra Kim Chính Thiện đã sớm đoán được kết cục như thế này rồi. Sầm Vật Cương phân công công tác này cho Vương Tử Quân, lúc này Vương Tử Quân có thể nói được cái gì? Căn bản là không thể nào từ chối được, hắn cũng muốn giao phó nhiệm vụ này cho người khác, chính mình thoát ra khỏi vũng bùn. Thế nhưng làm như vậy là khá nguy hiểm, vì đề cử nhân tuyển cho lãnh đạo có nguy hiểm rất lớn và cũng khá khó chịu. Đặc biệt là đối diện với cục diện như lúc này. Nếu như người kia có năng lực mạnh, có thể làm việc thỏa đáng, như vậy thì tất cả đều tốt, nếu như người kia làm hư hại sự việc, làm cho tỉnh ủy rơi vào thế bị động, như vậy ánh mắt của Vương Tử Quân có vấn đề. Một người không có bản lĩnh nhìn người, như vậy sao có thể gánh vác trọng trách làm chủ tịch một tỉnh? Vương Tử Quân thầm nghĩ như vậy, sau đó hắn trầm giọng tỏ thái độ cảm ơn bí thư Sầm đã tín nhiệm tôi. Tôi nhất định sẽ chăm chú điều tra, sẽ tìm ra manh mối của sự kiện này. Sầm Vật Cương khẽ gật đầu, sau đó dùng giọng nghiêm túc nói, Bí thư Tử Quân, chuyện này có liên quan đến danh dự và lực ảnh hưởng của tỉnh Mật Đông, anh nhất định phải làm tốt công tác điều tra, nếu phát hiện có bất kỳ hành vi nào vi phạm kỷ luật,
tuyệt đối không được nương tay, dù là liên quan đến ai thì cũng phải điều tra đến cùng. Vừa rồi Sầm Vật Cương nói phải điều tra đến cùng, bây giờ lại tiếp tục nói phải điều tra đến cùng, giống như đang biểu hiện một ý nghĩ khác. Đó chính là Sầm Vật Cương hoài nghi trong sự kiện này có điều gì đó, hoặc là... Vương Tử Quân thầm suy nghĩ về vấn đề này, hắn cảm thấy có lẽ Sầm Vật Cương đã hiểu vài phần về vấn đề này rồi. Nếu như gặp phải điều gì ngăn trở, anh cứ trực tiếp báo cáo với tôi cũng muốn xem là ai dám cho ra những hành vi vi phạm kỷ cương như thế này. Sầm Vật Cương nói rồi vỗ mạnh tay lên mặt bàn. Vương Tử Quân đi ra khỏi phòng họp, hắn chuẩn bị đi về phía phòng làm việc của mình. Thế nhưng hắn còn chưa xuống lầu thì Phương Anh Hồ đã đi đến bên cạnh nói, Bí thư Vương, Bí thư Sầm mời anh đến phòng làm việc của anh ấy một chuyến. Vương Tử Quân khẽ gật đầu rồi cất bước đi về phía phòng làm việc của Sầm Vật Cương. Phương Anh Hồ vô thức đi lùi lại phía sau Vương Tử Quân nửa bước, cũng cùng đi với Vương Tử Quân. Thư ký trưởng, rốt cuộc tình huống ở thành phố Hân Lũng là như thế nào? Vương Tử Quân đi được vài bước thì khẽ hỏi Phương Anh Hồ. Phương Anh Hồ trầm ngâm giây lát rồi cười nói, Bí thư Vương, trước khi nhà thi đấu của thành phố Hân Lũng gặp chuyện không may thì tôi cũng không hiểu rất rõ về phương diện này. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, thái độ của Phương Anh Hồ không nằm ngoài suy đoán của hắn. Phương Anh Hồ trả lời như vậy căn bản là biểu hiện một loại thái độ, thế là hắn trầm ngâm giây lát rồi nói với Phương Anh Hồ, hy vọng chuyện này chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Phương Anh Hồ nhanh chóng nhìn Vương Tử Quân, lúc này Vương Tử Quân cũng chú ý Phương Anh Hồ, hắn giống như thấy Phương Anh Hồ có chút áy náy, không dám tiếp nhận ánh mắt của mình. Phương Anh Hồ rõ ràng là người đơn thuần. Biết thì nói biết không thì nói không, cần gì phải đỏ mặt. Vương Tử Quân có thể nghĩ như vậy nhưng Phương Anh Hồ lại không cho là như vậy. Vương Tử Quân hỏi hắn một vấn đề mà hắn không thể đáp lại, thế là không khỏi cảm thấy chột dạ, có chút bức bối. Hắn nói nhiều cũng không được, lãnh đạo đẩy hắn lên vị trí hiện tại là vì muốn mình cho ra những trợ giúp đúng đắn ở phương diện quyết sách, cũng không phải tán thành năng lực ăn nói của mình, nói ít lại càng không được. Vì anh nếu ấp a ấp úng lập lời nước đôi, không cho ra một ý kiến gì, chẳng phải làm cho lãnh đạo cảm thấy anh cực kỳ láu cá sao? Rõ ràng là có vấn đề thì không dám nói ra suy nghĩ thật lòng của mình, chỉ giỏi phỏng đoán toan tính của lãnh đạo mà thôi. Những kẻ suy bụng ta ra bụng người cũng không được chào đón trong quan trường. Nếu như một vị cấp dưới nào đó chỉ chú tâm nhìn vào vẻ mặt của anh, sau đó dùng trăm phương ngàn kế để nịnh hót anh, không hợp thời cung cấp cho anh những lời đề nghị hoặc tham khảo, như vậy anh có thấy đối phương đáng sợ hay không? Thậm chí còn sinh ra ý nghĩ muốn đuổi đi cho nhanh hay không? Phương Anh Hồ vừa đi theo Vương Tử Quân vừa thầm nghĩ đến những điều này, càng nghĩ càng cảm thấy không hay. Khi Vương Tử Quân đi đến phòng làm việc của Sầm Vật Cương, lúc này Sầm Vật Cương đang cau mày xem máy tính. Khi Vương Tử Quân đi vào đến nơi thì lão cũng không rời khỏi bàn làm việc. Chỉ vẫy tay với Vương Tử Quân, Bí thư Tử Quân, anh xem, trên này nói cái gì vậy? Vương Tử Quân đi qua xem xét, thấy Sầm Vật Cương đang đi vào một diễn đàn trên mạng, nội dung chủ yếu của diễn đàn này là ngôn luận về vụ sập nhà thi đấu ở thành phố Hân Lũng, có thể thấy những lời bình luận trong đó cực kỳ sắc bén. Một nhà thi đấu được đầu tư nhiều tiền như thế, còn chưa được đưa vào sử dụng thì đã đổ sập xuống, đúng là chất lượng công trình không ra gì. Nếu là tôi thì sẽ bắt ngay tên nào phụ trách công trình này, cũng không cần quan tâm đến những vấn đề gì khác, cho hắn chết sớm thì siêu sinh sớm. Đúng, cần phải xử lý ngay kẻ nào đang phụ trách công trình này. May mà người ta ăn bớt quá nhiều nguyên liệu nên công trình sập sớm, nếu không khi tổ chức sự kiện và nhân dân vào trong đó ngồi, khi đó công trình sập xuống thì bao nhiêu người chết đây? Anh bạn này nói rất đúng. Chương 1564, hai âm mưu quỷ kế đường đường chính chính. Những lời bình luận sắc bén này vẫn còn khá tốt, thế nhưng các diễn đàn ở địa phương khác lại lên tiếng mắng chửi ban ngành thành phố Hân Lũng, thậm chí còn kéo cả Bí thư Sầm Vật Cương đi vào. Vương Tử Quân nhìn một lúc cũng không mở miệng, Sầm Vật Cương lại trầm giọng nói, Bí thư Tử Quân, nhìn vào tình huống này tôi cảm thấy rất đau lòng, hình tượng của cấp ủy chính quyền bị hủy hoại trong tay những người thế này. Theo tôi thấy chúng ta cần phải ra tay thật mạnh, cần phải xử lý những kẻ thối tha ăn bớt nguyên liệu kia, như vậy mới khống chế được cục diện bị động hiện tại. Sầm Vật Cương có thể nói ra ba chữ kẻ thối tha, thái độ hổn hển như vậy là không bình thường.
Tuy Sầm Vật Cương là người nói cứng nhưng xưa nay ăn bản đều cực kỳ chú ý phương pháp hành động. Vương Tử Quân gật đầu nói, Bí thư Sầm cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ chăm chú hoàn thành nhiệm vụ, nếu như bên trong có hiện tượng tham ô hủ bại, tôi nhất định sẽ điều tra đến cùng. À, anh tỏ thái độ như vậy thì tôi cũng yên tâm hơn. Tôi nói trước với anh, nếu như có người nào dám ngang nhiên cản trở công tác điều tra, anh có thể trực tiếp báo cáo với tôi và tỉnh ủy, sẽ tuyệt đối không nuông chiều những người này. Sầm Vật Cương nói xong thì lấy ra một điếu thuốc đưa cho Vương Tử Quân, chuyện này làm tôi nghĩ mà cảm thấy sợ. Sầm Vật Cương sợ cái gì thì Vương Tử Quân hiểu rõ, hắn ngồi xuống đối diện với Bí thư Sầm rồi khẽ nói, Bí thư Sầm, chuyện này là hồi chuông cảnh báo cho chúng ta, tôi cả thấy trước khi điều tra chuyện này thì cần phải cho ra một hoạt động kiểm tra chất lượng các công trình đại hội thể dục thể thao đang được xây dựng trong tỉnh. Nếu có xảy ra vấn đề thì phải điều tra đến cùng. Trực tiếp cách chức người có trách nhiệm trực tiếp, nếu cần truy cứu trách nhiệm pháp luật thì chuyển giao cho cơ quan tư pháp, quyết không nuông chiều. Sầm Vật Cương nhìn gương mặt kiên định của Vương Tử Quân thì không khỏi cảm thấy có chút bất ngờ, lão hít vào một hơi thuốc thật sâu, sau đó nói, chờ một thời gian nữa tôi sẽ bố trí chuyện này. Sau khi nói thêm vài việc thì Vương Tử Quân rời khỏi phòng làm việc của Sầm Vật Cương. Sầm Vật Cương nhìn Vương Tử Quân rời đi mà dụi thật mạnh điếu thuốc vào trong gạt tàn. Bí thư Sầm, Phương Anh Hồ đi vào trong phòng, hắn thấy Sầm Vật Cương tỏ ra trầm ngâm thì khẽ mở miệng chào hỏi. Sầm Vật Cương khẽ gật đầu, lão trầm giọng nói, lát nữa anh thông báo cho đồng chí phụ trách xây dựng công trình đại hội thể dục thể thao đến đây gặp tôi. Vâng, Phương Anh Hồ đồng ý một tiếng, sau đó hắn lại nói, vừa rồi anh Lưu có gọi điện thoại đến. Sầm Vật Cương nghe Phương Anh Hồ nói đến anh Lưu thì hai mắt khẽ chuyển động. Thế nhưng ngay sau đó thì bắt đầu phê duyệt văn kiện. Phương Anh Hồ biết rõ thói quen của Sầm Vật Cương, hắn vội vàng nói tiếp, anh Lưu cực kỳ chú ý đến sự kiện này, yêu cầu chúng ta xử lý chuyện này không được bỏ qua cho bất kỳ người nào liên quan. Không buông tha cho người liên quan, những lời này có tính tương đối, đó là không buông tha cho người có liên quan, cũng không làm oan uổng những người không liên quan. À, đây là nguyên tắc của chúng ta. Sầm Vật Cương đặt cây bút trong tay xuống, giọng điệu có vài phần hòa hoãn. Phương Anh Hồ do dự giây lát rồi khẽ nói với Sầm Vật Cương, chúng ta có nên nói với Bí Thư Vương một tiếng về cuộc điện thoại của anh Lưu không? Sầm Vật Cương không tỏ thái độ gì, lão tiếp tục cầm bút phê duyệt văn kiện. Phương Anh Hồ thấy Sầm Vật Cương không tỏ thái độ thì có chút xấu hổ, hắn cảm thấy mình hỏi câu này là không được phù hợp. Gần đây hắn là người tự phụ mình thông minh, hiểu đúng mực. Biết tiến biết lùi, thận trọng từ lời nói đến việc làm, càng có khả năng tu dưỡng và tố chất mạnh mẽ, hôm nay hắn lại phạm sai lầm, điều này có ý nghĩa gì? Lời nói ra khỏi miệng thì giống như hắt nước ra đường, căn bản là khó thể thu vào, Phương Anh Hồ cũng không nên giải thích. Nếu như anh báo cáo công tác cho lãnh đạo lại không nói lời nào một lúc lâu, thậm chí tỏ ra trầm mặc, như vậy anh phải dừng lại ngay lập tức. Phương Anh Hồ hiểu rõ quy củ này. Hắn đỏ mặt một lúc lâu, sau đó ngượng ngùng rời đi. Sau khi cửa phòng đóng lại thì Sầm Vật Cương thở dài một hơi, bầu không khí trong phòng khôi phục lại vẻ yên tĩnh. Vương Tử Quân trở lại phòng làm việc của mình thì nhận được điện thoại của Đường Chấn Huy. Lúc này Đường Chấn Huy trầm giọng nói, Tử Quân, sự kiện xảy ra ở thành phố Hân Lũng căn bản là rất rắc rối và sâu xa, anh nhất định phải chú ý. Vương Tử Quân căn bản đã có tính toán của mình. Hắn trầm giọng nói, Chủ tịch Đường, còn mong anh chỉ giáo một chút. Tử Quân, Chủ tịch Trần Minh Dương của thành phố Hân Lũng chính là con rể của anh Lưu. Đường Chấn Huy nói xong thì không tiếp tục. Vương Tử Quân là người có tâm tư kín đáo, Đường Chấn Huy nghĩ rằng mình chỉ cần nói một câu như vậy thì Vương Tử Quân đã hiểu rõ vấn đề. Anh Lưu là ai? Vương Tử Quân biết rõ người này, chính là lão lãnh đạo của tỉnh Mật Đông, tuy người này đã về hưu từ trên vị trí Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc. Thế nhưng lại luôn công tác ở tỉnh Mật Đông, lực ảnh hưởng ở tỉnh Mật Đông là cực kỳ lớn, thậm chí có thể nói đến bây giờ chưa từng bị ảnh hưởng. Rất nhiều người nói thủ hạ được anh Lưu bố trí gần một nửa tỉnh Mật Đông, lời nói này dù có chút khoa trương thế nhưng căn bản là sự thật. Vương Tử Quân bây giờ mới đến tỉnh Mật Đông còn cần nhiều sự giúp đỡ, nếu như hắn đắc tội với anh Lưu ở sự kiện này, chỉ sợ sau này sẽ tạo thành chướng ngại rất lớn cho công tác của hắn trong tỉnh Mật Đông. Nhưng nếu như sự việc có liên quan đến Trần Minh Dương,
dù là nhìn vào bất kỳ phương diện nào thì Vương Tử Quân cũng không thể thiên vị làm trái pháp luật. Dù sao thì bỏ qua cho người khác sẽ có tính nguy hại rất lớn với bản thân mình, thế nên Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi trầm giọng nói, Chủ tịch, có vài tình huống mà người ta căn bản không thể nào lựa chọn con đường tốt đẹp được. Đường Trấn Huy hiểu ý nghĩ của Vương Tử Quân, dù sao thì chuyện này được dư luận cực kỳ chú ý, nếu như Vương Tử Quân bất cẩn sẽ liên lụy vào sâu bên trong. Bí thư Sầm thật sự đã đi một nước cờ hay, Tử Quân, anh phải cẩn thận mới được. Sau khi trầm ngâm một lúc lâu thì Đường Trấn Huy mới nói ra một âm thanh mỏi mệt như vậy. Vương Tử Quân hiểu rõ đây là lời nhắc nhở của Đường Trấn Huy, Sầm Vật Cương thật sự có ý nghĩ gì thì hắn hiểu rõ ràng, một nước cờ hay trong lời nói của Đường Trấn Huy chính là ném chuyện khó cho mình xử lý. Hắn là phó bí thư kiêm phó chủ tịch thường vụ tỉnh Mật Đông, hắn là người cực kỳ thích hợp đi xử lý sự kiện này, dù hắn có muốn đẩy cho người nào khác thì cũng không xong. Hơn nữa dù hắn có thái độ thế nào với sự kiện này thì cũng là cực kỳ hậu hoạn. Chương 1565, Dương mưu như một cái tát. Sầm Vật Cương cho ra một mưu lược đường đường chính chính như vậy, cho dù anh có thể thấy rõ vấn đề thì cũng làm gì được. Giống như thiêu thân lao vào biển lửa, dù cuối cùng tan thành mây khói thế nhưng vẫn có được một kết thúc sáng lạn, anh vẫn phải tiến lên theo đúng như mục đích của đối phương. Giống như trước đó Vương Tử Quân ném số tài chính có thể được sử dụng cho Đường Trấn Huy. Vương Tử Quân suy nghĩ cẩn thận điều này mà biết rõ bây giờ tuyệt đối không nên làm cho Đường Trấn Huy nản chí, thế nên hắn cười nói, Chủ tịch Đường, mọi sự khó thể lưỡng toàn, những lúc cần thiết phải bảo toàn bản thân mình. À, như vậy là tốt nhất, Đường Trấn Huy nói rồi có chút do dự, nửa năm tới anh làm việc cũng nên chú trọng bồi dưỡng người của mình. Sau vài ngày nữa khi mà tình hình ở thành phố Hân Lũng trở nên rõ ràng, mời anh đến nhà tôi ngồi chơi một chút. Đường Trấn Huy mời Vương Tử Quân đến nhà chơi cũng không phải là để dùng cơm, hắn hiểu khi đó chính là những gì mà Chủ tịch Đường chuẩn bị muốn nói với mình. Vương Tử Quân căn bản cực kỳ muốn tiếp nhận những ý nghĩ hiện tại của Đường Trấn Huy, tuy Đường Trấn Huy rơi vào hoàn cảnh xấu trong tỉnh Mật Đông, thế nhưng bên cạnh Chủ tịch Đường luôn có một đám người vây quanh. Nếu Vương Tử Quân có được những bố trí kia của Đường Trấn Huy, như vậy chẳng những sau này hắn tăng được vài lá phiếu khi tuyển cử lên chức chủ tịch tỉnh, càng tranh thủ được chút chủ động trong lúc ma sát với Sầm Vật Cương về sau này. Đường Trấn Huy vừa cúp điện thoại thì Kim Chính Thiện gọi điện thoại đến. Ý nghĩ của Kim Chính Thiện căn bản không khác gì Vương Tử Quân, đều nhắc nhở Vương Tử Quân làm tốt chuyện này, không vì bất kỳ vấn đề nào khác mà sinh ra tình huống lật thuyền trong mương. Vương Tử Quân cảm tạ những lời nhắc nhở thiện ý của Kim Chính Thiện, thế nhưng những thứ mà Kim Chính Thiện đưa ra căn bản không có quá nhiều tác dụng. Nếu so sánh với Kim Chính Thiện thì Tiết Xuyên Cường gọi điện thoại đến trễ hơn, cũng nói cho Vương Tử Quân biết người đứng đằng sau Trần Bình Dương. Nếu so sánh với Tiết Xuyên Cường, Vương Tử Quân căn bản rất vui khi nhận được điện thoại của Uông Thanh Minh. Nhưng cú điện thoại của Uông Thanh Minh căn bản là cực kỳ ẩn giấu. Mặc dù không có nội dung thực chất nhưng Vương Tử Quân vẫn vui vì điều này. Đưa tiễn ngàn dặm lễ nhẹ tình trọng, bây giờ Uông Thanh Minh gọi điện thoại đến có ý nghĩa tương đồng như vậy. Nhiều người gọi điện thoại đến cho mình làm gì? Vương Tử Quân hiểu rõ nguyên nhân của nó. Dù sao thì Trần Bình Dương cũng là quan lớn, nếu người này gặp chuyện không may, như vậy quan trường Hân Lũng sẽ chấn động, trước mắt còn khó phán đoán được cơn địa chấn này sẽ sinh ra bao nhiêu uy lực. Thế nhưng có một điều có thể khẳng định, chính là số quan viên bị ảnh hưởng trong sự kiện này là rất nhiều. Đây là hiện trạng của thể chế hiện tại, mỗi một vị quan đều có phe phái của mình, hơn nữa mỗi một đội ngũ như thế rốt cuộc là vài chục người hay vài trăm người, hoặc là những người này rốt cuộc có liên quan bao nhiêu đến vụ việc vừa xảy ra, trước mắt khó thể tính toán cho rõ. Chào Bí thư Tử Quân, tôi là Trịnh Minh Tổ, bây giờ ngài có bận rộn gì không? Một giọng nói khàn khàn chợt vang lên từ đầu dây bên kia. Vương Tử Quân cũng không ngờ Trịnh Minh Tổ lại gọi điện thoại cho mình, hắn do dự giây lát rồi cười nói, chào Chủ tịch Trịnh, lúc này ngài gọi điện thoại cho tôi, có phải là có chuyện gì cần phân phó hay không? Trịnh Minh Tổ là Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tỉnh Mật Đông, có lực ảnh hưởng không nhỏ trong ban ngành của Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Trước đó khi Vương Tử Quân đi đến kiểm tra công tác của Mặt trận Tổ quốc tỉnh, người tiếp đãi hắn chính là Trịnh Minh Tổ, người này có thể nói là không quá xa lạ với Vương Tử Quân. Bí thư Vương, ngài quá khách khí rồi, nói ra thì phải là ngài phân phó cho tôi, trước mặt ngài tôi cũng không dám khoa tay múa chân.
Tuy miệng nói không dám thế nhưng Trịnh Minh Tổ vẫn cảm thấy rất vui vì tình huống Vương Tử Quân tự hạ thấp tư thái với mình. Vương Tử Quân căn bản hiểu rõ tâm tính của Trịnh Minh Tổ, mặc dù những người này có tâm trí không bình thường, thế nhưng dù sao thì cũng sắp rời khỏi chức vụ rể về hưu, nhân khí không còn nhiều, bọn họ không quá chú trọng đến lễ nghi phiền phức, thế nhưng lại rất chú trọng thể diện. Hai bên nói vài lời khách khí, sau đó Trịnh Minh Tổ cười nói, Bí Thư Vương, tôi có nghe nói tối nay ngài không có nhiệm vụ tiếp đãi, ngài đến Mật Đông cũng đã khá lâu, có thể cho tôi cơ hội mời ngài đi đón gió tẩy trần không? Lúc này Trịnh Minh Tổ nói mời đi đón gió tẩy trần, điều này không khỏi làm cho Vương Tử Quân sững sờ. Nhưng hắn lại nhanh chóng cười nói, Chủ tịch Trịnh, khó có được cơ hội ngài triệu kiến, tôi đang ước gì được uống vài ly với ngài. Ngài cứ nói địa điểm, tôi sẽ đi đến. Được rồi, Bí Thư Vương, chúng ta hẹn nhau ở Minh Thúy Viên, tôi sẽ cho người đến đón ngài. Khi thấy Vương Tử Quân nói lời nể tình như vậy thì Trịnh Minh Tổ căn bản tỏ ra rất hưng phấn. Vương Tử Quân cũng không muốn quá rêu rao, hắn mỉm cười từ chối ý tốt của Trịnh Minh Tổ, nói là mình sẽ chạy xe qua, lát nữa mọi người gặp mặt. Vương Tử Quân đặt điện thoại xuống rồi nhìn sơ qua sơ yếu lý lịch của Trịnh Minh Tổ, trước kia hắn tiếp xúc với người này chủ yếu là vì phương diện công tác, cũng không quá lưu ý. Bây giờ Trịnh Minh Tổ mời hắn dùng cơm, ý nghĩa đã không còn giống như trước. Trịnh Minh Tổ mời mình dùng cơm có ý nghĩa gì? Ý nghĩ này lóe lên trong đầu Vương Tử Quân, ngay sau đó chuyển lên người vị chủ tịch thành phố Hân Lũng. Nhưng nhìn vào sơ yếu lý lịch của Trịnh Minh Tổ thì căn bản không thấy có khoảng thời gian nào nhận chức ở thành phố Hân Lũng. Hiểu Bạch, cậu có quen thuộc vị chủ tịch mặt trận Tổ quốc tỉnh Mật Đông hay không? Sau khi xe chạy về phía trước thì Vương Tử Quân chợt quay sang hỏi Triệu Hiểu Bạch đang ngồi ở hàng ghế đầu. Triệu Hiểu Bạch chợt sững sốt nhưng sau đó nói ngay tôi cũng không biết quá nhiều về chủ tịch Trịnh. Chỉ biết trước kia anh ấy từng là bí thư thành phố Tử Quang. Triệu Hiểu Bạch nói đến đây thì có chút do dự, nghe nói bây giờ anh ấy vẫn cực kỳ tích cực công tác. Rất tích cực công tác, Triệu Hiểu Bạch gần đây đã linh hoạt nhiều hơn, ít nhất cũng biết nên phản hồi thông tin nào vào tai Vương Tử Quân. Nhưng những lời đánh giá như của Triệu Hiểu Bạch lại thường làm cho người ta sinh ra ý nghĩ xa xôi. Chỉ một câu nói của Triệu Hiểu Bạch làm cho Vương Tử Quân nghĩ đến rất nhiều vấn đề. Hắn nhìn Triệu Hiểu Bạch rồi cười nói, Hiểu Bạch cũng biết khen người khác rồi sao? Triệu Hiểu Bạch thấy Vương Tử Quân khích lệ mình như vậy thì gãi đầu xấu hổ, sở dĩ hắn nói với Vương Tử Quân như vậy là vì trước đó hắn từng nghe dượng của mình đánh giá như thế với Chủ tịch Trịnh. Khi đó Triệu Hiểu Bạch còn chưa biết rõ, thế nhưng khi càng tiếp xúc với nhiều người thì hắn càng hiểu rõ ý nghĩa của nó. Hắn cũng không ngờ bây giờ nói ra lại được Vương Tử Quân khen ngợi, thế là không khỏi cảm thấy rất vui sướng. Khi xe đi đến cổng Minh Thúy Viên thì dừng lại, một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi tiến lên nghênh đón. Người này cẩn thận mở cửa xe cho Vương Tử Quân rồi cười nói, chào Bí Thư Vương, tôi là Đặng Nho Giai của Mặt trận Tổ quốc, Chủ tịch Trịnh để tôi đứng đây đón ngài. Vương Tử Quân có trí nhớ rất tốt, lúc này hắn khẽ vươn tay ra với Đặng Nho Giai, thư ký trưởng Nho Giai, vài ngày trước khi tôi đến kiểm tra công tác thì anh có phải là người phụ trách tiếp đãi không? Đặng Nho Giai thân là phó thư ký trưởng văn phòng Mặt trận Tổ quốc, cũng coi như là một nhân vật quan trọng của Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thế nhưng lại không thể nào so sánh được với những vị phó thư ký trưởng văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh như Trương Tề Bảo. Trước đó Vương Tử Quân đến Mặt trận Tổ quốc một chuyến và nhớ rõ chức vụ của mình cùng phân công công tác, điều này không khỏi làm cho Đặng Nho Giai sinh ra cảm động. Sau khi bắt tay Đặng Nho Giai thì Vương Tử Quân cùng người này đi vào trong. Khi đi đến lầu 2 thì Đặng Nho Giai khẽ đẩy cửa phòng, bên trong có 6 người đang chờ sẵn. Bí Thư Vương đại giá quang lâm, hoan nghênh, hoan nghênh. Người đầu tiên đứng lên nghênh đón Vương Tử Quân chính là Trịnh Minh Tổ, hắn đi đến bên cạnh Vương Tử Quân rồi vươn tay nói. Vương Tử Quân thấy nhiều người như vậy thì trong đầu lóe lên nhiều ý nghĩ, hắn cũng cười bắt tay Trịnh Minh Tổ, chào Chủ tịch Trịnh. Hai người trò chuyện với nhau vài câu. Trịnh Minh Tổ đưa Vương Tử Quân đi đến vị trí chủ vị. Với vị trí hiện tại của Vương Tử Quân thì ngồi lên ghế chủ vị là không có gì đáng trách, thế nhưng hắn nhất định không chịu mà dùng giọng từ chối nói, Chủ tịch Trịnh, ngài chính là lãnh đạo tỉnh Mật Đông, có ngài ở đây thì tôi nào dám lỗ mãng, ngài cũng nên để cho tôi ăn cơm với chứ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 136.